Đáng chết tên này, lại có thể sẽ dùng hư không xuyên qua. Diệp Thần tuyệt đối không có nghĩ đến một điểm này. Hắn phát động kiếm chiêu, một cái huyết sắc trường long lên như diều gặp gió, nhưng không cách nào đánh tan biển sâu thương long nhô lên như núi cao thân thể. Biển sâu thương long dương ra ngút trời miệng to, khạc ra nóng bỏng ma viêm. Diệp Thần quanh thân kiếm quang xen lẫn, tạo thành gió thổi không lọt phòng che chở. Ma viêm cuồn cuộn, ngăn che tầm mắt, vậy cắt đứt Diệp Thần chạy trốn tuyến đường. Căn cứ Diệp Thần phỏng đoán, đầu này biển sâu thương long thực lực ước chừng ở bách gia cảnh 7 tầng thiên. Và vị kia thiên hy trưởng lão có thể hoàn toàn khác nhau. Cộng thêm nó là đại dương thuộc tính lãnh vực, khí thế mạnh mẽ, sợ rằng bách gia cảnh 7-8 tầng thiên cường giả tới, cũng cầm nó không thể làm gì. Bất quá Diệp Thần cũng không phải là tu sĩ tầm thường. Hắn theo vung tay lên, nguyện vọng thiên tinh từ mang tinh vực ánh sáng sáng chói, vậy vô tận ngân hà bên trong thật giống như có muôn vàn nước lũ dòng nước chảy. Từng vì sao rơi xuống, rớt ra thiên mạc thời điểm, biến ảo thành màu trắng hàng dài, ngửa mặt lên trời gầm thét. Từng cái hàng dài xông phá sóng biển, xen lẫn quấn quanh, ở biển sâu thương long tứ chi trên trải rộng từng đạo màu trắng gông xiềng. Biển sâu thương long thể tích quá khổng lồ, chỉ có thể mặc cho tinh thần diễn hóa bạch long qua lại. Nó điên cuồng gào thét, tiếng kêu chấn thiên, cuồng bạo hắc viêm bọc ở sóng biển bên trong, thế muốn hủy diệt thiên địa. Diệp Thần ổn định thân hình, tại trong sóng gió kinh hoàng thi triển kiếm pháp. Long uyên thiên kiếm dọc theo đặc định quỹ tích huy động, sử dụng từng đạo hung mãnh long viêm. Đồng thời huyết long bóng người vậy xung kích ra. Huyết long và Diệp Thần kiếm đạo. Vào giờ khắc này tựa như hòa làm một thể, mà vậy long viêm còn có một phần chia đạo linh lửa nhan tuyền nhi lực lượng. Nóng bỏng long phun hơi thở, đem lao nhanh mà đến sóng biển đánh được nghiền. Biển sâu thương long đến chiến trường, giống như một chiếc viễn cổ tinh không cự hạm, mang theo đầy trời nước lũ, sát phạt tràn ngập, làm người ta nghẹt thở. Gào thét long viêm nghênh khó khăn lên, cự không thối lui. Sóng biển và long nham giao phong, thủy hỏa bất dung, đụng chạm kịch liệt. Nổ tung muôn vàn tầng hư không, vùng lân cận vùng biển đều bị bốc hơi không còn một mống, lộ ra trước mắt cảnh tan hoang đáy biển. Biển sâu thương long phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết. Vậy long viêm cuộn sạch ra, bọc chu thiên, ngũ hành bát quái trận đồ nhanh chóng diễn luyện, ngũ hành lửa phun ra, nhiệt độ nóng bỏng, cho dù là vậy hắc viêm cũng khó mà ngăn cản. Tráng lệ ngọn lửa ở trên trời mái vòm dưới cuồn cuộn tách thả ra, thiêu đốt biển sâu thương long thân thể. Tung bay sái sái mà rơi, thở mạnh khoáng đạt, thêm dị thường tuyệt đẹp. Vậy đợi ở phía xa xem cuộc chiến ma đạo thủ lãnh hai người thật là trợn mắt hốc mồm, hít thở không thông. Bọn họ cậy vào biển sâu thương long, lại bị Diệp Thần ung dung chém chết. Lúc này nổi lên ý nghĩ đầu tiên là trốn. Nhưng Diệp Thần lại sao sẽ để cho bọn họ như nguyện. Hư linh thần mạch động dùng, mấy cái thoáng hiện, Diệp Thần điểm ngón tay một cái. Ngọn lửa ánh sáng rực rỡ nổ bắn ra ra, hung hăng đập ở hai người sau lưng. Cái này hai người cùng là bách gia cảnh 4 tầng thiên, nhưng mà ở Diệp Thần trước mặt, không còn sức đánh trả chút nào. Diệp Thần đem bọn họ độc công hủy hết, sách trở về La Sinh đảo. Mới vừa đến gần hòn đảo phạm vi, Diệp Thần chợt ngẩng đầu, chết nhìn chăm chú vào viên kia vạn độc thiên châu. Hắn một trái tim nhất thời chìm xuống. Vạn độc thiên châu hóa hình thành ma. Như tà nguyệt cao treo, ánh sáng của mặt trời mang đều bị che đậy. Trời trăng sao ảm đạm thất sắc, liền cái này một mảnh thời không quy tắc đều bị vặn vẹo. Vạn độc thiên châu khu vực trung ương, một đạo cuồng vọng bóng người phụ trên đó, vô tận khí độc hội tụ đến trong cơ thể hắn, cuồn cuộn không ngừng, hơi thở điên cuồng tăng vọt. Ma khí ngưng tụ tới cực điểm, lại sáng chói huy hoàng, sáng chói được mắt người làm đau. Mau xem! Hy vô ngân lại có thể hấp thu vạn độc thiên châu. Trời ơi, hải ma vực mấy trăm ngàn năm qua cũng không có người thành công, không nghĩ tới hắn lại thành. Trời không tuyệt ta tà tu, hy vô ngân thu phục vạn độc thiên châu, là mới vạn độc lão tổ. Ta tà ống thông gió phụng hắn làm chủ, thành tựu thiên thu nghiệp bá. Tấn công La Sinh đảo tà ma yêu đạo cờ tung bay kêu gào, vung cánh tay hô to. Thiên hy cổ tộc người đứng ở một bên lạnh lùng vây xem. Vừa không tới gần cũng không xa cách. La Sinh cổ tộc đã khai mở bảo vệ đảo cổ trận, nhân viên chiến đấu xúc vào trong đó. La Lân Sinh thực lực thấp kém, nhưng đứng ở trước đội ngũ phương, hiện ra hết tộc trưởng khí tiết. Bọn họ nhìn về vậy đã thành hình vạn độc thiên châu,
tâm tình hơi hơi trầm xuống. Vạn độc thiên châu nội bộ tinh hoa toàn bộ chảy vào Hy Vô Ngân trong cơ thể. Hy Vô Ngân thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lần nữa mở mắt, khói độc tràn ngập trong đó. Hắn thực lực đã tới độc đạo đỉnh cấp, nắm giữ độc quy tắc, cuối cùng vạn cổ. Nhưng bàn về quy tắc nắm trong tay cùng ý chí mạnh mẽ, hắn đã không thua gì với tại chỗ một ít cường giả. Chính là bách gia cảnh trung kỳ đối thủ, bất quá là trong nháy mắt tan thành mây khói. La Sinh cổ tộc rất nhiều cường giả, thái thượng trưởng lão tâm tình nặng nề, bọn họ bị hạn chế bởi Thiên Hy cổ tộc đồng đẳng cấp cường giả kềm chế, không cách nào ra tay. Nếu là để cho do cái này độc người tàn phá, Thiên Hy đảo đem sẽ trở thành là nơi luyện ngục. Chỉ có thể gửi hy vọng vào Luân Hồi Chi Chủ. Nếu như Luân Hồi Chi Chủ đánh bại, vậy toàn bộ La Sinh cổ tộc vậy đánh bại. Diệp Thần còn không đối Hy Vô Ngân ra tay. Tấn thăng thành vạn mới một đời vạn độc tổ Hy Vô Ngân, xoay đầu lại, ánh mắt phong tỏa Diệp Thần. Luân Hồi Chi Chủ máu có thể là ta mang đến bao lớn tăng lên đâu. Ta thật là tò mò. Hy Vô Ngân liếm môi một cái, ta tính hiện ra hết, U Hàn Sâm vắng vẻ. Vậy ngươi liền thử một chút, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Hy Vô Ngân giang hai cánh tay ra, màu đen kia vạn độc thiên châu ở sau lưng hắn diễn hóa ra muôn vạn pháp tướng, khí độc ma chướng lao nhanh, tà ác con ngươi không thèm chú ý đến thiên địa, phải đem Diệp Thần nuốt mất. Diệp Thần phi thân khua kiếm, vô cùng vô tận kiếm khí tụ đến, mang chân hắn đạp đỉnh phong lúc đó, toàn bộ chém ra. Minh tự quyết, chín trời bể tan tành đảo. Diệp Thần trong tay Long Uyên Thiên Kiếm giải ngâm một tiếng, biến dạng thương khung, chấn vỡ hư không, bộc phát ra huyền diệu quy tắc nghĩa sâu xa, khí thế chưa từng có từ trước tới nay tựa như có thể nghiền ép hết thảy. Kiếm khí hóa thành một vòng gào thét trăng bạc, chém về phía Hy Vô Ngân hông. Lại là Minh tự quyết. Hy Vô Ngân giọng trong đó có chút kinh ngạc. Hắn cũng không cùng theo vậy hai đại tiên ma thủ lãnh đi trước biển vô tận, cho nên không thấy Diệp Thần thi triển trận tự quyết. Huống chi Diệp Thần hiện tại sử dụng chính là lực tàn phá càng cường đại hơn Minh tự quyết. Hắn xông sáo hắc ám cấm hải nhiều năm, biết rõ vạn khư thần điện đáng sợ. Chín tầng trời thần thuật, chư thiên vạn giới trình độ cao nhất nghĩa sâu xa. Mỗi một dạng thần thuật lấy ra đều là thông thiên triệt địa. Lớn Phạm Thiên chín tầng chí tôn công, gọi tắt là Phạm Thiên thần công, lớn Phạm Thiên chín tầng công là vạn khư thần điện bảng hiệu, tổng cộng chia chín chữ to quyết. Minh tự quyết là trong đó mãnh liệt thần tướng, bàn về hắn lực tàn phá, xứng đáng không thẹn thứ nhất. Đem chữ này quyết luyện đến đỉnh cấp cảnh, không chỉ có thể dùng hắn giết người, còn có thể tăng lên tự thân đối với thần khí nắm trong tay. Hai hướng phụng dưỡng lại, hỗ trợ lẫn nhau, cường giả chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Đi qua nhiều lần chiến đấu, Diệp Thần đã đem Minh tự quyết nhớ kỹ tại tim. Hắn từng ở Huyền Cơ Nguyệt chiến đấu trong đó, ung dung đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới. Thân tức là kiếm, kiếm tức là thân, người như rồng kiếm bừng bừng, một kiếm xuyên qua thiên địa, long dọn ra bảo khiếu, mưa gió chuyển động. Cái này một huyền ảo chân nghĩa chính là đối Minh tự quyết tốt nhất xiển thích. Bất quá vạn độc thiên châu thân là trong thiên địa thượng cổ ma vật, tự có chỗ độc đáo. Liên tục không ngừng ma khí bình phong che chở ngưng kết thành to lớn mạng thương khung, đem kiếm khí ngăn trở ở bên ngoài. Luân hồi chi chủ, người không phá được ta độc chướng, không bằng bó tay chịu trói, cùng ta cùng hợp tác như thế nào? Hy Vô Ngân cười nói. Diệp Thần ánh mắt chỗ sâu, mơ hồ có vẻ khinh thường. Hắn thân là luân hồi chi chủ, trên thông thương khung, hạ đạt vạn cổ, sao sẽ coi trọng như vậy hạ cửu lưu đồ? Hy Vô Ngân hiển nhiên phẩm ra Diệp Thần trong ánh mắt ý, nụ cười trên mặt dần dần thu thập, ánh mắt càng phát ra tàn khốc. Nếu ngươi không tán thưởng, vậy cũng chớ trách ta. Hy Vô Ngân tự thân cùng vạn độc thiên châu tương liên, khí độc bơm vào, trong nháy mắt bùng nổ, vô cùng tàn khốc. Cuồn cuộn khí độc lan tràn ngàn dặm, vô cùng vô tận, không thấy được cuối. Hung ác dữ tợn khô lâu, từ giữa trời đất nổi lên, ăn mòn vạn vật, chỗ đi qua, vô luận sơn xuyên con sông vẫn là hoa cỏ cây cối, đều bị ăn mòn mà không. La Sinh đảo thai nghén nhiều năm rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng ở đây lần khí độc lan tràn hạ tình hình hết sức nguy ngập. La Sinh cổ tộc không ít người thần sắc đều thay đổi, tràn đầy đau lòng, đây chính là bọn họ tài nguyên tu luyện à. Vạn máu độc ao, tụ. Trôi lơ lửng chân trời vạn độc thiên châu điên cuồng xoay tròn, phân đi ra màu đen độc tuyến rối rít phun trào,
ngưng tụ trong thiên địa tinh hoa. Còn có không thiếu tà ma yêu đạo nhân sĩ ngay tức thì thân thể nổ tung, bể thành mạt vụn, bị cuộn sạch bên trong. Hy Vô Ngân, người đang làm gì? Chúng ta cũng không phải là kẻ địch. Có người tức giận hô to. Hy Vô Ngân gật đầu một cái, thần sắc cổ quái. Các ngươi quả thật không phải kẻ địch, nhưng các ngươi là thượng hạng chất dinh dưỡng. Vạn Độc Thiên Châu, địch ta không phân chia, ngập trời ma khí cút trào ra, đến mức, đem người trùng trùng vây khốn. Những cái kia bị kẹt người ở đều bị hút khô máu thịt, trở thành vạn máu độc ao một phần chia. Độc tính nồng nặc nhất sương mù chính là đi tới Diệp Thần đỉnh đầu. Diệp Thần như núi bất động, điều khiển Long Uyên Thiên Kiếm bạo xạ ra, muôn vàn ánh sáng rực rỡ, lạnh lùng lưu chuyển, hướng vậy khí độc bình phong che chở đột nhiên lướt đi. Huyết Long giúp ta lực, Thất Tinh Long Viêm chém. Diệp Thần lạnh lùng khạc ra mấy chữ, Long Uyên Thiên Kiếm quanh thân Viêm Long gầm thét, lay trời động địa, hung hăng vẫy đuôi tới giữa, giận kiếm đánh xuống. Lóng lánh ngọn lửa ánh sáng thông thiên triệt địa, cuộn sạch trùng trùng khí độc. Ở Long Viêm dưới sự xung kích, vây quanh phía trên khí độc tán loạn không dứt. Hy Vô Ngân thấy một màn này, nhất thời không dám tin. Hắn luân hồi chi chủ mạnh hơn đi nữa, cũng chỉ là một mới vừa vào quá chân cảnh võ giả mà thôi. Có thể hắn không nghĩ tới mình căn nguyên độc chướng lại có thể bị Diệp Thần một kiếm bổ ra, không lưu chút nào chỗ trống. Ác giả ác báo. Diệp Thần trường kiếm ra, ánh mắt sắc bén, chợt một chụp Long Uyên Thiên Kiếm, Huyết Long chấn động gầm thét, hướng Hy Vô Ngân đầu cắn. Hy Vô Ngân năm ngón tay khép lại, Vạn Độc Thiên Châu hóa thành một tấm rộng lớn ngai vàng, tay vịn đưa vào hắn chỉ xuống. Hắn cùng Vạn Độc Thiên Châu giao hội hòa hợp, hai người hóa làm một thể. Luân hồi chi chủ, bây giờ ta tức là Vạn Độc Thiên Châu, Vạn Độc Thiên Châu cũng là ta, xem ngươi phải thế nào giết. Hắn phách lối cười to, tiếng truyền vạn dặm. Bầu trời mây đen lăn lộn, vô số khí độc phun ra, bao lại càn khôn, phong tỏa mặt đất. Một cái độc long tại trong hắc vụ chậm rãi thành hình, thông suốt thiên địa, thân hình như trụ. Độc long mở ra mắt thật to, ngàn vạn tầng mây đen cũng như ma binh, che khuất bầu trời, áp chế hết thảy tất cả. Cái này độc long cảnh giới, lại có thể so Diệp Thần ở trong biển vô tận gặp phải biển sâu thương long còn cường hãn hơn một chút. Độc long lăng không bay tới, đầy trời khí độc bùng nổ, giống như đời này ma thần trở về thế gian, mang theo sông phá hỗn độn hắc ám khí tức xông về Diệp Thần. Diệp Thần cắn răng. Hắn nơi triển lãm kiếm khí ở nơi này cái độc long nghiền ép dưới tiêu tán vô hình. Vạn Độc Thiên Châu ông ông tác hưởng, chấn động không ngừng chuyển vận lực lượng cho độc long. Hy Vô Ngân cùng độc long ý thức tương liên, hiện tại hắn linh hồn phụ ở độc long trên mình. Điều này độc long chính là khoáng cổ thước kim sản vật, thực lực cực kỳ khủng bố, cùng cảnh giới cơ hồ không địch thủ. Kịch độc thuộc tính lại là hoành tảo thiên quân đại sát khí. Khí độc cũi vây quanh Diệp Thần cỡ đó, khiến cho không nhúc nhích được. Lấy Diệp Thần thực lực, bổ ra cũi, vậy chỉ cần một lượng hơi thở thời gian. Nhưng chính là cái này ngay lập tức vạn biến thế cục, để cho hắn thân vùi lấp nhà tù. Độc long cùng khí độc lẫn nhau giao ánh. Hoàn toàn phong kín hắn đường. Độc long trên đầu sừng, giống như lưỡi dao sắc bén, to như cự phong. Mắt xem thì phải đâm xuyên Diệp Thần thân thể khí lực. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần hít sâu một hơi, trên cánh tay gân xanh nổi lên. Hắn ngày hôm nay đổ phải thử một chút, lên cấp sau luân hồi huyết mạch có hiệu quả như thế nào. Bất quá, Diệp Thần rất rõ ràng, vận dụng luân hồi huyết mạch là không phải vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Bởi vì nó lớn nhất khuyết điểm chính là sau trận chiến này, hắn phỏng đoán lại phải nghỉ ngơi tốt một đoạn thời gian. Luân hồi huyết mạch, quá dây dưa lực lượng. Đang hắn chuẩn bị triệu hoán luân hồi huyết mạch thời điểm, ngực bỗng nhiên lúc này truyền tới một hồi rung động cảm. Cúi đầu vừa thấy, lại là cái đó mang theo người hộp lóe lên từng cơn kim quang. Hộp nhìn qua phổ thông cực kỳ, bàn tay lớn nhỏ, một nơi cắm khóa đồng, không có giải khai. Nó tản mát ra óng ánh như ngọc thuần sắc ánh sáng. Diệp Thần có chút nghi ngờ, cái này hộp là từ hư không chi địa mang về, bế quan sau này hắn vậy không có ở đây nghiên cứu. Không nghĩ tới hiện tại nhưng sinh ra dị biến. Thuần trắng ánh sáng dọc theo hắn ngực phân bố kinh mạch, điên cuồng tràn vào Long Uyên Thiên Kiếm bên trong. Toàn bộ Long Uyên Thiên Kiếm bộc phát ra mặt trời gay gắt vậy sáng chói dương cương nóng bỏng kiếm khí. Tựa như có mấy chục triệu người hô to kêu gào xông lên vân tiêu.
cuồn cuộn sấm sét thiên âm, ở Diệp Thần phía trên tách thả ra sấm sét hoa, thụy voi muôn vàn không ngừng hiện lên. Đại đạo đồng tình tiếng giống như trung vang, truyền khắp khắp nơi, trong đó có tiên Phật ngâm sướng, tụng niệm cổ xưa kinh văn, khoáng đạt vĩ đại, bàng bạc lộng lẫy. Hy Vô Ngân trong mắt sốt cục thì hiện ra lau một cái vẻ sợ hãi. Diệp Thần không nghĩ tới nho nhỏ hộp lại truyền cho hắn như vậy bàng bạc minh mông năng lượng, để cho hắn ở không sử dụng luân hồi huyết mạch điều kiện tiên quyết đưa tới đại lộ đồng tình. Sáng chói kiếm khí như thái dương vậy chói mắt, trực đảo hoàng long, cực kỳ cường hãn. Hy Vô Ngân sau lưng vạn độc thiên châu tựa hồ là cảm ứng được cái gì, chấn động run mấy cái, lại cách xa trung ương chiến trường, để cho mình chủ nhân lập tức biến thành người cô đơn. Vạn độc thiên châu, người đang làm gì? Hy Vô Ngân tức giận giống to, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Vạn độc thiên châu rõ ràng là đang tránh né kiếm khí. Rốt cuộc là dạng gì cứu cực kiếm pháp, mới có thể làm cho truyền thừa mấy chục triệu năm vạn độc thiên châu cam tâm khuất phục. Diệp Thần vừa vặn ngồi gió đông, lên như diều gặp gió, mặc cho hộp nhỏ bên trong bộc phát ra năng lượng thật lớn đem Long Uyên Thiên Kiếm rót đầy. Thời khắc này Long Uyên Thiên Kiếm, so bất cứ lúc nào đều mạnh hơn. Thái Dương Tiên Hoàng Trảm. Kiếm này vừa ra, phảng phất có mấy triệu viên Thái Dương đồng thời nổ, kiếm quang chấn động tâm hồn người. Ánh sáng của mặt trời mang ngưng tụ thành một cái thông thiên thác nước, xua tan mấy ngàn dặm khói độc, hơi lớn vùng tới quang minh cùng nóng bỏng. Yêu ma quỷ quái làm tan đi, yêu quái quỷ quái không có sức phản kháng. Ở đó đầy trời kiếm quang bao phủ toàn bộ La Sinh đảo thời điểm, Diệp Thần trước ngực hộp nhỏ bên trong, hưu thoát ra một đạo tầm thường tiểu kim quang. Vậy đạo tiểu kim quang chí thuần tới túy, ngắn gọn vô cùng. Diệp Thần trơ mắt nhìn cái này đạo tiểu kim quang lẫn vào ánh mặt trời mang trong đó, một lần hành động cắm trúng vạn độc thiên châu. Vậy vạn độc thiên châu cố ý né tránh, còn muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà bị gắt gao cuốn lấy. Tiếp mà, một màn kinh người xảy ra. Vạn độc thiên châu bên trong vô tận khí độc, đều bị tiểu kim quang hấp thu hầu như không còn. Làm xong hết thảy các thứ này, tiểu kim quang thuấn di trở về, yên lặng nằm nhập chính giữa cái hộp. Thái Dương Tiên Hoàng chạm ánh sáng tan đi, Hy Vô Ngân bóng người trùng trùng rớt xuống đất, hắn mặt mũi khô cằn, thân hình gầy nhom, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, giống như là một ở giữa đêm già rồi mấy ngàn tuổi. Ta đây là thế nào? Hắn cật lực bò dậy, nhìn mình phủ đầy nếp nhăn hai tay, hoảng sợ không thôi. Nhưng là làm hắn một khắc sau ngẩng đầu, thấy chậm rãi hạ xuống vạn độc thiên châu lúc đó, cả người một số gần như tan vỡ. Ngăm đen thâm thúy vạn độc thiên châu, mất đi những ngày qua hào quang, đổi được trong suốt trắng tinh. Người chung quanh vậy cảm thấy không thể tin. Vạn độc thiên châu truyền lưu ngàn vạn năm, chưa từng hủy diệt, hung danh hiển hách. Làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật. Có thể hôm nay, nhưng ở luân hồi chi chủ trong tay đánh hồi nguyên hình. Đám người yên lặng hai giây sau đó, La Sinh cổ tộc bên này chiến ý nổi lên. Bọn họ bị buộc phòng thủ, chết thảm trọng, trong lòng đã sớm nín một hơi. Ở La Lân Sinh một tiếng giống giận sau đó, còn thừa lại La Sinh tộc chiến sĩ từ trong đại trận vọt ra tới, gặp người liền giết. Tà ma yêu đạo vốn là bị vạn độc thiên châu hấp thu một phần chia, hơn nữa Hy Vô Ngân chiến bại, một tí quân lính tan rã. Thiên Hy cổ tộc số người quá mức thiếu, cũng bị đánh được lần lượt tháo chạy. La Sinh cổ tộc rất nhanh chiếm cứ thượng phong, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Thần thu kiếm rơi xuống, ngồi xếp bằng ở một cây cổ thụ trên. Hắn móc ra ngực cái đó có chút xỉ hộp, cẩn thận quan sát. Cái hộp nhỏ này tử là hắn từ hư không chi địa tìm được, vốn cho là bình thường không có gì lạ, lại không nghĩ rằng cất giấu năng lượng to lớn. Hắn mở ra ý thức hải, tra xem trong cơ thể mãnh liệt luân hồi huyết mạch, so với thường ngày càng trong suốt tinh khiết. Xem ra hộp nhỏ bên trong trào hiện ra khó hiểu lực lượng, không chỉ có thể trợ giúp hắn tăng lên chiến lực, còn có thể rèn luyện luân hồi huyết mạch. Tiên thiên chí bảo vậy bất quá cũng như vậy thôi. Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Hắn thử nghiệm mở ra hộp nhỏ lên dỉ xét khóa đồng, vô luận như thế nào cũng không được. Cái này cầm nhỏ khóa đồng thật giống như có loại nào đó ma lực. Xem ra cần được tìm được chìa khóa, mới có thể mở hộp, vừa thấy kết quả. Từ ban ngày đến mặt trời lặn, chiến tranh cuối cùng kết thúc. Tà ma yêu đạo bị giết được quân lính tan rã, chết chết, chạy đã chạy, tổn thất thảm trọng. Thiên Hy cổ tộc tình huống hơi tốt, khá vậy chết không thiếu.
Còn như La Sinh nhất tộc, bọn họ trong lòng nín một hơi, lại có thiên nhiên ưu thế, không có vạn độc thiên châu gia trì tà ma yêu đạo, tự nhiên không phải bọn họ đối thủ. Đến khi cầm kẻ địch xua đuổi xong, La Sinh cổ tộc đại hoạch toàn thắng. La Sinh đảo khôi phục an bình thường ngày, rất nhiều tộc nhân tu sửa thành trì, dưỡng thương điều chỉnh. Diệp Thần vậy quyết định lại ở lâu một ngày, để ngừa sinh ra bất ngờ. Hắn bị La Sinh cổ tộc hạch tâm cao tầng lấy lễ đối đãi, an bài vị trí tốt nhất cung điện, tiến hành ngủ đêm. Nửa ngày sau, La Sinh đảo. Mây trắng lượn quanh trên đỉnh núi, bên vách đá có một tòa phong cách cổ xưa đại khí cung điện. Tòa cung điện kia chiếm cứ đầy đất mạch đứng đầu, đứng một mình tại giữa trời đất, tung bay chợt mong manh vậy. Cung điện tự có linh khí đầy đủ, lại tạo hóa nặng bao nhiêu, hoành xem thành điện bên thành rồng, trương thỉ vũ móng tựa như bay cao. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, ngồi xếp bằng ở bên vách đá bằng phẳng trên đá lớn, hắn nhắm mắt tu thần, hô hấp thổ nạp, động một cái yên tĩnh lại lúc đó, ngầm chứa thiên địa quy luật, dù dài miên xa nói, vô tận tới. Dưới chân cách đó không xa vách đá thẳng đứng, vạn trượng hiểm phong, mọc một bụi linh cây tùng, ngạo nghễ đứng thẳng, đón gió khoe khoang. Hiểm cảnh khắp nơi không người, độc lập di thế, huyết long vậy rời đi Long Uyên Thiên Kiếm, bay lượn chín tầng trời. Cô đỉnh tuyệt nhận, mây mù sôi trào, giống như nhân gian tiên cảnh. Long Uyên Thiên Kiếm cắm ở bên vách đá, yên tĩnh đứng sừng sững, cách đó không xa một đạo long ảnh ở trong mây mù thượng hạ du đi, kinh khủng. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện đó là đầu màu máu rồng thần, thậm chí có diệt thế oai. Huyết long giống như là một đầu cự kình, ở sóng biển bên trong chớp sôi trào, mép còn ngậm một cái đen nhánh hộp nhỏ. Đảm nhiệm huyết long như thế nào cắn xé, đều không cách nào ở đó dỉ loang lổ trên cái hộp lưu lại một đạo dấu vết. Nửa khắc đồng hồ đi qua, huyết long hóa thành một đạo huyết quang, trở lại Long Uyên Thiên Kiếm trong đó. Diệp Thần còn nghe được huyết long than phiền. Chủ nhân, cái này hộp chẳng lẽ là Hồng Quân tiền bối tạo? Sao sẽ cứng rắn đến như vậy bước? Thôi thôi, người tự nghĩ biện pháp mở ra đi. Diệp Thần nghe được thanh âm, mở ra đôi mắt, con người đông lại một cái. Tiện tay vừa cầm, bắt được bay tới đồ, đem nhét vào trong ngực. Hắn ở chỗ này đã tu luyện một ngày một đêm. Từ vậy hộp hấp thu vạn độc thiên châu toàn bộ khí độc sau đó, lại hồi bình tĩnh lại. Diệp Thần nghĩ đủ phương cách, muốn từ trong hộp để luyện ra mấy phần khí độc, dùng cho Hoang Ma Thiên Kiếm và Tai Nạn Thiên Kiếm rèn luyện. Vậy hộp tựa hồ vậy thông hắn tâm ý, trong vô tình thả ra một phần khí độc. Mới đầu Diệp Thần chỉ cảm thấy được hộp hẹp hòi, có thể làm hắn đem khí độc dung nhập vào Tai Nạn Thiên Kiếm lúc đó, lại hướng dẫn vô tận tai khí rèn luyện thăng hoa. Vậy tơ khí độc lại bị hộp luyện hóa thành hắc ám căn nguyên. Cái này làm cho Diệp Thần đối cái hộp tâm tò mò càng ngày càng nặng. Hắn mở ra đôi mắt lúc đó, Hoang Ma Thiên Kiếm hiện lên trong mắt, ở binh, trận hai tự quyết rèn luyện ra, còn có ma khí quấn quanh trên đó, vô cùng đậm đà. Diệp Thần vận dụng Hoang Ma Thiên Kiếm bộ phận lực lượng, nhắm thẳng vào chân trời, kiếm phong ma vân ngút trời, trình độ cao nhất nội liễm ánh sáng rực rỡ, im hơi lặng tiếng biến dạng thương khung. Hoang Ma Thiên Kiếm vượt qua đỉnh cấp, đã kể bên xa. Không hổ là sống cựu Nhật chi chủ hồn phách Thiên Kiếm, đợi hắn tìm được cái kế tiếp đồ đựng, đuổi cựu Nhật chi chủ hồn phách, an trí tốt võ giao, nhất định phải cầm kiếm này đại sát tứ phương. Hắn đem Hoang Ma Thiên Kiếm rèn luyện đến đỉnh cấp sau đó, lại không bất kỳ nuôi. Từ kiếm loại đến đỉnh cấp, thời gian hao phí tài nguyên cùng tinh lực có thể tưởng tượng được. Làm hắn đối kiếm đạo hiểu càng ngày càng sâu nhập. Mới phát hiện thiên ngoại hữu thiên, kiếm bên ngoài có kiếm. Một thanh kiếm, tuyệt không chỉ một đỉnh cấp. Nhất là giơ lên trời trụ vậy tám đại thiên kiếm. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần thu kiếm vào cơ thể. Bầu trời bỉ đoan, mây màu tách thả ra, sáng lạng hồng kiều dọc theo mở ra thẳng xuống, vượt qua ngọn núi cao vút, xuyên qua mây mù, thẳng tới Diệp Thần chỗ ở bên vách đá duyên. Luân hồi chi chủ, còn mời lên một tự. Xâm La Thiên Quân thanh âm vang khắp không cốc. Diệp Thần hơi một chần chờ, lập tức liền đáp ứng. Vừa vặn hắn cũng có chút nghi vấn, muốn hướng Xâm La Thiên Quân tìm câu trả lời. Dọc theo Hồng Kiều, hắn lần nữa đi tới Xâm La Thiên Quân chỗ ở một khối thế giới nhỏ. Phương thế giới này giản lược cực kỳ, tràn đầy nồng nặc linh vận, hết thảy tất cả cũng chỉ là viên kia nối liền vạn vật đồ sộ trái tim lớn phục vụ.
Diệp Thần mới gặp lại Xâm La Thiên Quân tìm lúc đó, như cũng bị rung động đến. Đến hắn một cấp bậc này thiên quân cường giả, quả thật là một giọt máu có thể hóa vạn vật, một sợi tóc có thể thông thương khung. Chỉ là cái này Xâm La Thiên Quân bị Hồng Quân ngồi xuống hung thú hủy diệt, thể xác thương thế nghiêm trọng, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục. Trực diện viên này khổng lồ tim, Diệp Thần tổng có thể cảm giác được, Xâm La Thiên Quân đang nụ cười rồi rào nhìn mình. Diệp Thần tiểu hữu, lần này kêu ngươi tới, coi là cảm ơn ngươi ra tay, cứu vớt ta La Sinh cổ tộc. Xâm La Thiên Quân chậm rãi nói. Tiền bối khách khí, các ngươi phụng nhâm tiền bối là trời mệnh thánh đế, mà nhâm tiền bối lại là ta hộ đạo giả, huống chi La Hề trưởng lão đè nén tâm ma, đem tinh thần biến chuyển cho ta, cái này cùng ân tình, đủ để cho ta ra tay. Diệp Thần lập tức đáp, dĩ nhiên, đây cũng là hắn lời thật lòng. À, lão phu sống mấy trăm ngàn năm, từ không nghĩ tới ta La Sinh cổ tộc sẽ luân lạc tới như vậy tình cảnh, bị một đám bất nhập lưu tà ma yêu đạo xâm lược đến đây. Xâm La Thiên Quân giọng thổn thức, có mang vô tận xúc động. Không đơn thuần là La Sinh cổ tộc, cái khác hai đại cổ tộc, hôm nay cũng đang đi về phía suy sụp. Diệp Thần gãi đúng chỗ ngứa, chỉ xảy ra vấn đề. La Sinh cổ tộc bị tiền bối vết thương của ngài tình ảnh hưởng, toàn thể huyết mạch xu hướng tại suy sụp, không cách nào ra lại tuyệt thế thiên tài, từ đó ở ba đại cổ tộc cạnh tranh bên trong rơi xuống hạ phong. Thiên Hy cổ tộc huyết mạch thịnh vượng, nhưng là cực kỳ ngang ngược, trong mắt không người, kiều binh tất nhiên sa sút. Còn như Huyền Chân cổ tộc, thập phần cường đại, là ba tộc thứ nhất. Nhưng mà ẩn cư thế ngoại, không hỏi thế sự, thiếu máu tươi sát phạt. Diệp Thần không có tránh hiểm nghi, khách quan nói ra mình cái nhìn. Chắc hẳn ba đại cổ tộc tộc trưởng so hắn nhìn thấu triệt, chỉ là bệnh kinh niên đã lâu, không dễ trừ. Xâm La Thiên Quân yên lặng hồi lâu, chợt nói, ngươi nếu có thể nhập ta La Sinh cổ tộc, ta nhất tộc lãnh địa làm sao chỉ cái này vô tận hải vực xó xỉnh. Thậm chí liền vòng ngoài vậy vô thiên chấp trưởng hắc ám cấm hải đều có thể chiếm đoạt đi. Diệp Thần cười cười, không nói lời nào. Hắn có mình bàn cờ có đi, có mình mục tiêu, hắn cuối cùng sẽ muốn đi trước thái thượng thế giới, không thể nào trở thành cái khác thế lực phụ thuộc. Coi như Xâm La Thiên Quân nói phải đem La Sinh đảo nhường cho mình, hắn vậy không nhất định sẽ thừa kế. Bất quá dưới mắt, hắn biết rõ Xâm La Thiên Quân tìm hắn tới đây, tuyệt không phải là vì đàm luận La Sinh nhất tộc phương hướng phát triển. Lấy bất biến ứng vạn biến, hắn kìm nén. Quả nhiên, Xâm La Thiên Quân bỗng nhiên lúc này đổi câu chuyện. Luân hồi chi chủ, thứ cho lão phu cả gan hỏi một chút, người đối phó vạn độc thiên châu chế thắng pháp bảo là vì vật gì? Xâm La Thiên Quân mở miệng hỏi, giọng trong đó lại mang theo lau một cái hiếm thấy vội vàng. Diệp Thần ánh mắt hơi rét một cái. Thái Dương Xích Hoàng chém xuống che giấu động tác nhỏ, quả nhiên không thể lừa gạt được những ông già này. Bất quá hắn cũng không hoảng, căn bản không sợ những người này dậy đoạt bảo tâm tư. Đó là một cái thông thường hộp. Là nhâm tiền bối từ thất lạc lúc không sau khi trở về giao cho ta bảo quản. Hắn mang ra nhâm phi phàm chỗ tòa này lớn chỗ dựa vững chắc. Coi như những thứ này lão yêu quái cấp nhân vật khác đối hắn có cướp đoạt ý niệm, nhâm phi phàm thanh kiếm kia cũng có thể để cho bọn họ đè xuống tham niệm. Xâm La Thiên Quân hiển nhiên không phải lần này ý. Hắn mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, ta tìm ngươi tới trước thật có là một muốn nhờ, quan hệ đến ta tuổi thọ. Diệp Thần ánh mắt khẽ động. Vạn độc thiên châu là thế gian chí âm chí tà vật, trước mấy ngày như ngươi không có ra tay, sợ rằng tổ địa thái thượng trưởng lão cũng không thể làm sao cái này độc châu, nhưng mà vạn độc thiên châu ở ngươi trước mặt nhưng thành dê con đợi làm thịt. Ngươi cũng biết ở viễn cổ đánh một trận sau đó, nhục thân của ta bị đầu kia nuốt trời cự thú hủy xấu xa, hao phí vô số thiên tài địa bảo, tinh thần lực đều không cách nào tự chữa, hiện tại chỉ có thể duy trì tim nhảy lên. Xâm La Thiên Quân giọng ảm đạm. Đầu kia nuốt trời cự thú răng nhọn là có độc, năm đó có một chút độc tính xâm nhập vào lão phu tim, ta cũng không phát hiện, cho đến gần mấy ngàn năm qua mới dần dần độc phát, nếu như không có tốt biện pháp, trong vòng ngàn năm, ta trái tim này liền sẽ bị độc tố chiếm đoạt hầu như không còn. Diệp Thần nghe vậy, coi như là rõ ràng liền Xâm La Thiên Quân lời này hàm nghĩa. Hắn thấy Diệp Thần hủy xấu xa vạn độc thiên châu. Hơn nữa đem chúng độc tính toàn bộ hấp thu. Liền muốn như vậy bảo vật có thể hay không giải cứu hắn. Xâm La Thiên Quân nếu như vừa chết, sợ rằng toàn bộ La Sinh cổ tộc cũng sẽ sụp đổ, không còn tồn tại. Diệp Thần trầm ngâm hồi lâu,
cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Hắn đáp ứng Xâm La Thiên Quân, cùng Nhâm Phi Phàm sau khi trở về, lại hướng hắn thỉnh giáo rõ ràng. Vậy trước tiên cảm ơn Luân Hồi Chi Chủ, Xâm La Thiên Quân nói cảm ơn. Diệp Thần cười một tiếng. Hắn từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, chưa bao giờ mưu tư tim. Xâm La Thiên Quân giao cho hắn tìm Luân Hồi Thánh Hồn Thiên Mảnh Vụn phương pháp, hắn nếu là có thể chữa khỏi đối phương bệnh, dù là gian khổ cũng ở đây không chối từ. Kết thúc sau khi nói chuyện, Diệp Thần lên đường trở lại Huyền Chân Đảo. Hạ Huyền Thịnh và Kỳ Tư Thanh vẫn đang tu luyện, hai người cư tại Huyền Chân Đảo trên, lại không bỏ đi được. Nơi này linh khí đầy đủ lại tài nguyên phong phú, tu vi có thể nói ngày đi ngàn dặm không quá đáng. Hạ Huyền Thịnh ở vạn tầng linh khí bồi bổ dưới, cảm ngộ vô tưởng một đao, thuận lợi đột phá bách gia cảnh. Kỳ Tư Thanh chính là đem chu tước cửa nắm giữ được càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Ước chừng qua hai ngày, Nhâm Phi Phàm từ Thái Thượng Thế Giới trở về. Trở về trước một ngày, Diệp Thần đêm xem thiên tượng, gặp được vạn thú lao nhanh, còn có khí sát phạt xuyên thấu tinh vực, chạy thẳng tới vực ngoại tới. Chỉ có đỉnh cấp chiến đấu giữa cường giả, đủ để đưa tới dị tượng như thế. Diệp Thần không khỏi là Nhâm Phi Phàm cảm thấy lo lắng. Thái Thượng Thế Giới đầm rồng hang hổ, Nhâm Phi Phàm mặc dù thực lực cao mạnh, có thể vạn khư thần điện tai mắt rất nhiều. Nếu là bị phát hiện hành tung, thoát khốn cực kỳ khó khăn. Diệp Thần ở chỗ này Huyền Chân Đảo, càng không cách nào bước vào Thái Thượng Thế Giới, tất nhiên không cách nào thi lấy giúp đỡ. Cho dù là hắn đi đến Thái Thượng Thế Giới, bằng vào bây giờ thực lực, đi cũng chỉ có thể làm con pháo thí. Một ngày một đêm đi qua, tối hôm qua dị tượng đưa tới toàn bộ hắc ám cấm hải náo động. Rất nhiều thực lực rối rít suy đoán, Thái Thượng Thế Giới xảy ra liền rất lớn chuyện. Diệp Thần rõ ràng, nhất định là Nhâm Phi Phàm cùng Vũ Hoàng Cổ Đế tới giữa bộc phát chiến đấu. Một ngày sau, Nhâm Phi Phàm trở về. Diệp Thần treo tim rốt cuộc để xuống. Hắn mang về một kiểu đồ, là một viên ánh sáng đẹp lung linh năm màu trái cây, cho dù thân ở khá xa, Diệp Thần cũng có thể ngửi được, từ trong tản ra thanh thơm, để cho người thèm nhỏ dãi. Theo Nhâm Phi Phàm mà nói, viên này trái cây là Thái Thượng Thế Giới một nơi đất thần bí cổ thụ tinh hoa. Vì hái cái này cái trái cây, hắn lấy thân thử nguy hiểm, tránh thoát mấy chục trên đầu cổ hung thú đuổi giết, lúc này mới về tới đây. Viên này năm màu trái cây có tự chữa linh hồn và chế ước quy tắc và thiên đạo bị thương nặng công hiệu. Nhâm Phi Phàm trở về sau đó, cũng không nói thêm cái gì, đối với Thái Thượng Thế Giới chuyện phát sinh chỉ chữ không sách. Diệp Thần lại là không có hỏi nhiều. Nhâm Phi Phàm thành tựu hắn hải đăng, như muốn nói, liền sẽ nói cho hắn. Sau đó, Diệp Thần đi theo đảm nhiệm Phi Phàm cùng xuyên qua hư không, mấy cái ngay tức thì đi tới Kỷ Lâm chỗ ở. Bé gái lúc này đang tu luyện suy diễn thần thuật, vì lại nữa tổn thương đạt tới linh hồn căn nguyên, nàng suy diễn ước chừng dừng lại ở bề ngoài. Nhâm tiền bối, Diệp Thần ca ca, các ngươi tới. Bé gái thấy hai người, trong lòng vui mừng. Diệp Thần theo thói quen sờ một cái đầu nàng, nhưng nhìn Kỷ Lâm gương mặt tái nhợt, vẫn là có chút đau lòng. Nếu như ban đầu mình không cùng Kỷ Lâm dính quá nhiều nhân quả, có lẽ Kỷ Lâm cũng sẽ không từ Côn Lôn hư cùng tới nơi này. Con đường đi tới này, Kỷ Lâm thân thể nho nhỏ, thật chịu đựng quá nhiều quá nhiều. Cùng ta tới. Nhâm Phi Phàm lần nữa biến dạng hư không, mang hai người đi tới liền một nơi phong thủy bảo địa. Ánh nắng chiếu khắp, tầng lâm tẫn nhuộm, to lớn đỉnh núi nối thẳng vân tiêu, rộng rãi thác nước bay chảy thẳng xuống 3.000 dặm, đánh thẳng vào nguyên phiến rừng cây. Dưới chân núi hồ biến ảo bốc hơi lên ra sương mù hơi nước, khúc xạ ánh mặt trời, biến ảo cầu vòng cầu dài, cảnh sắc đẹp không thể tả, vị là nguy nga. Nhâm Phi Phàm cùng hai người đi tới liền thác nước dưới chân. Chỗ này, thật giống như có chút quen thuộc. Diệp Thần hất cảm lên quan sát chút, bỗng nhiên nhớ lại. Đây không phải là tống giam Hồng Thiên Kinh địa phương sao? Lần trước hắn luyện thành binh tự quyết, cũng là và Nhâm Phi Phàm cùng đi tới nơi này. Thậm chí hắn giận từ tim dậy, muốn xuất thủ giết chết Hồng Thiên Kinh, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Không biết Nhâm Phi Phàm, lần này mang bọn họ tới có dụng ý gì? Nàng linh hồn cùng thần thức đụng phải liền thiên cơ cắn trả, tầm thường thủ đoạn không cách nào tu bổ. Nhâm Phi Phàm nhìn Kỷ Lâm một mắt, nhàn nhạt nói. Năm màu thần quả cũng chỉ là dạy tác dụng phụ trợ, nếu như muốn luyện hóa dược lực. Sợ rằng được mượn Hồng Thiên Kinh trên mình đảm nhiệm thiên nữ nơi bảy linh hồn bình phong che chở.
Nhâm Phi Phàm như vậy nói một chút, Diệp Thần hiểu. Lần này trước tới nơi đây, liền là muốn mượn Hồng Thiên Kinh Bình Phong che chở trợ giúp Kỳ Lâm Trùy đánh linh hồn, khôi phục thương thế. Bọn họ dọc theo dưới thác nước một nơi nham động, phi thân một chui, lần nữa đi tới cái đó ám vô thiên ngày dưới đất hang. Nơi này hiện đầy tất cả loại cấm kỵ thủ đoạn, đem Hồng Thiên Kinh tầng tầng phong ấn. Hơn nữa tràn ngập một cổ vô cùng là kinh khủng hơi thở, cho dù là bị phong ấn nhiều năm, Hồng Thiên Kinh vẫn là cao nhất cường giả, khí vận quy tắc sẽ không thay đổi. Rộng rãi hầm giam, phong tỏa hết thảy sức sống. Hồng Thiên Kinh ngồi dưới đất, đây cũng là hắn duy nhất có thể làm ra tư thế, vô số xiềng xích quấn quanh ở hắn tứ chi cùng thân thể. Hắn chỉ cần có tránh thoát ý tưởng hoặc cử động, trên ống khóa ẩn chứa tử vong quy tắc liền sẽ toàn bộ bung ra, đem hắn hành hạ đến sống không bằng chết. Chôn vùi kiếm linh như cũ đứng ở một bên, không nói một lời, cùng hắc ám hòa làm một thể. Cho đến Nhâm Phi Phàm các người đi vào, Hồng Thiên Kinh mới ngẩng đầu lên, đục ngầu trong con ngươi từ từ dâng lên vẻ hài hước. Ha ha, không nghĩ tới mấy người bạn cũ lại tới nhìn ta, làm sao, còn muốn thử nghiệm giết ta sao? Hồng Thiên Kinh ha ha cười nói. Bất quá hắn ánh mắt ở Diệp Thần trên mình quan sát một phen sau đó, tràn vào lộ vẻ ngưng trọng. Đáng chết, Diệp Thần thực lực lại tăng lên. So sánh lần trước, tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Tuy từ bề ngoài tới xem, Diệp Thần hơi thở nội liếm, cùng người thường cũng giống như nhau, có thể Hồng Thiên Kinh là người thế nào? Thái thượng thế giới đã từng uy danh hiển hách một khối cường giả. Hắn người quen năng lực, đã siêu thoát thông thường trói buộc. Trước mặt Diệp Thần, tránh thoát hoàn chân cảnh trói buộc, bước vào cảnh giới mới. Hơn nữa tên này thực tế chiến lực, tuyệt không có bề ngoài như thế đơn giản. Chôn vùi kiếm linh vậy phát hiện một điểm này, không tự chủ lui về phía sau hai bước. Nếu như nói lần trước hắn có lẽ còn có thể cùng Diệp Thần tranh đấu một phen. Hắn bây giờ, sợ rằng Diệp Thần khoát tay cũng có thể diệt hết. Lòng hắn bên trong không khỏi cảm khái, luân hồi chi chủ khí vận quả nhiên đời này vô địch. Hồng Thiên Kinh trong mắt có muôn vàn tinh vực lưu chuyển, đợi đến tinh thần chôn vùi sau đó, Hồng Thiên Kinh thần sắc âm trầm. Bây giờ Diệp Thần, sợ rằng đã tu luyện chí ít hai môn chín tầng trời thần thuật. Ở hắn trong cảm giác, Diệp Thần trên mình trật tự xích thần trong suốt, rất nhiều tiến một bước diễn hóa thế. Hơn nữa đại biểu khí vận trật tự xích thần, bàn lượn quanh thành phi long cổ phượng, ngưỡng mặt thét dài, dáng vẻ rực rỡ. Ngươi, đã luyện thành đại thiên trọng lâu trưởng. Hồng Thiên Kinh cau mày, lên tiếng hỏi. Diệp Thần không có trả lời thẳng, cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải tự xưng là có thể nhìn thấu cổ kim, suy diễn thiên cơ sao? Vậy chỉ dùng ngươi ánh mắt thật tốt xem. Hồng Thiên Kinh thần sắc sát đổi, vô tận tàn bạo khí tràn ngập ra, tràn ngập ở hang bên trong. Kỳ Lâm cũng không có gặp qua Hồng Thiên Kinh uy lực, như vậy trọng áp bức bách để cho nàng có chút hoảng hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra lau một cái sợ hãi. Diệp Thần vỗ vỗ lưng của nàng, tỏ ý không cần khẩn trương. Yên tâm đi, tên này bị phong ấn ở nơi này không cách nào chạy khỏi, hiện tại chỉ là chỉ hổ giấy mà thôi. Diệp Thần nói rửng rưng như thường, nghe vào Hồng Thiên Kinh trong tai lại hết sức chói tai. Hồng Thiên Kinh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, khí sát phạt tràn ngập, hội tụ thành một vòng huyết nguyệt. Ở đó huyết nguyệt xuất hiện để gặp, toàn bộ hang ẩm vang dội. Hồng Thiên Kinh trên mình ánh sáng đen lượn lờ, cực kỳ giống một tôn viễn cổ chiến tranh ma thần. Diệp Thần thấy vậy, con người đông lại một cái, vẫn còn là bĩu môi. Đừng nói bị phong ấn dưới trạng thái Hồng Thiên Kinh. Cho dù Hồng Thiên Kinh bây giờ có thể tránh thoát tầng này phong ấn, thấy mặt trời lần nữa, cũng không cách nào chạy khỏi Nhâm Phi Phàm kiếm. Cách đó không xa, Nhâm Phi Phàm khẽ mỉm cười, phất tay áo huy trường, thần thánh lực lượng, để cho sao động bất an hắc ám khí tức lập tức an ổn. Hồng Thiên Kinh ánh mắt âm trầm, không nói thêm gì nữa. Chôn vùi kiếm linh chính là đem toàn bộ bóng dáng cũng rúc vào trong góc, sợ bị Nhâm Phi Phàm chú ý tới. Dẫu sao hắn bây giờ có thể yếu đến không đáng kể. Nhâm Phi Phàm, người đừng lấy là ta bị nhốt ở chỗ này, liền không cách nào biết được ngoại giới tin tức. Đảm nhiệm thiên nữ lấy được nguyện vọng hồ tiên, phản bội vạn khư, tự lập môn phái, nhất định là một con đường chết. Ta rất sớm trước kia liền cùng các ngươi nói qua, Vũ Hoàng Cổ Đế uy nghiêm không người có thể xâm phạm. Nói đến Vũ Hoàng Cổ Đế, Hồng Thiên Kinh trong mắt hiện ra cuồng nhiệt thần sắc.
hắn nói chuyện không chút kiêng kỵ, dĩ nhiên lại ỷ có thái thượng thiên nữ cấm chế bảo vệ. Hơn nữa hắn cũng không tin, chỉ bằng mình mấy câu khiêu khích lời nói, Nhâm Phi Phàm liền sẽ liều mạng bị thương giá phải trả cưỡng ép phá vỡ tầng này cấm chế. Như vậy tới một cái hắn không chỉ có sẽ bị thương, sẽ còn bị Vũ Hoàng Cổ Đế phong tỏa vị trí. Còn như Diệp Thần, hắn còn không có phá vỡ tầng này cấm chế bản lãnh. Bị quy tắc hạn chế, lòng đất hang thời gian trôi qua so ngoại giới chậm hơn rất nhiều, nơi này một năm, tương đương với bên ngoài 5 năm. Dù vậy, khoảng cách Hồng Thiên Kinh thoát khốn, vậy chỉ còn lại ngắn ngủn mấy tháng. Gần đoạn thời gian, Thái Thượng Thế Giới cùng Chư Thiên Vạn Giới đều không trật tự, Vạn Khư Thần Điện lại là 5 lần 7 lượt phái người đi hạ giới, đi tới tống giam Hồng Thiên Kinh địa phương, nghĩ đủ phương cách giúp hắn phá cấm kỵ. Cũng có cái khác thế lực phái người đến đây, cùng Hồng Thiên Kinh tiến hành trò chuyện. Hết thảy các thứ này đều ở đây Nhâm Phi Phàm nắm trong tay bên trong. Hồng Thiên Kinh làm người tàn bạo, tánh tình lặp đi lặp lại vô thường lại thực lực cao mạnh. Năm đó thành tựu Vũ Hoàng Cổ Đế thủ hạ một thành viên đại tướng, không biết chu diệt nhiều ít vô tội sinh linh. Như vậy tàn bạo người, nếu như thoát khốn, sợ rằng toàn bộ chư thiên vạn giới cũng sẽ gặp ương. Nhưng mà ai vậy không có cách nào ngăn cản vây khốn Hồng Thiên Kinh cấm chế từ từ biến mất. Để cho ta xem, người 9 tầng trời thần công trưởng thành đến kia làm ruộng bước. Hồng Thiên Kinh tuét miệng cười một tiếng, hắn đưa ra một ngón tay. Thấy cái này ngón tay, Diệp Thần thần sắc nghiêm nghị. Hắn dĩ nhiên có thể phân biệt ra, lần trước Hồng Thiên Kinh ở trước mặt hắn thi triển cái này cây xuyên qua hư không ngón tay, mang hắn tiến vào nặng bao nhiêu ảo cảnh. Nhâm Phi Phàm không ngăn cản vậy không giúp, mà là đem Kỷ Lâm kêu đến một bên, không quan tâm. Hồng Thiên Kinh đắc ý ngông cuồng cười to. Hắn cái này chỉ một cái đầu nghiền đè xuống, có thể sinh ra vô cùng vô tận ảo giác không gian. Ở hắn không gian lãnh vực bên trong, hắn chính là tạo đời chủ, thần sáng thế, bất kỳ hết thảy cũng có thể cầm nặn. Diệp Thần một lần nữa đi tới hỗn độn trong vũ trụ, nơi này là trong truyền thuyết chiến trường, tinh cầu hài cốt mảnh vỡ khắp nơi lơ lửng, chư thiên vạn tộc, vô số thi thể ngang trời đứng, chưa từng biến mất. Bỗng nhiên tới giữa, hỗn độn chỗ sâu xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, càng ngày càng nghiêm trọng, có đem nguyên mảnh tinh không cắn nuốt khuynh hướng. Ở vòng xoáy kia chỗ sâu nhất, một cây mang theo cuồn cuộn thiên uy ngón tay chậm rãi rơi xuống, chỗ đi qua không gian văng tung tóe, hư không nổ tung, tựa như không người có thể địch. Đổi thành ban đầu, Diệp Thần nhất định sẽ rợn cả tóc gáy, sợ hãi không thôi. Nhưng mà hiện tại hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp điều động thần thông, sử xuất Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng. Thuộc về duy nhất luân hồi chi chủ Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, xếp hạng 9 tầng trời thần thuật thứ nhất, thiên uy cuồn cuộn, sức mạnh to lớn vô cùng, một trường có thể vỡ nát tinh thần, hủy diệt vũ trụ, bổ ra hỗn độn. Diệp Thần đẩy ra một trường, thiên địa vũ trụ tựa như cũng đang rung rung, không cách nào hình dung nghịch thiên chiến lực cực nhanh bung ra, so với hàng tỷ tinh thần rơi xuống còn muốn rời núi lấp biển. Cái gì? Hồng Thiên Kinh vậy mặt mũi dữ tợn bên trên, rốt cục thì hiện ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Bao trùm vũ trụ ngón tay, ở một trường này đòn nghiêm trọng dưới, lại ổn định văng tung tóe, vỡ thành và tinh cầu hài cốt như nhau. Diệp Thần trước mắt phá toái hư không, cũng theo đó biến mất, hắn lần nữa trở lại hang bên trong. Lần này, đối mặt Hồng Thiên Kinh vậy đôi vô cùng là phức tạp ánh mắt. Không nghĩ tới người có thể đem Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng tu luyện tới như vậy bước, xem ra vẫn là ta đánh giá thấp ngươi. Hồng Thiên Kinh mơ hồ hối hận. Hắn ở nghĩ lúc đó vì sao không tiêu phí điểm giá phải trả, chém chết Diệp Thần. Giữ lại cái này hậu hoạn, quả thật vô cùng. Hắn bây giờ lần nữa thi triển hư ảo không gian, đã đối Diệp Thần vô dụng. Đương nhiên là hắn hôm nay dưới trạng thái. Nếu như thoát khốn, thực lực không ngừng khôi phục, chém chết Diệp Thần cũng sẽ không quá khó khăn. Diệp Thần cho gọi ra Long Uyên Thiên Kiếm, màu máu rồng thần gào thét ra, chém về phía Hồng Thiên Kinh. Cuối cùng bị gông xiềng cấm chế cho ngăn lại, hóa là vô hình. Ha ha, cho dù ngươi tiến bộ nhanh chóng, đảm nhiệm thiên nữ nơi 7 cấm chế cũng không phải ngươi muốn phá liền có thể phá. Diệp Thần thử nữa 2 lần, kết quả đều là không công mà về. Hắn mặt ngoài hình dáng lộ vẻ được như đưa đám phiền muộn. Hồng Thiên Kinh, ngươi chờ, ta ngày hôm nay tới đây chính là muốn lấy mạng chó của ngươi. Diệp Thần xoay người, đem Kỷ Lâm mang theo trước. Khi tiến vào hang thời điểm,
Diệp Thần thật ra thì cũng đã để cho Kỳ Lâm ăn vào vậy cái năm màu rực rỡ trái cây. Nếu như đem Kỳ Lâm bị thương linh hồn tỷ dụ thành đợi chui luyện thép, không thải quả chính là hừng hực thiêu đốt lò lửa. Cái búa ở nơi nào? Diệp Thần nhìn về phía Hồng Thiên Kinh, trầm giọng nói, Kỳ Lâm, dùng ngươi thiên cơ suy diễn thuật quan chắc hắn đi qua cùng tương lai. Bé gái khôn khéo gật đầu một cái. Nàng cùng Diệp Thần tâm ý tương thông, chỉ cần hơi đẩy một cái diễn, có thể có được Diệp Thần truyền cho tin tức của nàng. Hồng Thiên Kinh trên mình nơi bảy tầng kia cấm chế, đối với linh hồn tổn thương có chui luyện hiệu quả. Ở năm màu thần quả bảo vệ dưới, đảm nhiệm thiên nữ lưu lại cấm chế biến thành phục hồi như cũ mấu chốt. Hồng Thiên Kinh ngông cuồng cười to, âm sát khí ùn ùn kéo đến, hô hô vang dội, ở đỉnh đầu hắn hội tụ thành một đoàn đen nhánh mây đen, vô số ác quỷ gào thét gầm thét, giữ tợn con ngươi chặt nhìn chằm chằm bé gái. Hồng Thiên Kinh chậm rãi đứng dậy, mái tóc dài bù xù, mặt mũi khủng bố, áp lực vô hình thả ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm bé gái, lộ ra một hơi bén nhọn huyết nha. Đó là gắng gượng đem yêu thú thi thể biến dạng nuốt sống sau đó lưu lại. Hồng Thiên Kinh hành động này vốn định là hù dọa Kỳ Lâm, nhưng ai biết bé gái lại bĩu môi. Ngươi lấy là bổn bà cô là bị hù lớn, ngươi kêu Hồng Thiên Kinh đúng không? Nàng cầm ra một mặt huyền cờ, cắm trên mặt đất, sau đó tay chỉ bắt pháp quyết, vẽ ra âm dương càn khôn. Vân Đính suy diễn thuật huyền diệu phi phàm, Diệp Thần đem giao cho Kỳ Lâm thời điểm, cũng không kỳ vọng nàng có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo trở thành một đời thiên cơ thần thuật đại sư. Nhưng bé gái hết lần này tới lần khác ngoài dự liệu, đem tu luyện tới khác một tầng thứ. Nếu không phải bởi vì cho thỏa hiếu kỳ tim quá nặng, gặp phải độ thôi diễn cắn trả, bé gái sợ rằng đã bước vào thiên cơ đại sư hàng ngũ. Kỳ Lâm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt linh động. Từ nàng cho thấy ở trên trời cơ hội suy diễn một đạo thiên phú sau đó, cả người thần thức trải qua vạn cổ mấy trăm triệu trở, dạng gì thần ma yêu đạo nàng không gặp qua. Hồng Thiên Kinh lúc này biến thành chính là mây đen, ở nàng nhìn lại, bất quá như một loại trò đùa buồn cười. Hồng Thiên Kinh vậy ngây ngẩn. Hắn trên đầu khô lâu từ từ lùi về, mây đen cũng theo đó tiêu tán. Cùng lúc đó, Kỳ Lâm rút ra vậy lá cờ tử, con người có cổ xưa phù văn lưu chuyển. Huyền sắc lá cờ không gió tung bay, toát ra một phiến ánh sáng trắng, cổ xưa đường vân phù văn lóe lên không ngừng. Ở con cờ chính diện, tinh không hiện ra, vô số chủng tộc thiên kiêu tận tình chém giết, tiếng kêu chấn thiên, truyền khắp hoang dã. Đây là thương khung vạn cổ cờ. Tục truyền cái này một mặt lá cờ, chỉ có thể đản sanh vô người thần thức linh phách trong đó. Mỗi một cái người có cũng sẽ bị khí vận thêm thân, tương lai bước vào thiên đạo, có thể suy diễn vạn vật. Lá cờ trưởng thành đến bao trùm một vực lúc đó, thậm chí có thể đẩy ngược thiên đạo, nghịch thiên cải mệnh, lấy tự mình phương thức chỉ lưu lại vạn cổ. Hồng Thiên Kinh không nghĩ tới Diệp Thần mang tới cô bé này, lại có như vậy thiên tư. Ở hắn suy nghĩ trong chuyển động, Kỳ Lâm đã bắt đầu thần thức suy diễn. Mỗi một lần suy diễn cũng sẽ chạm được đảm nhiệm thiên nữ lưu lại cấm chế, tạo thành bắn ngược. Mênh mông lực lượng tràn ngập ra, vậy mặt huyền sắc lá cờ nhỏ có chút không đỡ được. Nhâm Phi Phàm bước ra một bước, đến tiểu nha đầu sau lưng, bàn tay tới giữa nhô lên ra lực lượng nhu hòa. Một cương một nhu, một trước một sau. Hai cổ lực lượng lẫn nhau giằng co, va chạm nhau, đem tâm điểm hội tụ đến tiểu nha đầu trên mình. Diệp Thần vận dụng thuật pháp tiến hành tra xem, kinh ngạc vui mừng phát hiện ở đó cổ xưa cấm chế chui luyện dưới, Kỳ Lâm linh hồn đang dần dần khôi phục. Hồng Thiên Kinh vừa mới bắt đầu lấy là Diệp Thần là ý nghĩ hảo huyền, dự định phá vỡ cấm chế. Vì vậy chuẩn bị cố thủ trận địa, để cho hắn không công mà về. Nhưng ai biết cấm kỵ lực lượng toàn bộ bùng nổ, toàn bộ hội tụ đến vậy tiểu nha đầu trên mình. Kỳ Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lộ ra một chút thống khổ. Bất quá rất nhanh lại biến mất không gặp. Hàng ngàn hàng vạn lần rèn luyện sau đó, tiểu nha đầu thương thế trên căn bản hoàn toàn phục hồi như cũ, nàng mở hai mắt ra, thần thái sáng láng, cao hứng có phải hay không? Được, cuối cùng là thành công. Diệp Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhiều lần kích hoạt phong ấn cấm kỵ Hồng Thiên Kinh, cũng đã rõ ràng là như thế nào chuyện xảy ra. Lúc này sắc mặt biến thành màu đen, sấm sét giận dữ, hang bên trong quỷ khóc thần gào. Thật giống như có vô số ác quỷ tụ tập nơi này, dương nanh múa vuốt, thế không thể đỡ. Đáng chết, lại dám cầm ta làm chui luyện lò, muốn cho các ngươi trả giá thật lớn.
Hồng Thiên Kinh thân là thái thượng thế giới chí cao vô thượng cường giả, tuy bị đảm nhiệm thiên nữ phong ấn, nhưng tức nước vỡ bờ, uy lực còn lại thượng tích chữ. Như vậy làm nhục, mười phần nhiễu hắn tâm cảnh. Hồng Thiên Kinh hận không được đem Diệp Thần ngàn đao lăng trì, mới có thể lắng xuống lửa giận trong lòng. Bất quá, đây hết thảy thần ma ảo ảnh đều bị một đạo trong trẻo kiếm quang chặt đứt. Nhâm Phi Phàm tay cầm trường kiếm, tùy ý một khoác, cự kình bóng dáng mơ hồ nhược hiện, tựa hồ có ngập trời sóng thần lăn lộn đều xuất hiện, đem động trung thần thần quỷ quỷ chìm ngập. Hồng Thiên Kinh bị tưới một chậu nước lạnh, đánh hồi nguyên hình. Phong ấn lại hắn thần niệm chính là tản mát ra đen thui ánh sáng, lần nữa thu thập, không để cho Hồng Thiên Kinh tránh thoát. Nhưng ai biết, Hồng Thiên Kinh chẳng những không thu liếm, ngược lại cười được càng phát ra ngông cuồng, hắn ánh mắt biến, phun trào ra vô tận hắc ám, nhìn chăm chú vào Nhâm Phi Phàm. Không nghĩ tới à, người đường đường Nhâm gia thiên mệnh lại có thể vậy sẽ bị thương, hẳn là đi một chuyến thái thượng thế giới đi. Như thế nào, phải chăng lãnh giáo đến Vũ Hoàng thực lực, nhận người giấy ruộng như thế nào, đều không cách nào chạy khỏi bị Vũ Hoàng nắm trong tay vận mệnh, đảm nhiệm thiên nữ giống như vậy. Hồng Thiên Kinh vui vẻ cười to, giống như điên cuồng, cặp mắt tóe ra cực kỳ nóng bỏng thần sắc. Vũ Hoàng cổ đế chính là hắn tín ngưỡng cùng lực lượng. Ở hắn xem ra, chỉ có cái này thế gian người mạnh nhất mới có thể đứng ở tuyệt đỉnh đỉnh, nhìn xuống chúng sanh. Nhâm Phi Phàm nhìn hắn một mắt, không nói nói nhiều, xoay người rời đi. Diệp Thần thì mang bé gái đi theo phía sau, bất quá ở thoát khỏi hang lúc đó, Diệp Thần quay đầu lại, lạnh lùng nói. Ngươi chôn vùi thiên kiếm ta sẽ đến lấy, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến phong ấn giải thoát lúc đó, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được, ở phong ấn phá trước một giây tử vong là vì sao cảm giác. Hắn thanh âm xương như hàn thiết, đã mơ hồ có đại lộ quy luật ẩn chứa trong đó. Luân hồi chi chủ khí thế hiển lộ đầu mối, cao ngất thô bạo. Sâu trong lòng đất địa phương tối tăm nhất, Hồng Thiên Kinh lấy khinh thường cần phải. Đợi mấy người sau khi đi, Hồng Thiên Kinh nắm chặt quả đấm, khuôn mặt đỏ bừng. Nói không hận, là giả. Đường đường thiên quân cường giả, nhất niệm gian liền có thể vỡ nát tinh vực, đạp tinh cầu, lúc này lại rơi vào lần này tình cảnh. Đều là đáng chết kia Nhâm gia người, còn có luân hồi chi chủ. Hồng Thiên Kinh hận ý ngút trời, hóa thành thực chất tính hắc mang, cần đâm rách cái này phiến cấm chế, nối thẳng vân tiêu. Ngoại giới mấy ngàn cây số trong phạm vi dã thú và tu sĩ cũng cảm ứng được cái này cổ mạnh mẽ oán khí, không khỏi hai chân như nhũn ra, hết sức lo sợ. Chủ nhân, mời không nên động giận, nếu không phong ấn đem càng ngày sẽ càng chặt. Chôn vùi kiếm linh một bước tiến lên, nhẹ giọng khuyên can. Hồng Thiên Kinh tâm trạng cái này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Hang, lần nữa quy về yên lặng. Rời đi Hồng Thiên Kinh bị tống giam địa phương, trở lại Kỳ Lâm chi địa, bé gái đã mất đi sống một mình tâm tư, nói là muốn cùng Diệp Thần cùng sông sáo. Diệp Thần không biết làm sao, hôm nay bé gái vì chữa thương, đã dính vào Hồng Thiên Kinh nhân quả, chỉ sợ sau này đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng được, người trước ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Cùng mấy ngày nữa ta lại tới đón ngươi. Diệp Thần đối hắn nói. Kỳ Lâm cười ngọt ngào một tiếng. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm trở lại Huyền Chân Đảo trên đường, không nhịn được đặt câu hỏi, Nhâm tiền bối, ngươi lần đi thái thượng thế giới. Nhưng có việc quan trọng phát sinh. Nhâm Phi Phàm bước chân dừng một chút, con ngươi viết đầy phức tạp. Nhưng cái này lau phức tạp thoáng qua chính là hóa là thư thái. Ừ, ta gặp Vũ Hoàng cổ đế. Diệp Thần con ngươi nhất thời có giúp một cái. Hắn suy đoán tình huống xấu nhất, quả nhiên vẫn là xảy ra. Ta cùng hắn ở trên trời núi đỉnh đánh một tràng, thái thượng thế giới cũng không hạ giới như vậy quy tắc hạn chế, Vũ Hoàng cổ đế thực lực để cho ta khó mà chống đỡ. Nhâm Phi Phàm bình thản nói ra những lời này. Hắn khổ tâm tu luyện mấy ngàn trở, tu vi đã đạt tới kinh người bước, một lần hành động trở thành thiên hạ hàng đầu. Nhưng là Vũ Hoàng cổ đế chính là thời đại mới mở ra người, chí cao vô thượng thái thượng cổ hoàng. Hắn nơi dưới sự thống trị chư thiên vạn giới, cấp bậc rõ ràng, thái thượng thế giới phồn vinh hưng thịnh, hạ giới hỗn loạn không chịu nổi. May là như vậy, Vũ Hoàng cổ đế vẫn có chí cao vô thượng bá quyền. Cựu Nhật chi chủ bại với tay, mà tổ vô thiên úy hắn uy nghiêm. Ngang trời xuất thế hai đại thiên tài, Nhâm Phi Phàm cùng đảm nhiệm thiên nữ, thiên phú cố nhiên thông trời. Thực lực chân chính nhưng cùng có chênh lệch.
Vũ Hoàng Cổ Đế dẫn Vũ Hoàng Thế Gia chín đại thiên quân, bảy tinh la cờ trận, muốn đem ta buồn ngủ chết ở trên trời núi đỉnh. Nhâm Phi Phàm tiếp tục nói. Diệp Thần nghe vậy, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tinh la cờ trận. Hắn từng nghe nói cái này tinh la cờ trận là Vũ Hoàng Cổ Đế tự nghĩ ra đại trận, mượn từ bên ngoài giới tinh thần lực xông phá hỗn độn, liên động thiên địa khí vận. Bộc phát ra uy lực không thể địch nổi, nếu có người bị khốn đốn bên trong, sẽ bị Vũ Hoàng Thế Gia thuần khiết huyết mạch đệ tử vây quanh, cho đến bị tinh kiếm ngàn đao lăng trì. Hơn nữa đại trận này đối với huyết mạch yêu cầu tức cao, có thuần khiết Vũ Hoàng gia dòng chánh mới có thể khởi động điều khiển. Do Vũ Hoàng Cổ Đế chủ trì tinh la cờ trận, nhất định là có rất nhiều vạn khư thần điện thiên quân tới trợ giúp trận pháp. Nhâm Phi Phàm có thể trốn ra được, chắc hẳn mất rất lớn một phen khí lực. Gặp Diệp Thần mặt lộ nghi ngờ, rơi vào suy tính, Nhâm Phi Phàm cười nhạt, chợt nói, là đảm nhiệm thiên nữ ra tay, cùng ta cùng phá vỡ vậy tinh la cờ trận. Diệp Thần hoàn toàn bị chấn động kinh động. Hắn tình nguyện tin tưởng ma tổ vô thiên sẽ ra tay trợ giúp Nhâm Phi Phàm, cũng sẽ không liên tưởng đến thái thượng thiên nữ tham dự vào. Người vậy không nghĩ ra, đúng không? Nàng giúp ta giúp một tay sau đó, rồi sau đó liền biến mất đi xa. Giữa lúc ta trở lại hạ giới thời điểm, một con thần long xuất hiện, hộ tống ta tới lối đi bí ẩn rời đi thái thượng thế giới, tránh lần nữa gặp phải vạn khư thần điện vây trận. Vậy rồng thần hóa thành một cô gái, thỉnh cầu ta đem vật như vậy mang cho ngươi. Nhâm Phi Phàm tay áo bào trong đó rụng ra như nhau bóng sáng, bay vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần tò mò tra xem, lúc này mới phát hiện lại là một khối màu trắng ngọc bội. Ngọc bội này toàn thân trắng như tuyết, không có bất kỳ rối ren phức tạp chữ viết, làm Diệp Thần thử nghiệm xem trong đó truyền vào một chút linh khí lúc đó, dị biến phát sinh. Ngọc bội tản mát ra huỳnh huỳnh quang mang, trên đó có ký hiệu lưu truyền, xem chữ viết cổ xưa thiên thư, thánh khiết huy hoàng. Không chờ Diệp Thần cẩn thận nghiên cứu những cái kia huyền diệu ký hiệu, lại tự động lơ lửng ra, giống như là bay tán loạn con bướm. Diệp Thần huyết mạch phảng phất có cảm ứng, ở trong người sôi trào. Đây là, Diệp Thần phát giác Diệp Lạc Nhi hơi thở. Trở về rồi hãy nói, nơi đây không thích hợp mở. Nhâm Phi Phàm vung tay lên, mấy hơi thở sau đó, hai người trở lại huyền chân đảo. Hai người tìm được một nơi yên tĩnh chi địa. Diệp Thần lần nữa đi ngọc bội trong đó truyền huyết mạch của mình. Ngọc bội kia kịch liệt chấn động đứng lên, hiển hóa ra muôn vàn dị tượng, trong đó làm người ta rung động nhất một màn, chính là thái thượng thế giới một tràng cuộc chiến đỉnh cấp. Diệp Thần nhận ra bằng vào sức một mình ngăn cản thiên quân vạn mã người, chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm tay cầm trường kiếm, độc mặt thiên địa uy áp, thân hình phiêu giật xuất trần, giơ tay lên gian hủy thiên diệt địa, tinh không văng tung tóe. Đối diện với hắn, địa phương xa xôi, hiểu rõ 10 tên cường giả bóng người mơ hồ, trong đó có lấy thần quang lấp lánh ông già là Thịnh. Người nọ chính là ở giữa thiên địa chí cao vô thượng đế hoàng, Vũ Hoàng Cổ Đế. Nhâm Phi Phàm cùng Vũ Hoàng Cổ Đế chủ trì tinh la cờ trận giao phong, quyết chiến tại thiên núi đỉnh, hàng tỷ tầng không gian tựa như giấy lên lửa cháy bừng bừng, đào tạo một cái khác tu la địa ngục. Bầu trời từ thúy xanh đổi là đỏ nhạt, vô cùng vô tận ngọn lửa cháy. Cho núi lửa tấn phân bố toàn bộ thái thượng thế giới, tình cảnh nguy nga rộng lớn, nhiếp tâm hồn người. Thiên đạo nghiền ép, cùng đại trận thần uy chấn động ra, dư âm nghiền nát vùng lân cận mấy chục ngàn ngôi sao. Nhâm Phi Phàm bằng vào sức một mình, chống cự hồi lâu, cuối cùng rơi vào hạ phong, mà chính là vào lúc này một cổ cực kỳ cường hãn tu vi hơi thở hạ xuống nơi đây, chấn nhiếp thiên địa, trong chốc lát tựa hồ có muôn vàn cái thế giới làm bạo động. Thái thượng thiên nữ hạ xuống, trợ giúp Nhâm Phi Phàm cùng thoát đi đại trận. Tiếp theo, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế tức giận gầm thét. Hình ảnh đến chỗ này biến mất, Diệp Lạc Nhi hẳn là ở một bên chỗ rất xa xem cuộc chiến, ngay sau đó đi đuổi theo Nhâm Phi Phàm bước chân, đem vật này giao cho hắn. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần trong lòng phức tạp. Hắn linh khí ước chừng truyền nửa giờ, mới để cho ngọc bội chóp đỉnh nứt ra một cái khe hở. Ở khe hở kia trong đó bay ra hai kiểu đồ. Quen thuộc minh mông hơi thở, thần thánh trói lọi, thiên địa đồng tình, chính là thánh hồn mảnh vỡ. Diệp Thần lúc này đại hỉ. Ngọc bội này lại đựng vạn thú hồn đạo mảnh vỡ. Phải biết hắn trước dựa vào nhân gian hồn đạo mảnh vỡ, tiến vào trong truyền thuyết có thể chặt đứt 99 đạo gông xiềng võ hư cảnh. Bất quá ngay sau đó hắn thần sắc đổi được phức tạp.
Diệp Lạc Nhi hành động này coi như là đem chính nàng đẩy vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Thái thượng thiên nữ sẽ không bỏ qua nàng. Diệp thần nhận lấy khác một đoàn lơ lửng ánh sáng. Tia sáng kia 10 phần nhu hòa, Diệp thần sơ vừa tiếp xúc, lại xông ra một hồi cảm giác quen thuộc. Cẩn thận bàn xem, Diệp thần ngây ngẩn. Tia sáng này lại là Diệp Lạc Nhi dùng bổn nguyên hồn lực chế thành, có thể lựa chọn mở người. Ánh sáng đến gần Diệp thần, lại đậu ở hắn đầu vai, lộ vẻ được vô cùng thân cận. Diệp thần trong lòng một hồi cảm động, Diệp Lạc Nhi là được có nhiều tin tưởng mình, mới biết dùng hồn lực truyền tin. Một nhóm lại một nhóm đầy ý nghĩa kiểu chữ bay vào Diệp thần trong đầu, là Diệp Lạc Nhi tự mình viết. Văn bút nhẹ nhàng, tất cả bình thường, nói liên tục, trong thơ không có than thở, cũng không có than phiền, chỉ hàm chứa một cổ nhàn nhạt nhớ nhung. Đích xác là Diệp Lạc Nhi phong cách. Một bên, Nhâm Phi Phàm tự nhiên vậy nhìn thấu phần lễ vật này quý trọng chỗ, hắn khẽ thở dài một cái, nói, Diệp Lạc Nhi kiếp nạn không nhỏ, Diệp thần, không muốn thua người này. Diệp thần gật đầu một cái, nhắm hai mắt lại, mặc cho luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ tiến vào mình trong cơ thể. Thái thượng thế giới, toàn bộ vạn khư thần điện vô cùng yên tĩnh, đến gần bên trong điện người cũng không dám lớn tiếng ồn ào náo động. Vũ Hoàng cổ đế dẫn quân sau khi trở về, tiến vào cổ điện, bế quan tu luyện. Rất nhiều người thấy Vũ Hoàng cổ đế thần sắc cũng không tốt, tựa như đè nén lửa giận trong lòng. Lúc này, không ai dám quấy nhiễu hắn. Cung điện chỗ cao nhất, hết sức xa hoa, bảo vật san sát, linh đan lơ lửng, Vũ Hoàng cổ đế ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ấn đường sâu ra diễn hóa vạn vực tinh thần. Minh tự quyết vết nứt không ngừng tự chữa, muôn vàn tinh thần lực điền vào trong đó. Cuồn cuộn không ngừng, mênh mông bao la, vô cùng vô tận. Vũ Hoàng cổ đế tập hợp chư thiên vạn giới khí vật, vì mình mở đường, chỉ cần phạm thiên thần công đạt tới viên mãn, hắn liền có thể bước ra một bước cuối cùng, một lần hành động lên trời, trở thành Hồng Quân lão tổ như vậy vượt qua thực tế nhân vật. Không, Hồng Quân lão tổ vậy tuyệt không phải hắn truy đuổi mục tiêu cuối cùng. Lúc này, tu luyện minh tự quyết Vũ Hoàng cổ đế nhưng không cách nào hoàn toàn tĩnh tâm. Mấy ngày trước hắn cảm ứng được Nhâm Phi Phàm tung tích, dẫn người truy kích thả quyết chiến tại thiên núi đỉnh, sử dụng Vũ Hoàng gia tộc trung cực sát chiêu tinh la cờ trận. Cho dù giết không chết Nhâm Phi Phàm, cũng có thể để cho hắn tổn thương nặng bị nhục, trì hoãn lớn lên bước chân, thậm chí cắt đứt hắn cùng đại lộ khí vận bộ phận liên lạc, chặt đứt hắn hạn mức tối đa. Nhưng mà cuối cùng, Thái Thượng Thiên Nữ lại đột nhiên xuất hiện, giúp Nhâm Phi Phàm thoát đi nơi đây. Vũ Hoàng cổ đế cũng không vẻ sợ hãi. Cho dù là hai đại nhâm gia thiên mệnh liên thủ, cũng không cách nào tổn thương hắn chút nào. Nhưng cái này vậy khuynh hướng, làm Vũ Hoàng cổ đế có lòng nghi ngờ. Vô luận là đảm nhiệm thiên nữ, vẫn là Nhâm Phi Phàm, đều là thông thiên triệt địa hạng người, tương lai thành lại không thể lường được. Hai người cùng là nhâm gia thiên mệnh, chiếm cứ nhất tộc khí vận, long hổ tranh nhau, nhất định có một tổn thương. Vũ Hoàng cổ đế chưa bao giờ lo lắng hai người giữa ân oán. Nhất định phải dùng sống chết tới kết thúc. Nếu không hai người tâm ma mọc tùm, đều không cách nào trở thành chóp đỉnh kim tự tháp cường giả. Tình huống bây giờ nhưng có chút thay đổi. Hai người nhâm gia thiên mệnh lại có thể liên thủ, tuy nói chỉ là ngắn ngủi, cũng không hơn đại uy hiếp. Nhưng là, đại lộ quy tắc đi về phía nhưng có chút thay đổi. Hết thảy đều là bởi vì là một người. Luân hồi chi chủ. Nhâm Phi Phàm thả quan hệ không cạn, mạc nghịch chi giao. Thái thượng thiên nữ lại cũng và có liên quan nào đó. Một cây vô hình tuyến, đem hai người nhâm gia thiên mệnh liên hệ tới. Vũ Hoàng cổ đế bấm ngón tay suy diễn, chỉ có thể liếc về gặp tương lai một góc, không cách nào tiến thêm một bước dò thám biết. Tiếp tục theo dõi tương lai, rình coi thiên cơ, hắn sợ rằng sẽ gặp phải thiên địa đại đạo mãnh liệt cắn trả, cái mất nhiều hơn cái được. Đang ngưng thần lúc tu luyện, vạn khư thần điện bên ngoài bỗng nhiên vang lên sấm tiếng. Chuyện gì xảy ra? Vũ Hoàng cổ đế mở mắt ra. Chỉ có trong tộc dòng tránh huyết mạch bỏ mạng, hoặc là bất lợi cho vạn khư thần điện sự vật ra đời, lôi đạo muôn vàn mới có thể phát ra cảnh cáo. Vũ Hoàng cổ đế lần nữa suy diễn thiên cơ, lần này hắn đưa mắt nhắm ngay chư thiên vạn giới, mà không đơn thuần là thái thượng thế giới. Cùng lúc đó, một chỗ ngồi địa điểm, bên vách đá duyên. Bí ẩn bên trong động phủ. Thần quang ngút trời. Lửa đốt cháy, nhức mắt lóng lánh chói lọi, thông thiên triệt địa. Một khối mảnh vỡ lơ lửng trong đó,
thần thánh sáng bóng, không thể so sánh. Hình ảnh chợt lóe lên, không thấy rõ, vậy do mượn hơi thở liền đủ xác định. Quả nhiên là ngươi, luân hồi chi chủ. Vũ Hoàng Cổ Đế trầm giọng quát một tiếng, hai tròng mắt tức giận. Giữa trời đất duy nhất đối hắn bất lợi biến số, chính là luân hồi chi chủ. Luân hồi siêu thoát tại vạn giới ra, không bị vận mệnh chi phối, cũng không trầu trời đạo quản hạt. Luân hồi tất nhiên luân hồi, độc thành nhất mạch, có du ngoạn đỉnh thế giới tiềm lực. Hắn lần nữa vận dụng thần thông, bỏ mặc cắn trả như thế nào, suy diễn tương lai. Đồng thời cũng đem luân hồi chi chủ hành động đi về phía cùng nhau suy diễn. Chỉ tiếc có một đạo lực lượng thần bí ngăn ở trước mặt, ngăn trở hắn thăm dò. Hắn luân hồi hồn thể lại tiến một bước hoàn mỹ dung hợp. Thật sự là đáng hận. Vũ Hoàng Cổ Đế vận dụng trước tự quyết, là thế gian mạnh nhất theo dõi thiên cơ thần pháp, có thể diễn dịch thiên đạo, nhìn thấu sống chết, biết được tương lai. Giống vậy có thể trở về ức đi qua, biết rõ ràng nào đó kiện người hoặc chuyện. Không cần suy đoán, hắn là được đạt được đầu mối, Thái Thượng Thiên Nữ xuất hiện nhất định cùng luân hồi chi chủ có liên quan. Theo thiên cơ dần dần suy diễn, nơi sự tình phát sinh vậy từng bước rõ ràng, như gương bên trong nước lộ vẻ hiện ra. Trước tự quyết hóa thành từng đạo thần quang, vây quanh ở Vũ Hoàng Cổ Đế quanh thân, chiếu sáng trước mắt sương mù dày đặc, theo dõi hạ mượn nhân quả, để cho Vũ Hoàng Cổ Đế biết được tất cả nguyên nhân hậu quả. Nhâm Phi Phàm đi tới Thái Thượng Thế Giới, lấy được năm màu thần quả. Cái này năm màu thần quả nhất định là có chỗ đại dụng, mới có thể làm cho Nhâm Phi Phàm bất chấp nguy hiểm cực lớn, trở lại Thái Thượng Thế Giới tới hái. Vũ Hoàng Cổ Đế tỉnh bơ, lần nữa suy diễn. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn thay đổi. Khác một cổ cường đại lực lượng ngang trời tới xuất hiện, trong quá khứ cùng tương lai tới giữa một cái đoạn phim, chặn lại hắn theo dõi. Đảm nhiệm thiên nữ, tại sao lại là ngươi? Vũ Hoàng Cổ Đế sắc mặt trầm xuống, cặp mắt toát ra ngút trời ánh sáng. Tia sáng chói mắt kia xuyên thủng cổ kim, thẳng tới người linh hồn chỗ sâu. Đến thiên cơ thời không, bị một cổ nhẹ nhàng lực lượng lập tức hóa giải. Hư không quy tắc làm vặn vẹo, thời không lại là không chịu nổi xốc xếch bể tan tành, giống như là một mặt bị đánh nát tấm gương. Bể tan tành mặt kiếng bên trong, đảm nhiệm thiên nữ thanh âm lạnh lùng như băng. Vũ Hoàng Cổ Đế, cố tốt ngươi Thái Thượng Thế Giới, hạ giới tạm thời còn không cần ngươi bận tâm. Nàng tu luyện 9 tầng trời thần thuật là cửu thiên bão pháp quyết, là tu tâm phương pháp. Từ khác một góc độ mà nói, 9 tầng trời thần thuật địa vị tôn sùng, 9 tầng trời ôm pháp cũng có thể được gọi là đệ nhất thiên hạ tâm pháp. Tu luyện tới đỉnh cấp cảnh, không cần tự mình đi, cũng không cần phân thân, trong nhất niệm là được đến chư thiên vạn giới. Thần Phật quỷ ma, bò ngựa rắn thần, đều là ở tâm niệm trong phạm vi. Lần này Thái Thượng Thiên Nữ tâm niệm bao phủ toàn bộ hắc ám cấm hải. Liền trước sau như một kìm nén Vũ Hoàng Cổ Đế, lúc này cũng không nhịn được giận từ tim dậy. Đảm nhiệm thiên nữ, ngươi giả tâm giả vờ quy thuận ta Vạn Khư Thần Điện, lại là vì đạt được Thái Thượng bảo vật, phản bội thần điện, một mình khai tông lập phái, hơn nữa 5 lần 7 lượt ngăn trở ta, còn thật làm bổn hoàng không dám cầm ngươi như thế nào sao? Vũ Hoàng Cổ Đế thần sắc lạnh như băng. Nội tâm nhưng vừa đành chịu. Hắn trồng lên 3 tầng tự quyết, nhưng không cách nào phá vỡ đảm nhiệm thiên nữ nơi đan vào tâm linh đại trận. Đảm nhiệm thiên nữ thuở nhỏ tu tập phương pháp này, đã đạt tới đỉnh cao, xuất thần nhập hóa, thế gian không người có thể tương đương. Hắn tuy là thương khung dưới thế gian người thứ nhất, chân thực chiến lược ở Thái Thượng Thiên Nữ bên trên. Nhưng bàn về lực lượng tâm linh, vẫn là hơi yếu một nước. Thái Thượng Thiên Nữ cũng chính là bằng vào phương pháp này trốn, không cùng Vũ Hoàng Cổ Đế chính diện xung đột. Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi không khỏi quá nóng lòng, luân hồi chi chủ còn nhỏ yếu, vì sao không đợi hắn cường đại lên sau đó mới quyết tử chiến một trận. Ở giữa đất trời này cũng chỉ ngươi chúng ta le que mấy người, cực kỳ nhàm chán, cần gì phải lại dậm chân tại chỗ. Đảm nhiệm thiên nữ tiếng thở dài yếu ớt truyền tới. Vũ Hoàng Cổ Đế cười lạnh một tiếng. Hắn có thể sẽ không để mặc cho ẩn bên trong kẻ địch khỏe trưởng thành. Nhất là luân hồi chi chủ cái loại này không thể dự đoán tồn tại. Ngươi lực lượng tâm linh xác thực không người nào có thể đạt tới, nhưng nếu là bổn hoàng hết lần này tới lần khác muốn xem hắc ám cấm hải đâu. Vũ Hoàng Cổ Đế trong giọng nói, mang theo uy nghiêm ý định giết người. Một đến mức tận cùng sát ý từ hắn đầu ngón tay bung ra, biến dạng thời không,
đụng phải tương lai cùng đi qua lực cản, trực tiếp cháy thành ngọn lửa màu đen, phân ra vô số xiềng xích, đem thời không quy tắc toàn bộ trói, hơi thở mười phần đáng sợ. Thấy một màn này, Thái Thượng Thiên Nữ lực lượng tâm linh rõ ràng có chút đình trệ. Xa ở đất thần bí nàng thi triển ra một chiêu tâm linh cường hóa, củng cố vây quanh ở hắc ám cấm hải bầu trời lực lượng tâm linh. Mông lung sương mù xông ra, bện thành một trương hoa lệ lưới. Vậy đến mức tận cùng sát ý, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế binh tự quyết. Không lành lặn dưới trạng thái binh tự quyết như cũ bộc phát ra hủy thiên diệt địa hơi thở. Bất quá đảm nhiệm thiên nữ không chút kinh hoàng. Cái này đạo binh tự quyết hiển nhiên không có tu luyện tới đỉnh cấp, nếu không chín chữ to quyết hết sức cầm tay, Vũ Hoàng Cổ Đế đã sớm du ngoạn thiên hạ đỉnh. Đảm nhiệm thiên nữ, người có thể biết cái này binh tự quyết diệu dụng. Đảm nhiệm thiên nữ ha ha cười một tiếng, thanh âm mờ ảo hư không. Không biết, vậy không muốn biết. Thái Thượng Thiên Nữ tính cách vẫn là một như thường lệ rõ nét, cho dù là đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không từng thu liễm. Vũ Hoàng Cổ Đế quỷ mị cười một tiếng, hai tay nặn quyết. Binh tự quyết, sát phạt lực làm là thứ nhất. Giống vậy, binh một chữ vậy hàm chứa vô cùng biến hóa nghĩa sâu xa. Binh thay đổi người, là quỷ đạo. Vũ Hoàng Cổ Đế trình độ cao nhất thúc dục, cũng không phải dùng binh tự quyết. Đấu tự quyết, đấu chuyển càn khôn. Đấu một trong chữ, xuyên qua vạn cổ, chấn cổ thước bây giờ, vô luận là thời đại nào, chỉ có chảy máu mới có thể đứng ở mạnh mẽ chi địa, chỉ có biến hóa, mới có thể lâu dài sống sót. Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm như Phật niệm kinh, đạo xiển lý, thời không chỗ sâu xuyên qua một tiếng sấm, khai thiên ích địa hỗn độn khí tức phun ra, đem ngưng tụ đến mức tận cùng binh tự quyết bao phủ. Thái thượng thế giới, trôi lơ lửng ở nguyện vọng hồ tiên phía trên đảm nhiệm thiên nữ hơi biến sắc mặt. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vũ Hoàng Cổ Đế lại sẽ dùng đấu tự quyết để đền bù binh tự quyết thiếu sót. Hắn bỏ quên rất trọng yếu một chút. Xuyên qua đi cùng tương lai thời không, cũng không phải là thế giới hiện thật. Vũ Hoàng Cổ Đế lợi dụng đấu tự quyết lực lượng, nghịch chuyển càn khôn, đem tâm linh đại trận làm vỡ nát một cái lỗ hổng. Đảm nhiệm thiên nữ, hơi là than thở. Lần này vẫn là nàng khinh thường. Bất quá mặt nàng trên cũng không có nhiều ít vẻ bối rối. Vũ Hoàng Cổ Đế muốn theo dõi hắc ám cấm hải nhân quả. Sợ rằng nàng đáp ứng, ngoài ra hai vị vậy sẽ không đáp ứng. Ở Vũ Hoàng Cổ Đế thao túng dưới, binh tự quyết cùng đấu tự quyết dung hợp lẫn nhau, đặc thù thời không giao phó cho chúng vô cùng lực lượng. Ở nơi này đạo gầm thét lao nhanh sát ý, sắp xé ra hắc ám cấm hải phía trên phòng ngự lúc đó, một đạo kiếm quang như rồng ngâm hổ gầm, cường thế chạy lên hư không, chặn lại đôi tự quyết đường đi. Theo sát kiếm quang mà đến, là một đầu ở mênh mông trong biển rộng sôi trào cự kình. Vừa nhìn vô tận biển khơi cuối, tựa hồ có óng ánh chói lọi, thông triệt cổ kim, sinh trưởng ở hư không thời không bờ bên kia chỗ. Cự kình thần thụ diễn hóa ra ảo ảnh, để cho Vũ Hoàng Cổ Đế lần nữa bị ngăn trở. Vũ Hoàng Cổ Đế, xin trở về đi. Ở hư không lúc nào không chung qua lại, là Nhâm Phi Phàm thanh âm. Vũ Hoàng Cổ Đế khí đánh không ra một nơi tới. Cái này Nhâm gia thiên mệnh hai người, khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Hết lần này tới lần khác hai người cũng đều có quay mũi sát chiêu phương pháp, cho dù hắn tìm được hai người chỗ ẩn thân, cũng không cách nào đem hoàn toàn tiêu diệt. Ha ha, Nhâm Phi Phàm, ở hư vô trong thế giới, người đầu này cự kình có thể không ngăn được hắn thời gian bao lâu, ngoài ra một vị âm thầm xem cuộc chiến, vậy đi ra đi, nếu không gặp họa vẫn là ngươi lãnh vực. Đảm nhiệm thiên nữ như là nhắc nhở vậy nói. Cũng không lâu lắm, hắc ám thâm thúy trong hư không, truyền ra một đạo sang sảng tiếng cười. Không hổ là Thái Thượng Thiên Nữ, lực lượng tâm linh khủng bố như vậy, lại sáng sớm liền phát giác ta tồn tại. Người nói chuyện là Ma Tổ Vô Thiên. U ám xương trắng hoa sen lặng lẽ tách thả ra, giống như là một đóa đóa từ địa ngục đi ra hoa bỉ ngạn, hoa tâm giọt máu. Xương trắng hoa sen bên trên, trong phảng phất, hiện ra từng đạo cổ xưa ma thần bóng người. Đối mặt đồng thời dung hợp đấu tự quyết, cự kình thần thụ từ từ lui ra, khổng lồ màu xanh ra trời biển cá voi dương ra miệng lớn, phun ra ra hai đạo màu máu kiếm quang. Kiếm quang kia hung hăng xông lên vân tiêu, sát thời gian, hư ảo cùng thực tế chỗ giáp giới, vô số thời không quy luật bể tan tành, gần như bất động không gian, sát khí dòng nước chảy. Huyết nguyệt đồ thần chém. Nhâm Phi Phàm coi thường cái khác, lên tiếng quát lên.
gào thét khe hở hội tụ thành mấy vòng to lớn huyết nguyệt, nghiền nát tinh thần, bước ngang qua vạn giới. Một bên khác, xương trắng hoa sen tách thả ra tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như muốn kích thích phương thế giới này gió bão khí lưu, đưa tới vô số đầu thượng cổ ma thần, nhiễu loạn thế gian trật tự. Bóng tối lãnh vực bay lên không, hóa là đạo đạo thảm chảy không quang. Ma tổ vô thiên hư ảo bóng dáng đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt. Ma La Kinh Tràng, mở. Hồng quân thất bảo một trong Ma La Kinh Tràng, hiện hậu thế gian. Vô thượng huyền diệu nghĩa sâu xa để cho cái này phiến hư không không cách nào chống đỡ, lại tấc tấc vỡ nát. Vô số chỉ khô lâu bàn tay từ thiên mục bên trong lột vỏ ra, chi chít, lan tràn ngàn vạn dặm, giống như ngày tận thế tới. Vũ Hoàng cổ đế, hắc ám cấm hải nhưng mà địa bàn ta, người không kinh ta cho phép, liền tự tiện tiến vào, có thể đem ta cái này cựu Nhật Minh người coi ra gì. Ma tổ vô thiên nụ cười rửng rưng, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, cựu hận ánh sáng phun trào. Vạn khư thần điện cùng cựu Nhật Minh cựu hận, vĩnh viễn không cách nào hóa giải. Có lẽ đến khi vạn khư thần điện trắng trợn tấn công hắc ám cấm hải, cầm cựu Nhật Minh tàn sát hầu như không còn, hay hoặc là ma tổ vô thiên trọng trấn thiên võ tiên môn, giết tới thái thượng thế giới, lật đổ vạn khư thần điện lúc đó, cựu hận mới khá kết thúc. Vũ Hoàng cổ đế mắt lạnh nhìn hắn. Cũ thời đại tàn dư, như cũ sống sót ở nơi này thế gian, đúng là bổn hoàng không làm tròn bổn phận. Ma tổ vô thiên lạnh cả người ý nghiêm nghị, tản ra, đè ép sau lưng hư không, vô số ngôi sao bạo là bột. Hai bên đã xé rách ra mặt, không có gì đáng nói. Ma tổ vô thiên nhìn về phía Nhâm Phi Phàm, mặt không thay đổi nói, Nhâm gia thiên mệnh, ngươi nếu như muốn giữ được luân hồi chi chủ bí mật, tốt nhất không nên để cho Vũ Hoàng cổ đế thần thức tiến vào hắc ám cấm hải. Nhâm Phi Phàm đứng ở ngút trời kiếm quang dưới, mắt nhìn thẳng, nhìn xa phía trước. Người ta cùng, chặt đứt hắn thần thức. Nhâm Phi Phàm nói xong lời này, hoàn toàn thúc giục kiếm quyết, cũng không để ý ma tổ vô thiên có đáp ứng hay không. Mênh mông vô biên kiếm quang ngưng kết ra một phiến đại thế giới, sơn hà văng tung tóe, bóng sáng chìm nổi, vô cùng vô tận đại lộ nhân quả ẩn chứa trong đó, biến dạng hết thảy. Phương này đại thế giới bất ngờ là sẽ đối kháng Vũ Hoàng cổ đế đôi tự quyết. Ma tổ vô thiên, ném ra trong tay Hồng Quân thất bảo một trong, Ma La Kinh Tràng. Phật này hàm chứa Phật ma đồng nguyên thiên đạo chân lý, Phật tức là ma, ma tức là Phật, hai người không phân chia người ta. Ngồi xếp bằng tại trong hư không một ma một Phật, uy lực vô cùng. Phật, kim quang vần quanh, dị tượng ngất trời. Ma, hắc vụ di thiên, nghiêm nghị đoạn tuyệt. Khổng lồ Phật ma chia làm tại kiếm quang cỡ đó, đồng thời ra tay, gầm lên chấn áp. Ha ha, đã như vậy, vậy ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Đi đôi với đảm nhiệm thiên nữ tiếng cười khẽ mà đến, là một tầng như nước vậy vậy nhộn nhạo tim trói buộc. Tâm linh trói buộc kềm chế thiên địa, giống như là cháy cường đại linh hồn lực lượng, trực kích lòng chỗ sâu. Một màn này phát sinh ở hư không chỗ sâu, đi qua cùng tương lai điểm tiếp giáp. Chỉ có le que mấy chục người có thể có cảm ứng, hơn nữa cũng chỉ là cảm ứng mà thôi, cũng không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra. Còn lại chư thiên vạn giới mấy trăm triệu triệu người đều không từng biết được, ở đó viễn cổ thời không chỗ sâu, đời này bốn đại cường giả lại ngang nhiên giao thủ. Càng chưa từng có tuyệt hậu kỳ tích, vậy vào thời khắc này phát sinh. Ma tổ vô thiên, Nhâm Phi Phàm cùng Thái Thượng Thiên Nữ ba đại đỉnh cấp cường giả, dắt tay nhau đánh ra, đối kháng Vũ Hoàng cổ đế. Hư không dần dần rơi xuống màn che. Trải qua một tràng kinh thế hãi tục đại chiến, cuối cùng, đôi tự quyết vô địch thế công bị phá xấu xa hầu như không còn, tán lạc ngân hà các nơi, võ đạo mảnh vỡ vẫn có thể đâm rách tinh không, xuyên thủng thương khung. Ba lớn cường giả đứng đầu chia làm ba chỗ. Ma tổ vô thiên tay áo bảo vung lên, trước tiên cáo lui trước. Trước khi đi hắn nhìn về phía Nhâm Phi Phàm, thần sắc thản nhiên nói, Nhâm gia thiên mệnh, ngươi không gánh nổi hắn, ta sẽ đem hắn tế tại dưới trường, lấy tuyệt hậu hoạn. Tiếng nói rơi xuống, ma tổ vô thiên biến mất không gặp. Hư không chóp đỉnh, hỗn loạn tâm linh gợn sóng trở về thái thượng thiên nữ vậy để lại nàng thái độ. Thật tốt đào tạo vậy tiểu tử, đừng để ma tổ vô thiên giết chết, tương lai nhưng là phải giữ lại giết cho ta. Không cốc u âm tiêu tán vô ngân, chỉ để lại Nhâm Phi Phàm một người độc lập tinh không. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Thằng nhóc thúi này rốt cuộc là có nhiều có thể gây chuyện.
mới sẽ để cho tất cả người cũng nhớ hắn. Nhưng tương lai một cái trong thời gian, cái thằng nhóc này biết hay không áp đảo các người đám người bên trên. Nếu thật có người cùng ngửa mặt trông lên một khắc, ta là sinh cũng hoặc là chết. Bỏ mặc sống chết, ngày này, thật để cho người tốt mong đợi. Nhâm Phi Phàm xoay người, trở lại Huyền Chân Đảo. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng không biết hư không chỗ sâu phát sinh đại chiến. Hắn ngồi xếp bằng tại trong hang núi, đầu tiên là bố trí một tầng linh bảo. Những thứ này linh bảo là hắn hộ thân vật, vạn thú hồn đạo mảnh vỡ hơi thở xa xưa, nếu như không cẩn thận cũng có thể phá vỡ thân thể, tạo thành tổn thương. Diệp Thần gần đây thờ phượng chú ý chạy nhanh được Huyền Vạn Năm. Tinh khiết linh khí vần quanh ở hắn quanh thân, giống như là một tầng mong mỏng khói mù lưu chuyển, cùng Diệp Thần trong cơ thể luân hồi huyết mạch sinh ra đặc thù đồng tình. Diệp Thần giống như lão hòa thượng nhập định, điều chỉnh trong cơ thể khí cơ. Hắn hiện tại đã thu tập được mấy khối hồn đạo mảnh vỡ, hơn nữa dung nhập vào người. Lại nhiều hơn một khối, luân hồi thánh hồn thiên liền nguyên vẹn một phần, uy lực cũng đem tăng lên. Đến lúc đó, có thể thức tỉnh luân hồi thánh hồn thiên, cùng hắn luân hồi huyết mạch chung nhau triệu hoán, không biết đang chiến đấu sẽ phát huy ra hạng hiệu quả kinh người. Diệp Thần ý thức nặng vào bên trong cơ thể. Khối kia từ Cố Đồ Tô trong thân thể lấy ra nhân gian hồn đạo cùng diệt quỷ hồn đạo xen lẫn nhau chiếu rọi, một quang tối sầm lại, tối sầm một trắng, phá lệ đột ngột, thêm 10 phần hòa hợp. Hắn đem Diệp Lạc Nhi đưa tới vạn thú hồn đạo bỏ vào luân hồi thánh hồn thiên bên trong. Nhất thời tràn đầy sương mù, luân bàn hỗn loạn không dứt, từng luồng tinh thuần linh khí bồng bềnh đi ra, hội tụ thành mây. Cái gọi là vạn thú hồn nói, tinh hoa chỗ chính là ở chỗ hắn vạn thú lực. Vạn thú lực lượng có thể từ vũ trụ khởi nguyên suy diễn, là thế gian tất cả lực lượng nguồn. Yêu tộc là thú, long tộc là thú, nhân tộc hồi nào không phải trình độ nào đó thú. Ngũ hành luân hồi, thoát khỏi vận mạng an bài, tự cường không ngừng, nghịch thiên cải mệnh. Luân hồi ý nghĩa chính là ở chỗ này. Lần này luân hồi thánh hồn thiên có mới hồn đạo mảnh vỡ, ánh sáng cũng thay đổi được càng phát ra hùng hồn vĩ đại. Ngũ hành quang vòng xuất hiện ở Diệp Thần đỉnh đầu, không ngừng theo mặt trời huyệt vào bên trong cơ thể. Vào giờ phút này động phủ bí mật xó xỉnh, Nhâm Phi Phàm lặng yên không tiếng động xuất hiện, hắn không cắt đứt Diệp Thần tu hành, mà là lặng lặng ngồi xuống, xem xét Diệp Thần tu luyện động tĩnh. Vạn thú mảnh vỡ tản ra lực lượng, để cho Nhâm Phi Phàm vậy cảm thấy giật mình. Diệp Thần linh hồn cùng thần thức đi qua cực hạn rèn luyện, đổi được càng phát ra mạnh mẽ. Trong mơ hồ có thoát khỏi thân xác, tự mình thành hình khuynh hướng. Loại thời điểm này, Diệp Thần phải kịp thời ra tay, đem linh hồn nơi sinh ra vậy lao thiên địa ý thức thu cho mình dùng. Vạn vật có linh, đều là thiên địa tặng cho. Tu luyện thành tiên, là đại đạo tướng đỡ. Vô luận là vì sao nhóm cường giả, đều không cách nào thoát khỏi thiên đạo. Mạnh như năm đó Hồng Quân Lão Tổ, bổ ra thời đại hồng hoang một luồng quang mang, cũng chỉ là xanh phá thương khung rời đi, cách hủy diệt thiên đạo bốn chữ còn chênh lệch khá xa. Câu thường nói thiên đạo vô tình, có thể thiên đạo nhuận trạch vạn vật, bồi bổ chúng sanh, mở ra chư thiên vạn giới, lại làm vì sao nói một chút. Diệp Thần đem vậy tia linh hồn kéo trở lại, tụ vào ngũ hành trong đó. Ngũ hành bóng mở chỗ sâu, lại dắt ra thất tinh bắt đầu ánh sáng. Ở tia sáng kia hạ che giấu lại là một bộ thái cực bát quái trận đồ, lặng lẽ chuyển động, mỗi một kim mỗi một khắc cũng đối ứng thiên đạo quy tắc, huyền lý vô cùng. Cái này một tí, Nhâm Phi Phàm có thể không chỉ là giật mình, mà là khiếp sợ. Trong truyền thuyết người mang ngũ hành bát quái, thất tinh bắt đấu người, là tuyệt thế chỉ có đại khí vận người, được thiên đạo xem trọng. Nhâm Phi Phàm sau khi hết khiếp sợ, vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Diệp Thần là luân hồi chi chủ, đi luân hồi nói. Nhưng mà từ một góc độ khác mà nói, hắn cũng không phải là luân hồi chi chủ. Diệp Thần chính là chính hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần linh hồn lực lượng bạo tăng. Mượn do thân Đỗ Uyển Nhi cho hắn bảo vật, Diệp Thần đã thuận lợi đột phá thân thể hạn chế, tiến vào quá chân cảnh. Hiện tại thu phục khối này vạn thú hồn đạo mảnh vỡ, hắn linh hồn lực lượng cũng được tăng lên gấp bội dài. Diệp Thần khí tức trên người từng bước thu liếm, hắn thở ra một ngụm chọc khí, linh hồn phục hồi như cũ. Quay đầu vừa thấy, Nhâm Phi Phàm xông lên hắn gật đầu một cái. Rất tốt, người bây giờ thân xác và linh hồn cũng đã là cùng cảnh giới mạnh nhất,
tiếp theo cầm điểm chính thả đang tăng lên luân hồi huyết mạch trong uy lực. Nhâm Phi Phàm búng tay, một tầng hư không màn đen hiện lên ở Diệp Thần sau lưng. Nơi đó là hắn đặc biệt là Diệp Thần xây dựng ra tới cổ xưa chiến trường. Diệp Thần gật đầu một cái, xoay người tiến vào trong đó. Vạn thú hồn đạo dung hợp để cho hắn thực lực tăng trưởng không thiếu, trực tiếp tiến vào quá chân cảnh một tầng thiên. Tổng hợp trước mắt hắn chiến lực, chỉ cần không phải bách gia cảnh 8-9 tầng thiên đối thủ, cũng hoặc là như vậy bách gia cảnh viên mãn cường địch, hắn đều có tuyệt đối chắc chắn bắt lại. Giả tưởng viễn cổ chiến trường, vô số sinh linh kêu gào chém giết. Ví dụ như cường đại 8 cánh tay ma thần, quỷ quyệt một sừng thiên nữ, mỗi một người đều không phiếm phiếm hạng người. Diệp Thần biết, đây là Nhâm Phi Phàm từ chân chính xa trong chiến trường cổ lấy ra vong linh hải cốt, diễn biến thành hôm nay lần này hình dáng. Cho nên hắn cũng không từng nương tay, đem những thứ này viễn cổ sinh linh làm địch nhân chân chính đối đãi. Long Uyên Thiên Kiếm tiếng huýt sáo chấn thiên, chưa từng có từ trước đến nay. Ở một tràng trận chiến đấu chém giết trong đó, Diệp Thần thân xác cùng linh hồn độ phù hợp vậy từng bước tăng lên. Hắn phải đổi được càng phát ra mạnh mẽ, mới có năng lực tiêu diệt phát ngang ở trên đường kẻ địch, bảo vệ những cái kia hắn muốn người bảo vệ. Diệp Lạc Nhi, thân độ Uyển Nhi, ta nhất định sẽ đến cứu các ngươi. Cùng lúc đó, Thái Thượng Thế Giới, một nơi địa phương thần bí. Nơi này linh khí đầy đủ, bách thảo phong tốt, còn có chim thú vật nô đùa tại rừng gian. Cách xa sơn xuyên sông mạch một nơi, cung điện hoa lệ xây dọc theo núi, bàng nước mà sắp, gần trong gang tấc, lại tựa như xa tại chân trời. Cung điện vòng ngoài bao quanh một tầng ánh sáng nhàn nhạt mạc, lấy tay nhẹ nhàng tiếp xúc, nhìn thấy không phải cung điện, mà là Xâm La vạn tượng khủng bố ngục. Nơi này là Thái Thượng Thế Giới một trong cấm địa, mà ít vực sâu. Đảm nhiệm cũng không ai từng ngờ tới, Thái Thượng Thiên Nữ lại đem một nơi cung điện xây ở nơi này chờ địa phương. Xuyên qua trùng trùng trạm kiểm soát, thẳng để cung điện chỗ sâu, bề ngoài nhìn như lộng lẫy muôn vàn cung điện, bên trong lại không có bất kỳ trang sức gì. Duy nhất có trang sức địa phương, chính là vậy chỗ sâu nhất phòng khách. Cư tại trung ương lộng lẫy trên ghế ngồi, không trang điểm Thái Thượng Thiên Nữ tùy ý mà ngồi, khí chất lại có thể xuất trần, giống như là từ tiên giới đi ra tiên giáng trần, một cái nhăn mày một tiếng cười tới giữa mê đảo chúng sanh. Giữa đại sảnh, một đạo thân ảnh quỳ ở nơi đó không dám ngẩng đầu. Vậy quỳ xuống người, chính là Diệp Lạc Nhi. Hồi lâu, Thái Thượng Thiên Nữ phát ra một tiếng thở dài. Ta coi ngươi là tâm phúc, ngươi nhưng phản bội tại ta. Đã sớm và ngươi nói qua khắc chế tình cảm, cách xa Diệp Thần. Mời cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỳ. Ngươi lại không nghe, đem ban đầu cùng ta đã làm bảo đảm quên đi, Diệp Lạc Nhi, nếu không nguyện vọng này thần giáo giáo chủ do ngươi tới làm. Đảm nhiệm thiên nữ thanh âm bỗng nhiên đổi được trong trẻo lạnh lùng hàn nghiêm túc. Phảng phất là có một tòa thiên núi sụp đổ, áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng cuốn sạch qua tới, làm tinh thần run rẩy, vũ trụ thần phục. Diệp Lạc Nhi liền thở mạnh cũng không dám. Nàng biết rõ Thái Thượng Thiên Nữ nóng nảy, vui giận vô thường, một lời không hợp là được giết người cho hả giận. Sinh mạng ở nàng trong mắt, cùng cỏ rác cũng giống như nhau. Diệp Lạc Nhi lần này vì cho Diệp Thần đưa đi đồ, nhưng mà xuất nguy hiểm cực lớn. Nàng đã làm xong bị Thái Thượng Thiên Nữ trách tội chuẩn bị. Thái Thượng Thiên Nữ nhìn Diệp Lạc Nhi, trong mắt phức tạp vẻ phun trào. Cho tới nay, nàng đều là 10 phần nhìn chúng Diệp Lạc Nhi, hơn nữa muốn đem bồi dưỡng thành thủ hạ mình phân dậy một chút chủ. Chỉ tiếc, chuyện cùng mong muốn. Đã như vậy, vậy thì phát huy con mồi cuối cùng một món giá trị đi. Thái Thượng Thiên Nữ trong con người vậy lau thương tiếc biến mất không gặp, thay vào đó là lãnh khốc cùng đoạn tuyệt. Đã như vậy, vậy thì đem ngươi đưa vào đồ ma bí cảnh, lại xem ngươi luân hồi chi chủ sẽ tới hay không cứu ngươi. Diệp Lạc Nhi nghe nói như vậy, thân thể mềm mại run run, có thể cuối cùng vẫn là không có ngẩng đầu lên, thấp giọng kêu là. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm, ở huyền chân đảo trên ở một ngày, thời gian không ngừng chui luyện tu vi, lại có không nhỏ tăng bức. Nhâm tiền bối, cái này hộp ngươi có thể hay không nhìn ra trong đó đầu mối. Diệp Thần đem vậy hộp nhỏ đưa vào Nhâm Phi Phàm trước mặt, muốn cho hắn nhìn ra điểm không cùng tới. May là lấy Nhâm Phi Phàm nhãn lực, cũng không cách nào phân biệt hắn thân phận chân thật, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được ẩn chứa trong đó một cổ lực lượng kinh thiên động địa. Mở ra trên cái hộp khóa,
ngươi sau này có lẽ sẽ lấy được cơ duyên đạt được nó, bất quá ở chỗ này thời gian ngươi phải đem hộp lưu tốt, chớ nên để cho người khác tiếp xúc, hiểu chưa? Nhâm Phi Phàm mở miệng đối Diệp Thần nói, trong con ngươi của hắn đổ ánh ra hộp nhỏ bình thường không có gì lạ dáng vẻ, nhưng là hắn thần sắc nhưng hết sức trịnh trọng, đủ để có thể gặp hắn tựa hồ dòm ngó thấy cái hộp nhỏ loại nào đó bản chất. Nhâm tiền bối. Chính là như vậy, lại qua một ngày. Linh Thủy Bảo Địa, thác nước phía dưới. Đang tu luyện Nhâm Phi Phàm mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn xa trong hư không nơi nào đó địa phương. Hắn trong mắt như có thời không hắc động diễn hóa, từng tầng sương mù dày đặc bị vẹt ra. Theo ta tới, trong đảo có khách tới đến thăm, cùng ngươi có liên quan. Nhâm Phi Phàm nói xong lăng không lên, chạy thẳng tới huyền chân đảo ngọn núi chính phương hướng. Diệp Thần nội tâm nghi ngờ, như cũ đi theo lên. Đi tới ngọn núi chính trước đại điện, huyền chân lão tổ đã ở chỗ này chờ, trước mặt hắn nằm có một người, người mặc hắc bào, hơi thở yếu ớt, xem mặt mũi lại là một cái so với là trẻ tuổi nam tử. Diệp Thần có chút hiếu kỳ, hắn mới vừa vậy cảm ứng được hư không chập chờn, rất rõ ràng người này là mượn do không gian tới chỗ này. Hắn là tới làm chi, chẳng lẽ không biết nơi đây chính là huyền chân cổ tộc đại bản doanh sao? Bất quá làm hắn ánh mắt rời lên, thấy người đàn ông đồ đen nơi ngực một màn kia màu bạc nhạt dấu vết lúc đó, con người bỗng nhiên co rúm một cái. Đây chính là thân đồ gia tộc ký hiệu. Huyền chân lão tổ nhìn về Diệp Thần bên này, hướng hắn gật đầu một cái, bàn tay gian xông ra lau một cái lực lượng nhu hòa, đem cái này người đàn ông đồ đen toàn bộ nâng. Thần thánh ánh sáng đang chậm rãi chữa người đàn ông đồ đen tổn thương, chỉ chốc lát sau hắn liền tỉnh lại. Mở mắt ra lúc đó, người đàn ông đồ đen cặp mắt như cũ có chút mờ mịt, có thể rất nhanh vẻ nóng nảy xông tới, hắn bận bịu đứng dáng người, hướng về phía tại chỗ mấy người chắp tay. Xem hắn dáng vẻ, thật giống như còn biết Nhâm Phi Phàm cùng huyền chân lão tổ. Huyền chân tiền bối, Nhâm tiền bối, vãn bối tên là thân đồ Long Đô, lần này tới là hướng Luân Hồi Chi Chủ nhờ giúp đỡ. Xin Luân Hồi Chi Chủ ra tay, đi cứu ta thân đồ nhà Uyển Nhi đại tiểu thư. Thân đồ Long Đô xoay chuyển ánh mắt, nhắm ngay Diệp Thần. Hắn lần trước từng theo thân đồ Uyển Nhi đến huyền chân đảo, dừng lại mấy ngày, cho nên không thấy Diệp Thần, nhưng là căn cứ tình huống có thể đoán được, người này chính là trong truyền thuyết Luân Hồi Chi Chủ. Trừ hắn ra, hẳn không có người có tư cách đứng ở huyền chân lão tổ cùng Nhâm Phi Phàm, cái này hai đại thiên quân cấp cường giả bên người. Nghe được là thân đồ Uyển Nhi phái người nhờ giúp đỡ Diệp Thần, vội vàng tiến lên một bước. Trầm giọng nói, ngươi lại chậm rãi kể lại. Thân đồ Long Đô vẻ mặt ảm đạm, đem hắn trải qua chuyện toàn bộ nói tới. Ngày đó bọn họ rời đi huyền chân sau đó, thân đồ Uyển Nhi cũng không có lập tức trở lại thái thượng thế giới, mà là ở thiên tim vực nơi nào đó địa phương tìm được chỗ ở. Thái thượng thế giới thân đồ gia tộc, đã bị vạn khư thần điện nâng đỡ những cái kia phản đồ chiếm lĩnh, cho dù trở về cũng là không làm nên chuyện gì. Nói sau thân đồ Uyển Nhi đã lợi dụng mưu lợi biện pháp lấy về võ uy thiên kiếm, kế tiếp điểm chính là tìm võ uy thiên kiếm bên trong ẩn núp bí mật. Mấy người còn lại cũng cảm thấy được có đạo lý, vì vậy cùng theo cùng nhau ở lại thiên tim vực. Thân đồ Uyển Nhi, bế quan điều nghiên, cạnh thật tìm được một chút chân long khí, lấy được vậy bí mật kinh thiên đầu mối. Thân đồ Long Đô cùng mấy người còn lại đều là mừng rỡ không thôi, chỉ cần thân đồ Uyển Nhi có thể nắm giữ vậy bí mật. Đột phá đến cảnh giới mới, đoạt lại thân đồ gia tộc quyền hành trong tầm tay. Làm người hài lòng coi là, cuối cùng không bằng thiên coi là, hôm qua bầu trời hắc trần, mây đen cuồn cuộn, lại là địch quân giết tới, thân đồ gia tộc phản đồ cùng vạn khư thần điện người tìm được bọn họ chỗ ẩn thân. Mọi người đều hoảng sợ, chẳng biết tại sao bại lộ hành tung. Đoàn người trong đó bỗng nhiên có người đối đồng bạn ra tay, đả thương mấy người sau đó đi đến phe địch trận doanh. Nguyên lai là bọn họ tới giữa ra phản đồ. Hai bên tiến hành thảm thiết chiến đấu, thân đồ Uyển Nhi bị buộc xuất quan, triệu hoán kiếm linh, lấy căn nguyên linh khí hao tổn giá phải trả, cưỡng ép kéo lại những địch nhân kia. Rồi sau đó biến dạng hư không truyền tống trận, để cho thân đồ Long Đô tới huyền chân đảo hướng Diệp Thần nhờ giúp đỡ. Diệp Thần nghe xong, đã là lửa giận ngút trời. Bất quá hắn cũng không bị tức giận làm mờ đầu óc, mà là bình tĩnh vặn hỏi đối phương thực lực. Lần này thân đồ gia tộc cùng vạn khư thần điện cộng phái ra trên trăm trước người tới vây quét. Trong đó có một tên mới vừa bước vào bách gia cảnh 8 tầng thiên vũ hoàng con em thế gia,
còn có một người cùng là mới vừa bước vào bách gia cảnh 8 tầng thiên, chính là thân đồ gia tộc Phản Đồ, thân đồ Văn Nhạc. Người này thiên phú xuất chúng, ở thân đồ gia tộc bên trong cũng là thuộc về số 1 số 2 thiên tài, nhưng là một mực bị thân đồ Huyền Nhi đè ép một đầu, không cách nào thừa kế võ uy thiên kiếm truyền thừa. Chỉ sợ là như vậy sinh ra hận ý, mới biết trở thành phản đồ. Diệp Thần lường được một phen hai bên chiến lực, lấy trước mắt hắn tu vi tiến cảnh, đồng thời đối phó vậy hai vị mới vừa bước vào 8 tầng thiên cũng không thành vấn đề. Nhưng là những người còn lại, sợ rằng không rảnh chiếu cố đến. Huyền Chân lão tổ nhìn thấu Diệp Thần nỗi lo về sau, hắn mở miệng, nhàn nhạt nói, luân hồi chi chủ, ta có thể phái mấy tên Huyền Chân nhất tộc con em tùy ngươi đi chiến trường, học hỏi học tập, chống đỡ kẻ địch. Diệp Thần suy tư chốc lát, ôm quyền cảm ơn. Như vậy thứ nhất, vậy thì cảm ơn Huyền Chân lão tổ. Thân đồ Long Đô vậy đi theo cúi người chào. Sau đó hai người và chừng 10 cái thực lực không kém Huyền Chân cổ tộc đệ tử cùng lên đường, Thiếu Vũ Lương vậy ở trong đó. Hắn là chuyến này đội ngũ người dẫn đội, thực lực xa vượt quá bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, có thể là một lớn trợ lực. Nhâm Phi Phàm thì là một bộ chút nào không lo lắng hình dáng, ước chừng dặn dò Diệp Thần đôi câu, liền biến mất không gặp, hồi động phủ tu luyện đi. Cùng lúc đó, nơi nào đó tương đối bí ẩn núi rừng bầu trời, màu máu tràn ngập, bóng người vọt động, ngập trời huyết quang đem nơi này chìm ngập. Xa xa hư không bùng nổ đại chiến, một đạo bóng đẹp không ngừng qua lại, lấy trong tay thiên kiếm chống đỡ hai người cường địch tấn công. Hai người kia bên trong đó có một người đầy tóc vàng, mặt mũi tuấn tú bên trong mang hung ác, bàn tay hắn vung lên, vùng lân cận đỉnh núi cùng với hư không toàn bộ vỡ nát, hướng bóng đẹp nghiền ép đi. Một người khác thì người mặc thân đồ gia tộc chế kiểu áo bào đen, ánh mắt lạnh lùng như rắn, trong tay hắn thanh kiếm kia, nhuyễn miên không ngừng, nơi sử ra góc độ dị thường xảo quyệt. Cái này hai người chính là chuyến này trong đội ngũ cường đại nhất hai người bách gia cảnh 8 tầng thiên, cho dù dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, hai người đều không coi là hạng người vô danh. Vũ Hoàng Thế Gia Vũ Hoàng Khâu Liên, cùng với thân đồ nhà thân đồ Văn Nhạc. Cái trước nắm giữ vạn khư thần điện chí cao vô thượng phạm thiên thần công, đã đem trong đó liệt tự quyết luyện tới lô hỏa thuần thanh. Người sau cùng là thân đồ gia tộc một đời thiên kiêu, tuy nói cho tới nay bị thân đồ Uyển Nhi đè ép một đầu, có thể thực lực như cũ cường hãn, từ thân đồ nhà cổ trong di tích thu được truyền thừa thiên xà kiếm, dùng hắn danh tiếng vang xa. Hôm nay, cái này hai người cùng ở chỗ này, chính là vì đem thân đồ Uyển Nhi bắt lại. Người đã tuyệt lộ, không bằng quy hàng tại chúng ta vạn khư thần điện, có lẽ còn có thể mưu được một đường sinh cơ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có thể đem chính ngươi đẩy vào nơi vạn kiếp bất phục. Vũ Hoàng Khâu Liên vừa mở miệng, thần thái kiêu căng, giống như là bố thí vậy nói. Loại giọng nói này là Vũ Hoàng con em thế gia bệnh chung, mặt đối người ngoại giới đều là như vậy. Bọn họ ra đời tại thái thượng thế giới cường đại nhất thế lực, lệ thuộc tại Vũ Hoàng cổ đế dòng chánh huyết mạch. Tự nhiên tâm cao khí ngạo, đối bất kỳ sự vật nhìn hờ hững. Tay cầm uy vũ thiên kiếm, đứng tại đỉnh núi thân đồ Uyển Nhi, thân mặc một bộ hồng bào mãnh liệt, gió cực mạnh lấp lánh, thổi qua vạt áo của nàng. Nhưng không cách nào thổi tan trên mặt nàng bao phủ hàn xương. Thấy thân đồ Uyển Nhi như vậy hình dáng, Vũ Hoàng Khâu Liên liền rõ ràng, nàng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Đã như vậy, vậy coi như không trách chúng ta. Vũ Hoàng Khâu Liên nhanh như vậy cười một tiếng. Ta hảo tâm muốn giúp ngươi một cái, kết quả ngươi không tán thưởng, hôm nay liền để cho ngươi xem, ai cũng không cách nào phản kháng ta vạn khư thần điện. Vũ Hoàng Khâu Liên ngưng thần lập định, nắm chặt quả đấm giơ qua trời cao, rồi sau đó đột nhiên nện xuống. Vạn dặm cao tầng mây bị đột nhiên biến dạng, hư không chấn động ra một cái khe hở, dưới chân đất đai oanh oanh vang dội, vô số đá đung đưa, cây cối bị nhổ tận gốc. Chỉ mục tiêu đều là thân đồ Uyển Nhi. Vũ Hoàng Khâu Liên nơi sử ra chiêu số, là liệt tự quyết. Liệt tự quyết, ở viễn cổ ngôn ngữ trong đó là trời long đất lở, là vỡ vụn ý, có thể vỡ nát hết thảy hư không, nghiền ép đại lộ quy luật. Đương kim trên đời, như hỏi ai có thể đem liệt tự quyết tu đến mức tận cùng, chính là bị tống giam trong lòng đất Hồng Thiên Kinh. Hắn đã từng sử dụng liệt tự quyết, gắng ngượng nghiền ép qua Diệp Thần, phong tỏa toàn thân khí cơ, chỉ một cái mất đi sơn hà. Thiếu chút nữa làm bị thương Diệp Thần nguyên thần. Vũ Hoàng Khâu Liên sử dụng liệt tự quyết, tự nhiên xa xa không đạt tới Hồng Thiên Kinh, nhưng là như cũ lực sát thương kinh người.
Chỗ này giới vực đều bị khuấy động mưa gió, vô cùng vô tận khí tức cuồng bạo cuốn sạch qua tới, đè ở thân Đỗ Uyển Nhi đỉnh đầu. Uy thế như vậy, làm người ta run sợ trong lòng. Phía dưới trong núi rừng, Vũ Hoàng Khâu Liên mang tới đội ngũ đang không ngừng phá hoại thân Đồ gia tộc đoàn người nơi tác phẩm xây đại trận. Chỗ tòa này lớn đang trận là thân Đỗ Uyển Nhi từ võ uy thiên kiếm bên trong ngộ đi ra ngoài, cùng thiên địa dung hợp với nhau, mượn do sơn xuyên con sông lực lượng, có vô hạn uy năng. Thân Đỗ Uyển Nhi để cho mình đồng tộc đạt tới dưới quyền đợi ở trong đó, mà nàng chính là đi ra ngoài, một mình ứng đối Vũ Hoàng Khâu Liên cùng thân Đồ Văn Nhạc hai người cao thủ tuyệt đỉnh. Thấy thân Đỗ Uyển Nhi nhiều lần rơi vào hạ phong, trong trận người cấp không dứt, có thể bọn họ lại không dám dễ dàng rời đi trận pháp. Nếu là có trước đại trận một mực bảo vệ, chúng ta ngược lại cũng không sợ hãi bọn họ tấn công, có thể lần này rõ ràng là nhằm vào Uyển Nhi tiểu thư. Trong đại trận có người vội vàng nói, nơi này tổng cộng có 7, 8 người, đều là thân Đỗ Uyển Nhi nhất phái người ủng hộ, đi theo nàng đi tới hạ giới. Chúng ta đi ra ngoài cũng không giúp được. Ngược lại Uyển Nhi còn muốn phân ra tâm thần tới bảo vệ chúng ta, ai, chỉ có thể kỳ vọng thân Đồ Long Đô có thể cầm cứu binh dọn tới. Có gì cứu binh, ở thiên địa quy tắc hạn chế hạ, thiên quân lão tổ không dám tùy tiện ra tay, còn có ai có thể cứu được Uyển Nhi tiểu thư. Viễn không trên chiến trường, Vũ Hoàng Khâu Liên sau lưng bộc phát ra ngập trời dị tượng, uy áp cuồn cuộn, khai thiên tích địa. Hai người họ tay đi về trước mặt chỉ một cái. Chói mắt chiến đấu ánh sáng đổi được vô cùng kinh khủng, thật giống như dương ra vô tận mưa như chút nước nạn lụt, từ vực sâu bên trong hạ xuống, cần phải nuốt mất thân Đỗ Uyển Nhi. Thân Đỗ Uyển Nhi phi thân lên, hất tay một cái ở giữa võ uy thiên kiếm. Gió thổi báo giông tố sắp đến, nàng cần phải làm cho tốt toàn bộ chuẩn bị. Có thể nhưng vào lúc này, ngưng trọng bầu không khí dưới, màu bạc trắng ánh sáng lạnh lẽo bất ngờ đánh tới. Thân Đỗ Uyển Nhi dư quang khóe mắt phiết đến, hừ lạnh một tiếng, màu đen phòng ngự trận từ tha phương mới đứng địa phương phun trào, vần quanh ở quanh thân của nàng, chặn lại màu bạc trắng âm lãnh ánh sáng. Thân Đồ Văn Nhạc, đã nhiều năm như vậy, người vẫn không thay đổi, vẫn là bộ kia ăn trộm gà trộm chó dáng vẻ. Thân Đỗ Uyển Nhi lên tiếng châm chọc nói, mời cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ. Vậy ánh sáng màu trắng bạc nhanh chóng rút đi, biến ảo thành một thanh trường kiếm. Trở lại thân Đồ Văn Nhạc trong tay. Ha ha, cảm ơn khen ngợi, bất quá hết thảy các thứ này đều là nhờ ngươi ban tặng, nếu như không phải là ngươi khắp nơi đè ta, cướp đi ta tất cả đầu ngọn gió, ta thì đâu đến nổi luân lạc tới này. Thân Đồ Văn Nhạc nói đến đây nói thời điểm, trong mắt lóe lên một chút vẻ thống khổ, có thể lại khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Hắn trên mặt, có đại thù sắp được báo khoái cảm. Kinh thiên động địa liệt tự quyết đã tới trước mắt. Thân Đỗ Uyển Nhi không có thời gian để ý thân Đồ Văn Nhạc, nhưng là vừa không thể không đề phòng. Như vậy thứ nhất liền phân tâm thần. Thái Thượng Huyền Băng Trưởng. Nàng không có dùng võ uy thiên kiếm, mà là sử dụng trước kia tuyệt học, đầy trời hàn băng lực tụ đến, giữa trời đất cuồn cuộn linh khí gào thét, nhất thời đem nguyên vùng rừng núi biến thành hàn xương vẻ. Hàm chứa hàn băng phép tắc ánh sáng rực rỡ chính là hội tụ đến bàn tay nàng trên. Thiên thiên ngón tay ngọc càn quét đánh ra, toàn bộ rừng núi nhiệt độ đều ở đây trong nháy mắt hạ xuống băng điểm, giống như kỷ băng hà tới. Làm không khí ngưng kết đến nhiệt độ nhất định, sinh ra hoa tuyết. Phiến phiến bông tuyết bay phiêu sái rơi xuống ở trong núi rừng nơi này, chỉ chốc lát sau núi rừng chính là thế giới tuyết phủ trắng xóa, vừa nhìn vô tận tuyết trắng trắng ngần. Nhất là ác liệt vẫn là vậy đầy trời hoa tuyết tụ tập mà thành hư không trưởng ấn. Lấy vô cùng mạnh mẽ tư thái ngạnh hám liệt tự quyết. Bành! Hai người đụng vào nhau, kích thích vô số không gian rung động, chi chít, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Ở đó đầy trời bông tuyết bay dương kẽ hở, cùng hoa tuyết cùng màu sắc màu trắng bạc kiếm quang, lần nữa lóe lên ra. Lần này kiếm quang kia không có nương tay, quấn quanh lên nồng nặc sát ý, giống như là một cái trong núi rừng chọn cơ hội mà phệ rắn độc. Thân Đỗ Uyển Nhi dĩ nhiên phát giác rắn độc kiếm quang đánh tới, nàng cắn răng một cái, xoay mình lui về phía sau, chỉ có thể buông tha cùng Vũ Hoàng Khâu Liên linh lực đụng nhau. Như vậy thứ nhất, nàng vậy đụng phải liền cắn trả, không khỏi khạc ra một ngụm máu tươi. Làm sao, cái gọi là thân Đồ gia tộc thánh nữ liền chút bản lãnh này sao? Vũ Hoàng Khâu Liên tuét miệng cười một tiếng, trong mắt hung quang phun trào. Hắn lần nữa đi về trước bước ra một bước. Liệt tự quyết vô cùng thô bạo phóng lên cao,
bùng nổ đến trình độ cao nhất. Thương khung không chịu nổi như vậy trọng áp, hư không mảnh vỡ rối rít đánh mất, vực ngoại tinh thần hóa thành hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, gai người trong mắt. Tinh thần rơi xuống, trời long đất lở, liệt tự quyết uy lực khủng bố như vậy. Thân độ Uyển Nhi cắn chặt hàm răng, thần sắc không cam lòng. Nàng ở theo dõi võ uy thiên kiếm bí mật lúc đó, được vết thương, đến nay chưa từng phục hồi như cũ. Nếu như đội ngũ bên trong không có xuất hiện phản đồ, lại cho nàng chút ngày giờ, định có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí thần thức tăng nhiều. Chỉ tiếc không có nếu như. Bây giờ nàng đối phó Vũ Hoàng Khâu Liên một người cũng lộ vẻ được cố hết sức, huống chi còn có một cái ở trong bóng tối nhìn chằm chằm gia tộc phản đồ, thân đồ Văn Nhạc. Thân đồ Uyển Nhi rất rõ ràng, đối mặt hai người này liên thủ đánh ra, nàng không có bất kỳ chỗ trống quay về, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Kinh khủng tinh thần ngọn lửa hung hãn nện ở thân đồ Uyển Nhi trên đầu. Sau lưng nàng không gian tấc tấc vỡ nát, ngay tức thì sụp đổ làm tan rã. Đi! Thân đồ Uyển Nhi một tiếng khẽ kêu, huyền băng hai tay lần nữa đột kích ra, giống như sắc bén trường mâu, đâm ra một đạo lại một đạo hàn băng thần si linh, ngăn trở kịch liệt thiêu đốt tinh thần. Thân đồ Uyển Nhi cứng rắn đối phó cái này một viên hừng hực thiêu đốt tinh thần, vì là không để cho hắn rơi vào phía dưới trong núi rừng. Ở trong đó có nàng đồng bạn và tộc nhân. Cho dù là bầy cùng sơn xuyên con sông cộng đồng thể đại trận, cũng sẽ ở ngôi sao này mãnh liệt đụng hạ tan thành mây khói. Vì vậy, nàng không thể lùi bước. Nàng thần sắc kiên định, cả người áo khoác lửa cháy mạnh cuốn lên, khóe miệng chậm rãi rỉ ra một chút máu tươi. Trong đại trận, thần đồ gia tộc đoàn người thấy một màn này, đều là cặp mắt đỏ bừng, tức giận hô to. Đáng chết, chờ ta đi ra nhất định phải đem các ngươi những thứ này phản đồ cũng cho lột ra. Vô sỉ, đáng hận, vạn khư thần điện chính là làm như vậy, thật là làm người đau lòng. Uyển Nhi tiểu thư, chúng ta đầu hàng đi, van cầu ngươi không muốn lại chống đỡ tiếp. Hai người trong trận thân đồ gia tộc thiếu nữ, lệ rơi đầy mặt. Thân đồ Uyển Nhi quay đầu, xông lên bọn họ khẽ mỉm cười. Chú ý! Phía dưới có người lớn tiếng kêu lên. Một con ngân bạch kiếm quang đang cháy tinh thần nứt ra sau đó, liền dọc theo vậy đường may khe cửa nhanh mạnh tấn công tới, không kẽ hở nối tiếp, cơ hồ làm được đánh lén trình độ cao nhất. Rắn độc trường kiếm phệ cắn, xuyên thấu thân đồ Uyển Nhi ngực. Nhất thời máu tươi tung tóe, thân đồ Uyển Nhi mất đi lâm không mà đi năng lực, hướng phía dưới núi rừng rơi xuống đi. Uyển Nhi! Tiểu thư! Thân đồ Uyển Nhi không nghe được tiếng gọi ầm ĩ. Nàng lâm vào trong bóng tối. Không có chút nào ánh sáng đen nhánh đem nàng bao vây, hư không quy tắc tan vỡ sau đó, nàng rơi vào một mảnh hỗn độn trong đó. Vậy hỗn độn thật giống như người khác mà thí ao đầm, chậm rãi rung động hắc ám giống như bùn nát, đem nàng chậm rãi nuốt mất, toàn bộ bao phủ. Nàng không biết mình lúc nào mới có thể tỉnh lại. Chẳng lẽ hết thảy kết thúc như vậy sao? Nương thân còn cứu được không trở về, gia tộc phản đồ còn không diệt trừ, vạn khư thần điện thù vậy còn chưa báo. Nhất là không thôi, vẫn là sâu trong nội tâm một màn kia, chém không ngừng, lý còn loạn tình tư. Thân đồ Uyển Nhi suy nghĩ dần dần đông. Nàng mệt mỏi, thật giống như thật chống đỡ không nổi nữa. Mí mắt đổi được vô cùng nặng nề. Mà nhưng vào lúc này, minh minh trong đó tựa hồ có một kiểu đồ, mơ hồ sáng lên. Thân đồ Uyển Nhi cật lực mở mắt ra, muốn nhìn rõ. Đó là một đạo quang. Ánh sáng càng ngày càng nhức mắt. Thậm chí đạt tới lóng lánh trình độ. Gào thét kẽ hở, một ngọn gió mát tốc độ nhanh mạnh, nhanh như sao rơi, ở nàng tiếp xúc tới hắc ám ao đầm trong nháy mắt kia, chấn động vô hình lực, để cho hắc ám nứt ra một cái khe hở. Ngay sau đó chính là một cái mạnh có lực bàn tay nắm ở liền nàng eo, hướng lên trên bơi đi. Thân đồ Uyển Nhi trong mắt mông lung, nàng chỉ có thể thấy một tấm lãnh đạm lại khuôn mặt anh Tuấn, đang ở bên người. Ở đó vô tận hắc ám sắp khép lại để gặp, một bóng người vọt ra, vung ra một kiếm, chặt đứt từ trong bóng tối dọc theo người ra ngoài vô số đôi tay quỷ. Người nọ bất ngờ chính là Diệp Thần, mà trong ngực hắn ôm là thân đồ Uyển Nhi. Đầy trời quy tắc mảnh vỡ, giống như là từng cái dũng mãnh binh lính, không ngừng hướng hắn phát động tấn công. Bất quá ở Long Uyên Thiên Kiếm kiếm quang bao phủ dưới, toàn bộ hóa là cho tàn. Diệp Thần đi tới chỗ kia đại trận phía trên. Mang kiếm nhẹ nhàng rạch một cái, liền đem trận pháp này phá giải.
Cùng thiên địa nơi liên tiếp trận pháp có thể bảo vệ người chu toàn, nhưng là giống vậy các ngươi cũng bị trói buộc ở, nếu như vô tận sớm giải trừ, khốn ở bên trong thực lực tất nhiên hạ xuống. Diệp thần giải thích mấy câu, chậm rãi đem thân Đỗ Uyển Nhi thả vào trên một phiến cỏ xốp. Mà ở hắn phía sau là mấy chục tên huyền chân cổ tộc đệ tử. Tiêu Vũ Lương đang mang mấy người cùng Vũ Hoàng Khâu Liên chiến đấu, mấy tên khác huyền chân đệ tử chính là hợp lực kéo lại thân Đỗ Văn Nhạc. Diệp thần mới có cơ hội cứu thân Đỗ Uyển Nhi. Cảm ơn ngươi, ngươi chắc là luân hồi chi chủ đi. Một tên thân Đỗ nhà đệ tử đi tới hỏi. Diệp thần gật đầu một cái, ngay sau đó đưa mắt đặt ở một tên tựa vào cây cạnh hơi thở uể oải nam tử trên mình. Nam tử kia chân thực cảnh giới tu vi ở bách gia cảnh hậu kỳ, chẳng biết tại sao, hiện tại lại có thể liền di động cũng khó khăn. Luân hồi chi chủ, thần đồ đại vũ là chúng ta trong những người này thực lực mạnh nhất, cũng là hắn một đường hộ tống Uyển Nhi tiểu thư đi tới hạ giới. Nhưng mà cái đó đáng chết phản đồ ở trước khi đi cho hắn xuống độc. Hắn hiện tại căn bản động không tới phân nửa thực lực. Bên cạnh có một người, cực kỳ tức giận nói. Diệp thần gật đầu một cái. Bày tỏ rõ ràng, phản đồ sẽ dùng ra thủ đoạn như vậy, đúng là nằm trong dự liệu. Hắn ngồi xổm người xuống bắt thân đồ đại vũ tay, phát hiện hắn khí tức trong người cực kỳ rối loạn, có một cổ sông ngang đánh thẳng hắc quang. Chắc hẳn hắc quang kia chính là độc tố, nhiễu loạn thân đồ đại vũ linh lực vận hành. Hắn vận hành luân hồi huyết mạch, bao trùm ở thân đồ đại vũ bên ngoài thân thể, nhiệt độ kinh khủng có thể xuyên thấu qua da, đem những độc tố kia cháy. Chợt hắn xoay người lại, dặn dò mấy người sau đó liền sát nhập vào chiến trường. Diệp thần trong lòng có giận, một trưởng chụp về phía chân trời, trôi lơ lửng ở giữa không trung Long Uyên Thiên Kiếm vậy qua lại mà qua, giống như là một vòng bộc phát ra sáng chói huy hoàng lửa cháy mạnh. Mà Diệp thần mình chính là giống như thần minh, bao quanh điểm điểm tinh thần. Dám động người hắn, thật là tự tìm cái chết. Tiêu Vũ Lương đối mặt Vũ Hoàng Khâu Liên vậy như bạo gió mau mưa vậy tấn công. Chỉ có thể bị động phòng ngự, khổ khổ chống đỡ. Đến từ thái thượng thế giới cường giả trẻ tuổi quả nhiên rất phi phàm, vô luận là linh lực hùng hồn trình độ vẫn là thủ đoạn tấn công, cũng cao hơn không chỉ một bậc. Hắn giao cho ta đi đối phó, ngươi qua bên kia kéo dùng bạc rắn kiếm cái tên kia. Phịch, kim thiết giao tiếp thanh âm mãnh liệt vang lên, nhất thời văng lửa khắp nơi, bốc lên vô tận sóng gió, đem núi rừng cũng cho lật. Được. Tiêu Vũ Lương lúc này chui thân đi xa, cùng mấy cái huyền chân con em cùng đối phó thân Đỗ Văn Nhạc. Bọn họ muốn chém chết thân Đỗ Văn Nhạc cực kỳ khó khăn, nhưng là kéo dài trong chốc lát vẫn là có nắm bắt. Tiêu Vũ Lương vậy muốn thử một chút, cái này thái thượng thế giới thiên tài là kia lần hình dáng. Vũ Hoàng Khâu Liên gặp người đến là Diệp Thần sau đó, có chút ngẩn ra, bất quá ngay sau đó lại lộ ra là máu vậy nụ cười. Luân hồi chi chủ đại danh đã sớm truyền về thái thượng thế giới, Vũ Hoàng cổ đế nhiều lần phái người ra tay, nhưng không công mà về, để cho hắn hung hãn đánh vạn khư thần điện mặt. Diệp thần, vậy đã sớm trở thành rất nhiều Vũ Hoàng con em của thế gia thể muốn đánh bại người. Hắn Vũ Hoàng Khâu Liên phụng mệnh tới chỗ này, chỉ là vì truy kích thân đồ nhà tàn dư. So sánh với trước khi Vũ Hoàng chạy cùng với Vũ Hoàng Thanh Thư các người, Vũ Hoàng Khâu Liên thực lực cao hơn mấy cái cấp bậc. Hắn cũng không có đem Diệp thần coi ra gì. Bách gia cảnh 8 tầng thiên thực lực ở thái thượng thế giới không coi vào đâu, nhưng ở chỗ này, đủ hắn ngạo thị quần hùng. Luân hồi chi chủ, người tại hạ giới chiến công hách, hách diễu võ dương oai, ngày hôm nay đụng phải ta, cuộc sống an nhàn của ngươi cũng hết mức. Vũ Hoàng Khâu Liên tuét miệng cười một tiếng, lộ ra một hơi trắng noãn răng nhọn. Từ hắn răng lợi phán đoán, Vũ Hoàng Khâu Liên cũng không phải là cái huyết thống thuần chánh loài người cường giả. Diệp thần bóng người phù không đứng, hắn thần sắc lãnh đạm, nhìn về phía Vũ Hoàng Khâu Liên ánh mắt, giống như ở xem một người chết. Nếu là có quen thuộc Diệp thần người ở chỗ này, định có thể biết thời khắc này Diệp thần đã tức giận. Bình tĩnh bề ngoài hạ, cất giấu một tòa sắp phun ra thao thiên hỏa sơn. Người muốn chết như vậy mà nói, ta có thể tác thành ngươi. Diệp thần chỉ có một lời đáp lại. Vũ Hoàng Khâu Liên nghe vậy, không nhịn được điên cuồng cười lớn. Đây là hắn tự thành tên tới nay, nghe qua chuyện thiếu lâm tức cười nhất. Diệp thần ánh mắt sát ý phun trào, nhìn về phía Vũ Hoàng Khâu Liên ánh mắt đổi được tàn bạo vô cùng. Chỉ thủy chi đạo, thái dương xích hoàng chém. Long Uyên Thiên sạch sẽ thanh khiếu một tiếng, lên như diều gặp gió,
Mênh mông bao la kiếm khí từ đầy trời tinh thần bên trong lấy ra tới, đâm rách hỗn độn, biến dạng thương khung. Thiêu đốt thái dương, thả ra vô cùng ánh sáng nóng rực, ở đó cuồn cuộn lửa cháy mạnh trong đó, thần quang tràn ngập. Diệp Thần tiếp liền sử xuất khác biệt đại chiêu, một vòng tiếp một vòng, hủy thiên diệt địa, sơn hà nát hết. Vũ Hoàng Khâu Liên thúc dục sau lưng vô cùng vô tận ngân hà màn trời, quyền trưởng đủ oanh, liệt tự quyết uy lực hiện ra trọn vẹn, mang theo kinh khủng vực sâu hơi thở. Chấn thiên liệt địa, không ngoài như vậy. Diệp Thần chồng lên hai chiêu sau đó, vẫn tiếp tục khua kiếm. Lục đạo luân hồi đại trận, mở. Hắn mặt không cảm giác mở ra đại trận. 9 tầng trời chấn động, 10 mìn minh, luân hồi hiện thế. Một khối luân hồi thiên quốc thế giới ở vô tận màu máu tia sáng bọc dưới, che phủ nguyên phiến thương khung. Thế giới luân hồi trong đó, chư thiên vạn giới cảnh tượng thâu tóm bên trong, vô số hồng hoang cổ đế, cự thú viễn cổ ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động càn khôn. Xa xa giao chiến người cũng liếc mắt trông lại, bị rung động này vô địch cảnh tượng cho sợ ngây người. Vũ Hoàng Khâu Liên cũng không nghĩ tới Diệp Thần ra tay một cái, lại liền dẫn động dị tượng như thế. Hắn tỉnh bơ lui về sau hai bước, vô hình bình phong che chở ngưng tụ ở trước người, đồng thời gia tăng quyền trưởng lực độ. Ung ung tiếng rít bên tai không dứt, như rời núi lấp biển đập về phía Diệp Thần. Diệp Thần mặt không đổi sắc, hắn giống vậy tu luyện Phạm Thiên Thần Công, tự biết liệt tự quyết uy lực. Cái gọi là sáu đạo đối ứng ngũ hành. Thất tinh phù hợp bát quái. Âm dương tức là đen trắng. Lần trước hắn triệu hoán ra lục đạo luân hồi bàn. Đem sáu chương nguyên phù khảm nạm trên đó, bạo phát ra vô thượng uy áp. Lục đạo luân hồi trận thu được mới gia trì. Lần này, hắn phải đem hắn lột xác. Lục đạo luân hồi, chính là trời nhân đạo, súc sanh đạo, A-tu-la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Thiên nhân đạo, đối ứng canh kim nguyên phù, đại biểu trời người kim quang, khoáng đạt cuồn cuộn. Nhân đạo, đối ứng quang minh nguyên phù, đại biểu quang minh vĩ đại, nhân đạo vĩnh tồn. Súc sanh đạo, đối ứng hắc ám nguyên phù, đại biểu súc sinh kiếp nạn, hắc ám xa vào. A-tu-la đạo, đối ứng sấm sét nguyên phù, đại biểu ma uy, như sấm diệt thế. Ngạ quỷ đạo, đối ứng kịch độc nguyên phù, đại biểu quỷ đói gào khóc, lưu độc vạn cổ. Địa ngục đạo, đối ứng mậu thổ nguyên phù, đại biểu địa tàng thế giới, vạn cổ bất diệt. Sáu đạo hợp nhất, hủy thiên diệt địa, quỷ thần khóc tỉ tê, tiên nhân né tránh. Lần này, Diệp Thần không có lần nữa hiến tế nguyên phù. Đối phó một cái chính là Vũ Hoàng Khâu Liên, còn không cần. Hắn hai con người trong đó màu máu hiện lên, trong cơ thể luân hồi huyết mạch bộ phận bạo động. Giơ ngón tay lên, luân hồi huyết mạch từ trong phún ra ngoài, toàn bộ tiến vào vậy lục đạo luân hồi mâm đạo đạo đường vân trong đó, thả nhanh chóng dung hợp. Các loại các dạng dị tượng phân phồn phơi bày, nồng nặc sát khí phóng lên cao. Sáu cái mỗi người không giống nhau nói, diễn hóa thành sáu không cùng bộ phận hư không khu vực. Vũ Hoàng Khâu Liên lại tự đại, ngu nữa, vậy có thể cảm nhận được ở trong đó hàm chứa thái cổ năng lượng, thật là tới hắc ám đỉnh cấp. Hắn trong lòng lần đầu có ý sợ hãi. Ta nói, gan dám đả thương người hại ta, thì nhất định phải trả giá thật lớn. Diệp Thần thanh âm lạnh như băng, không mang theo bất kỳ cảm tình sắc thái. Vũ Hoàng Khâu Liên hối hận cũng đã không còn kịp rồi, hắn mới vừa bước chân vào lục đạo luân hồi bàn nắm trong tay khu vực bên trong, bây giờ bị một mảnh hư vô bao vây, chung quanh đều là hắc ám, càng có vô số ác quỷ gào khóc, A-tu-la cầm đao mà sắp. Hắn từ nhỏ đến lớn đối mặt qua vô số kẻ địch, lần này, là chân chân tránh tránh cảm nhận được liền nội tâm sợ hãi. Bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, xem ta một quyền phá ngươi trận này. Vũ Hoàng Khâu Liên tóc vàng bay lượn. Tráng như điên cuồng, trực tiếp vận dụng trong cơ thể bổn nguyên lực lượng, bộc phát ra biến dạng ngôi sao mênh mông sức mạnh to lớn. Liệt tự quyết phù văn thần bí, cuồn cuộn không ngừng, giống như một cái bước ngang qua tinh không sông dài, đem trong cơ thể hắn lực lượng điều động ra. Một quyền, đánh vỡ vạn cổ, nổ thiên địa, man hoang sức mạnh to lớn vô tận cuồn cuộn. Đối với lần này, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Hôm nay nếu để cho ngươi thoát khốn, vậy ta vậy uổng phí cái này luân hồi chi chủ huy danh. Diệp Thần bàn tay một chảo, như bánh xe hồi huyết mạch lực lượng toàn bộ bùng nổ, phảng phất có một cái màu máu thông thiên đại nói, chỉ vân tiêu, nổi lên đến trình độ cao nhất, là được phá vỡ hết thảy. Lục đạo luân hồi bàn điên cuồng vận chuyển, không
không ngừng hỗn loạn, luân hồi huyết mạch ban cho nó nhất là vô cùng lực bộc phát. Vào giờ khắc này, chư thiên vạn giới đều bị từ trong biến dạng, trời trăng sao tiếp liền rơi tan. Diệp Thần luân hồi huyết mạch, càn rỡ cháy, lúc này hắn không chỉ là vì thân Đỗ Uyển Nhi mà chiến đấu. Cũng là hướng Vũ Hoàng Cổ Đế phát ra một vòng mới khiêu chiến tuyên ngôn. Ta muốn đánh bại là ngươi Vũ Hoàng Cổ Đế, mà không phải là những thứ này trà trộn cho đủ số nho nhỏ hậu bối. Rộng lớn vĩ đại pháp tướng, gõ minh trung tại giữa trời đất, thông suốt cổ kim. Ở hắn luân hồi huyết mạch thiêu đốt đồng thời, Diệp Thần trong cơ thể luân hồi thánh hồn thiên vậy phân ra một chút lực lượng, rót vào luân hồi huyết mạch trong đó. Hắn tuy chỉ là quá chân cảnh một tầng thiên, nhưng là rất nhiều pháp thuật cùng thần thông thêm thân, chân thực chiến lực đủ để tương đương bách gia cảnh ở giữa phần lớn cường giả. Diệp Thần lăng không đứng, ánh mắt lãnh đạm lại bướng bỉnh. Hắn ngẩng đầu, một cái huyết long hư ảnh, ở trong con ngươi từ từ phóng đại, thẳng đến hoàn toàn thành hình. Huyết long chiếm cứ ở hắn sau lưng, cùng vậy uy nghiêm Phật đạo pháp tướng cùng, sáng mở vạn trượng, không thể nhất thế. Uy nghiêm vạn trượng luân hồi hơi thở, giống như thái thượng thế giới phủ xuống thánh chỉ, thiên đạo làm mở ra con đường, mãi mãi bất diệt, trọn đời lưu tích chữ. Ở vĩnh hằng luân hồi đại lộ trước mặt, mọi người và vật, đủ loại thần Phật quỷ ma, yêu quái quỷ quái đều là vậy muối bỏ biển. Bất tử bất diệt luân hồi lực lượng xuyên phá liền vậy phương trong tiểu thế giới một phiến lại một phiến cổ xưa thương khung, tất cả vạn vật sinh linh thần phục màng bái. Ngang dọc bãi hạp cổ đế ma hoàng, cúi đầu xưng thần. Hung ác tàn bạo man hoang cự thú, bò lổm ngổm run rẩy. Diệp Thần cả người trên mình bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, đó là luân hồi cùng số mệnh xen lẫn, cửu thế luân hồi, cho dù là số mệnh triền thân, đến giờ phút này cũng đều bị phá vỡ. Luân hồi đại thịnh, nóng bỏng như một vòng kim ngày, chiếu sáng cổ kim, phất chiếu mảnh thiên địa này, Diệp Thần thân thể vậy dần dần cùng luân hồi hòa làm một thể. Luân hồi huyết mạch, luân hồi sáu đạo thiên. Hết sức đại đạo chân lý, vào giờ khắc này mũi nhọn cái hiệt, độc đoán vạn cổ, độc ta thành thánh. Vũ Hoàng Khâu Liên ở vào cái này luân hôm nay ánh sáng chiếu khắp dưới, ánh mắt kinh hãi, cả người không nhúc nhích được. Hắn vậy dẫn lấy làm hãnh diện liệt tự quyết cũng bị thiêu hủy hầu như không còn, hóa là lửa khói bên trong bụi bặm. Oanh! Luân hồi kim ngày nuốt sống Vũ Hoàng Khâu Liên, cách được gần thái thượng thế giới người, vậy không có thể chạy khỏi rối rít bị đốt thành cho tẫn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ bên tai không dứt. Mà đây luân hồi huyết mạch còn ở vào Diệp Thần nắm trong tay bên trong, đối với mấy phe người, đều là phân ra một đạo kim quang bọc, khiến cho không chịu xâm hại. Ước chừng ngay lập tức tới giữa, phách lối không thể một đời Vũ Hoàng Khâu Liên cũng đã mất đi thành trần. Liên quan theo hắn cùng tới những cái kia vạn khư thần điện người trong cùng thân đồ gia tộc phản đồ cũng bị đánh giết. Luân hồi oai, không người nào có thể ngăn cản. Đi theo thân đồ Uyển Nhi đám người kia đều bị sợ choáng váng, ngẩn ngơ sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc còn có chút mê mang. Ở trong mắt bọn họ xem ra, cường đại đến không thể chiến thắng kẻ địch. Lại có thể chỉ như vậy bị Diệp Thần giết chết. Xa xa một dãy núi, qua một cái ngân xà kiếm, đem Tiếu Vũ Lương các người đè được lần lượt tháo chạy thân đồ Văn Nhạc cũng là trợn mắt hốc mồm. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Bỗng nhiên, hắn thân thể đột nhiên chấn động một cái. Bởi vì một đạo sát ý nghiêm nghị ánh mắt, nhìn về phía hắn. Trốn! Đây là thân đồ Văn Nhạc trong lòng ý niệm đầu tiên. Hắn cũng đem hắn thay đổi hành động. Hắn cũng không tựa như Vũ Hoàng Khâu Liên như vậy cuồng vọng tự lớn. Đối với thời cuộc, thần đồ Văn Nhạc có mình phán đoán, đại trượng phu có thể co giãn, chẳng qua kéo nhau trở lại. Thần đồ gia tộc thuộc về hoàn cảnh xấu thời điểm, hắn tự nhận là bỏ tối theo sáng, sáp nhập vào vạn khư thần điện. Hiện tại Vũ Hoàng Khâu Liên đánh bại, hắn muốn bắt chặt chuồn mất mới là, người ngu mới biết ngu xông lên chiến đấu. Cái gọi là chết đạo hữu, không chết bần đạo, xử thế triết học, có đầu rút cổ chi đạo, đã bị thân đồ Văn Nhạc nghiên cứu thông suốt. Huống chi hắn cái này tám tầng thiên thực lực là giả, hoàn toàn dựa vào thiên tài địa bảo chất đống, cùng Vũ Hoàng Khâu Liên căn bản so không được. Hắn vừa trốn đi, Tiếu Vũ Lương các người cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá Diệp Thần há sẽ để cho hắn như nguyện. Muốn đi, không cửa. Diệp Thần tin vung tay lên. Hư linh thần mạch động dùng,
còn sót lại ở vết nứt không gian ở giữa luân hồi lực lượng sôi trào không ngừng, đem có thể chạy trốn lối đi toàn bộ khóa kín. Mỗi một khối luân hồi mảnh vỡ, cũng mang theo cuồn cuộn khí sát phạt. Ai u? Trong hư không rơi xuống một người, chính là vậy cầm ngân xà kiếm thân Đồ Văn Nhạc. Hắn ngã xuống đất đập ra một cái hố to, lúc này lại không kịp kêu đau. Hai ba chục người vây quanh, đem hắn bao được nước chảy không lọt, mỗi cái mắt lộ ra hung quang, mắt lom lom. Thân Đồ Văn Nhạc nóng nảy không dứt, lại dương mắt vừa thấy, ở hắn trong mắt có thể nói kinh khủng luân hồi chi chủ, chậm rãi hạ xuống. Ngay tại các nàng lấy là thân Đồ Văn Nhạc sẽ liều chết đánh một trận thời điểm, thân Đồ Văn Nhạc một cái ném đi trong tay ngân xà kiếm, quỳ xuống đất, chắp hai tay, cầu dậy tha tới. Luân hồi chi chủ, Uyển Nhi thiếu chủ, còn có các vị, ta là bị bắt buộc à? Vạn Khư Thần Điện người tuyên bố nếu như ta không thuộc về hàng, liền sẽ đem ta giết chết, ta nhẫn nhục mang nặng chính là vì hôm nay. Cho dù luân hồi chi chủ không đến, ta vậy sẽ ở giây phút sau cùng đánh lén Vũ Hoàng Khâu Liên, giữ được Uyển Nhi thiếu chủ. Thân Đồ Văn Nhạc miệng đầy lời nói dối, há miệng sẽ tới, trên mặt phủ đầy khẩn cầu thần sắc. Thân Đồ nhà mọi người đều là lạnh lùng nhìn hắn. Tiếu Vũ Lương mang Huyền Chân cổ tộc con em đứng ở một bên, thuần làm xem náo nhiệt. Thân Đồ Văn Nhạc sở dĩ lựa chọn đầu hàng cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn tu luyện vốn là ám chiến gần người loại pháp thuật, thần thông bảo vật hơi yếu. Hơn nữa hiện trước khí thế hoàn toàn không có, căn bản không cách nào đối kháng kẻ địch. Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một mắt, không có nói nhiều, ở bốn phía bảy không gian cấm chế. Cũng không lâu lắm, thân Đồ Uyển Nhi tỉnh lại. Nàng bị Diệp Thần ngay trước mọi người ôm vào trong ngực, cho đến mở ra mắt đẹp. Diệp Thần vậy gương mặt thanh tú bàng đập vào mi mắt, nàng lúc này mới kinh hô một tiếng, nhanh chóng đang ngồi ngay thẳng. Tỉnh! Diệp Thần khẽ mỉm cười. Thân Đồ Uyển Nhi mặt nhỏ đỏ lên, gật đầu một cái. Nàng ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, thân Đồ nhà người cũng vô tình hay cố ý nhìn về phía bên này, giống như là ở nín cười. Thân Đồ Uyển Nhi liếc khinh bỉ, phi thân lên, xem xét bốn phía, kinh ngạc phát hiện thân Đồ Văn Nhạc lại bị phong bế. Nàng rồi mới từ cùng trong miệng của tộc nhân nghe được nguyên nhân hậu quả. Trong chốc lát thần sắc phức tạp, không biết nên như thế nào biểu đạt. Ta không giết người này, là đợi ngươi sau khi tỉnh lại xác nhận hắn đối các ngươi hay không còn hữu dụng. Nếu như vô dụng, vậy không cần giữ lại. Diệp Thần ánh mắt hơi đông lại một cái, Long Uyên Thiên Kiếm uy thế lộ vẻ hiện ra. Chỉ cần thân Đồ Uyển Nhi một câu nói, hắn là có thể lập tức đem thân Đồ Văn Nhạc chém chết. Hào nhoáng bên ngoài bách ra cảnh tám tầng thiên võ giả mà thôi, hơn nữa tu vẫn là bàng môn tả đạo. Không đáng giá để ra. Thân Đồ Văn Nhạc nghe nói như vậy sau đó bị dọa sợ, vội vàng cầu xin tha thứ. Thân Đồ Uyển Nhi do dự một chút. Từ trong lòng mà nói, nàng đặc biệt thống hận thân Đồ Văn Nhạc cái loại này phản đồ. Vì bản thân mình phản bội gia tộc, khiến cho tộc nhân rơi vào dầu sôi lửa bỏng chi địa. Nhưng là từ khác một góc độ mà nói. Hắn còn hữu dụng. Cầm mạng hắn lưu lại đi, trở lại thái thượng thế giới sau đó, ta còn cần hắn là chúng ta dẫn đường, tìm được còn thừa lại bị tống giam tộc nhân. Thân Đồ Uyển Nhi cuối cùng, vẫn là lựa chọn tạm thời thả qua. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, không cùng thân Đồ Văn Nhạc mừng rỡ khôn kể xiết, một kiếm tìm đi qua, chấm huyết quang dung nhập vào thân Đồ Văn Nhạc trong cơ thể, đem kinh mạch cắt đứt, nội lực toàn thu. Vậy cầm âm tà cực kỳ ngân xà kiếm, cũng bị Diệp Thần cách không hút tới, ném nhập Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Tốt lắm, hiện tại các ngươi có thể an tâm mang hắn lên đường. Diệp Thần liếc nhìn sắc mặt như cho tàn thân Đồ Văn Nhạc, nói. Thân Đồ gia tộc tất cả mọi người mừng rỡ không thôi, nhất là thân Đồ Long Đô, Diệp Thần nhưng mà hắn hao hết sức lực lớn, mới mời tới cứu binh. Tiếp theo thân Đồ Uyển Nhi mang theo tộc nhân, trở về Thái Thượng Thế Giới. Thiên âm cuồn cuộn, thái thượng thế giới thông đạo quang hoa, dần dần khép lại. Diệp Thần nhìn chằm chằm vậy vực ngoại tinh thần, trầm tư hồi lâu, xoay người rời đi. Hắn cuối cùng sẽ giết tới thái thượng thế giới, lấy vô địch tư thái hạ xuống, nhổ tận gốc Vạn Khư Thần Điện, kết thúc đoạn này tàn bạo thống trị. Bất quá, không phải hiện tại. Hắn ở chỗ này còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Diệp Thần trở lại Huyền Chân Đảo. Dựa theo thế cuộc trước mắt suy diễn, hắn rất rõ ràng, thân ở Huyền Chân Đảo thanh tĩnh ngày đêm một đi không trở lại.
Nhâm Phi Phàm vẫn ở chỗ cũ Huyền Chân Đảo chỗ sâu tu luyện, bày ra tầng tầng cấm chế. Hắn hơi thở quá mức mạnh mẽ, hắc ám cấm hải thiên đạo không áp chế được, cho nên chỉ có thể dựa vào đặc thù thủ đoạn. Chỉ như vậy lại qua mấy ngày thời gian, Diệp Thần lưu lại ở động phủ trong đó, suy diễn thiên đạo, tăng cường thực lực. Trước mắt thiên cung chi địa, Thiên Tuyết Tâm tuyệt đối uy tín chậm chế đại hội thời gian, ngược lại là cho hắn trở lại đầy đủ thời gian. Bất quá Diệp Thần biết rõ không thể cởi quá lâu. Chuyện này, vẫn là phải dựa vào hắn đi giải quyết. Đột nhiên, Diệp Thần nghe được ngoài động phủ có người gõ cửa. Là Nhâm Phi Phàm xuất quan. Diệp Thần, ta gần đây thông qua cảm giác, tổng cảm thấy tâm thần không yên, sắp có xảy ra chuyện lớn, chúng ta cần được làm xong vạn toàn chuẩn bị, lấy ứng đối tình huống đột phát. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu một cái. Cùng lúc đó, khoảng cách Huyền Chân Đảo xa xôi hư không ảo cảnh. Một nơi nửa đêm tràn ngập hang bên trong. Cả ngày ảm đạm không sáng, không hôm nay ngày, khủng bố, mạnh mẽ, vô cùng cái uy nghiêm hơi thở ở chỗ này lan tràn. Hồng Thiên Kinh bị tống giam ở chỗ này, đã nhiều năm. Ở nơi này đất phong ấn phía trên, chính là một phiến ngọn lửa nham thạch nóng chảy biển, sóng nhiệt đập vào mặt, nhiệt độ cực cao. Coi như là thái cổ hung thú tới đây, cũng không cách nào từ trong xuyên qua. Dưới chân đạp nhưng là một phía nơi cực hàn, băng nguyên vạn dặm, hàn xương thấu xương, lạnh lùng gió lạnh thổi qua, để cho người cả người run rẩy. Hồng Thiên Kinh bị kẹt ở chỗ này, thay nhau tiếp nhận cái này băng lửa hai tầng thiên hành hạ. Băng cùng sống mái với nhau không chân thực tồn tại, mà là Thái Thượng Thiên Nữ phòng ấn hắn lúc bố trí cấm kỵ đại trận. Giữ Thái Thượng Thiên Nữ nói về, là vì gia tăng Hồng Thiên Kinh ở nơi này lòng đất lao ngục ở giữa sinh hoạt vui thú. Bao nhiêu năm rồi, lập lại không thay đổi, Hồng Thiên Kinh đã sớm nội tâm chết lặng. Mấy năm thời gian, đối với hắn tới không nói lại là trong nháy mắt phung gian mà thôi. Nhưng là ở chỗ này một ngày, liền muốn hơn chịu đựng một ngày hành hạ, là hắn từ sâu trong nội tâm kháng cự. Không biết qua bao lâu, liền thời gian cũng đình trệ không tiến lên, lưu chuyển khí vận đều là bị đông cứng. Bị trùng trùng xiềng xích vây khốn Hồng Thiên Kinh nhưng là thông suốt ngẩng đầu lên. Bởi vì cửa hang truyền đến tiếng bước chân, thong thả, ổn định ung dung, tựa hồ đến có chuẩn bị, mà không phải là bất ngờ tìm được. Ai? Hồng Thiên Kinh thấp giọng quát một tiếng. Không người trả lời. Nhưng mà Hồng Thiên Kinh tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn chằm chằm cửa động con ngươi từ đầu đến cuối chưa từng ngừng nghỉ. Ai? Tới liền nói lên tên họ, không muốn làm bọn chuột nhắt vô danh. Hồng Thiên Kinh cười lạnh nói. Một lát sau, tới hạn lao ngục cửa hang bên hông, rốt cuộc truyền ra một đạo tiếng cười. Hồng Thiên Kinh, những năm gần đây ngươi qua được còn tốt. Biết còn hỏi. Hồng Thiên Kinh làm sao có thể không tức giận. Nhưng mà làm hắn thấy rõ ràng người tới hình dáng sau đó, lại rơi vào trầm mặc. Trầm mặc sau lưng, là ngàn vạn tầng kinh ngạc. Làm sao, không hoan nghênh ta à? Tới chỗ này chính là một tên người đàn ông đồ đen, nhìn dáng dấp ước chừng chừng 30 tuổi, dĩ nhiên tu luyện tới này cảnh giới, vạn tuế lão yêu quái cũng là lần này hình dáng. Hắn khuôn mặt trắng nõn, thân thể gầy yếu, đôi bàn tay nhưng là vô cùng kỳ dài, tựa hồ do trời bên ngoài ngọc thạch đúc thành, trong hô hấp liền có thể xé ra thiên địa, bắt lạc tinh thần. Lại xem hắn cặp mắt, vô tận cổ vận cùng bể dâu lưu chuyển trong đó, mơ hồ kiểm chứng thiên địa đại lộ. Toát ra không nói hết cổ xưa. Ha ha, dĩ nhiên hoan nghênh, chỉ bất quá không nghĩ tới là ngươi mà thôi, làm sao, ngươi ở đó đánh một trận trong đó bị thương đã khôi phục. Hồng Thiên Kinh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng tên này trắng nõn nam tử. Trắng nõn nam tử lắc đầu một cái, nói, Vũ Hoàng Điện Hạ phái ta tới, chúc ngươi chạy khỏi nơi này. Nghe nói như vậy, Hồng Thiên Kinh trong mắt hào quang so trước kia sáng rất nhiều. Vũ Hoàng vô song. Người có thể biết rõ, cấm chế này là đảm nhiệm thiên nữ tự mình cho ta mang theo. Hồng Thiên Kinh kêu hắn là Vũ Hoàng vô song. Thời đại mới người có lẽ không làm sao nghe qua danh tự này, nhưng nếu là đặt ở lúc xưa đời, có thể gọi là như sấm bên tai, trên đời vô song. Vũ Hoàng vô song, vạn khư thần điện cổ xưa trưởng lão một trong, ở đó lật đổ cựu Nhật chi chủ kinh thiên trong một trận đánh, một người chém chết mấy trăm tên thiên võ tiên môn thống lĩnh. Một lần kia thiên vực giàn giụa máu tươi, thần linh thân thể không lành lặn phiêu lưu vũ trụ. Vũ Hoàng vô song vậy như vậy rơi xuống cái sát thần danh hiệu, kẻ địch nói tới hắn,
không khỏi là mặt liền biến sắc. Đại chiến kết thúc sau đó, rất nhiều khai thiên ích địa chiến công nguyên lão lựa chọn bế quan ngủ say, một là vì dưỡng thương, hai là vì đột phá, đi chạm truyền thuyết kia ở giữa trình độ cao nhất cảnh. Vũ Hoàng cổ đế đem phái đến tống giam Hồng Thiên Kinh địa phương, chắc hẳn đã quyết định liền quyết tâm. Vô luận như thế nào cũng phải đem Hồng Thiên Kinh cứu được. Hồng Thiên Kinh dĩ nhiên phân rõ trong này quan hệ lợi hại. Hắn mở miệng hỏi nói, vậy người định dùng vì sao thần khí tới phá điều đảm nhiệm thiên nữ bảy cấm chế. Vũ Hoàng vô song khẽ mỉm cười, chỉ gặp vô số tinh thần, từ trong bóng tối nổi lên, chi chít, nhiếp tâm hồn người. Những ngôi sao này nối thành một phiến, oanh ủng ủng, vang trời hám, bộc phát ra cực kỳ sáng chói nóng bỏng ánh sáng sáng ngời. Hồng Thiên Kinh đã nhận ra đây là vật gì, trong lòng rung động tột đỉnh. Vũ Hoàng vô song cầm tới, là tinh la cờ trận trong đó la bàn. Tinh la cờ trận tổng cộng chia là 9 hào phóng vị, 3 chỗ hạch tâm, trong đó thiên địa này la bàn chính là hạch tâm một trong. Hắn ẩn chứa uy năng, xa xa vượt quá kết trận chiến đấu như thế đơn giản. Hồng Thiên Kinh biết rõ, như nếu không phải chư thiên vạn giới thiên đạo ngăn trở, tinh la cờ trận có thể dung hợp vô số tinh vực lực lượng. Chế tạo ra một cái vượt qua thái thượng thế giới vô địch mới vực. Tu luyện như ngày đi ngàn dặm, có lẽ không còn là ngông nói. Mà vậy trong cốt lõi hạch tâm, chỉ dẫn phương hướng tồn tại chính là thiên địa la bàn. Ngay sau đó, cái này mảnh hư vô chi địa biến mất được triệt để, tựa như che giấu đến một cái khác giả tưởng thời không. Như tình huống như vậy kéo dài dòng dã một ngày. Không gian rung động lần nữa tràn lan, một cái thân ảnh cao lớn bước ra, chân đạp hư không. Hắn thân tráng như người khổng lồ viễn cổ, chuông đồng trừng mục, hung thần ác sát, vô cùng vô tận ngút trời biển máu, ở sau lưng chậm rãi nổi lên. Người này chính là thoát khốn sau Hồng Thiên Kinh. Người đi trước hồi thái thượng thế giới, ta đi một chuyến địa tâm vực. Ừ, đừng quên vậy luân hồi chi chủ, chỉ cần Nhâm Phi Phàm vừa rời đi, người liền có thể hành động. Rõ ràng. Cùng lúc đó, xa ở xa xôi đất Nhâm Phi Phàm. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn trực tiếp một tay biến dạng hư không, vượt qua hết mấy không gian những ràng buộc, đi tới một nơi không gian. Nơi này có thác nước san sát, bay suối đi đá, duy chỉ có không gặp vậy bị cỏ dại che giấu thần bí cửa hang. Hắn vẫn là thoát khốn, sao ta suy đoán phải sớm, trong đó là chuyện gì xảy ra đổi sao? Nhâm Phi Phàm nhướng mày một cái, thử nghiệm suy diễn thiên cơ. Nhưng là đi thông đi qua phương hướng. Lại bị một mảnh hư vô mông lung bao phủ. Có người đang xuất thủ, can dự thiên cơ. Hắn xoay người lại, đi tới Huyền Chân đảo Diệp Thần ở địa phương đó. Diệp Thần đang tay trái cầm Long Uyên Thiên Kiếm, tay phải mang theo Tai Nạn Thiên Kiếm, hướng về phía vô tận hải vực diễn luyện chỉ thủy một kiếm. Hai cổ hoàn toàn không cùng, thêm cực kỳ cuồng bạo kiếm khí dung hợp vào một chỗ, tung lên vạn tầng sóng biển. Thấy Nhâm Phi Phàm, Diệp Thần lúc này dừng lại khua kiếm. Nhâm Phi Phàm đem Hồng Thiên Kinh thoát khốn là một, cho biết Diệp Thần. Diệp Thần nghe vậy, ngay sau đó thần sắc đại biến. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hồng Thiên Kinh thực lực phi phàm, làm người âm hiểm cay độc, căn bản không biết sẽ làm ra hạng cử động tới. Diệp Thần người bên người, trừ Nhâm Phi Phàm ra, người người cũng nguy hiểm. Nhâm tiền bối, có thể suy diễn hắn phải đi nơi nào sao? Diệp Thần lập tức hỏi. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái. Hẳn là Vũ Hoàng cổ đế ra tay, che giấu thiên cơ. Diệp Thần trầm tư hồi lâu, cuối cùng cho ra một cái đề nghị. Suy diễn đoạn thời gian này nguy hiểm, lớn nhất địa phương là nơi nào? Nhâm Phi Phàm thật ra thì cũng nghĩ đến một điểm này, bất quá hắn muốn rèn luyện một tí Diệp Thần, cho nên không nói ra miệng. Địa tâm vực. Nhâm Phi Phàm bật thốt lên mấy chữ sau đó, cùng Diệp Thần hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người cũng rõ ràng. Cái gọi là nguy hiểm, sợ rằng chỉ hướng tài quyết chi chủ. Rất xa địa tâm vực, trước đoạn thời gian nhấc lên sóng gió kinh hoàng vậy hỗn loạn. Bất quá cuối cùng, theo luân hồi chi chủ rời đi, mà dần dần bình tĩnh lại. Địa tâm vực đã từng là người thống trị, khổng lồ cấp bậc cân nhắc quyết định thánh đường, đã không có năm xưa vinh quang. Tài quyết chi chủ một tay nơi tạo dựng lên cân nhắc quyết định thánh đường. Đè ở Mạc gia cùng ba gia tộc lớn trên đầu, ngàn năm không thay đổi. Mà tài quyết chi chủ thân là cân nhắc quyết định thánh đường khí linh, tự nhiên có lực lượng kỳ lạ.
hơn nữa cùng vạn khư thần điện tới giữa, có chém không ngừng thiên ti vạn lũ. Đối với Diệp Thần mà nói, tài quyết chi chủ đã từng là cao cao tại thượng cường giả, hắn thực lực có 102 địa tâm vực, hơn nữa tự tay chế tạo ra thần thánh quốc độ, uy lực vô cùng. Tài quyết chi chủ, một lần trở thành địa tâm vực tất cả đại gia tộc ác mộng. Diệp Thần nhớ lại năm xưa, khẽ cười lắc đầu một cái. Hắn cùng tài quyết chi chủ một lần cuối cùng gặp mặt, vẫn là ở rất lâu trước, tài quyết chi chủ khi đó đã mất đi những ngày qua kiêu ngạo, tới điều đình. Gặp điều đình không được, lại đi. Khi đó Diệp Thần, liền đã có cùng bị thương tài quyết chi chủ chống lại vốn. Huống chi hắn hiện tại đến Hắc Ám Cấm Hải du lịch một vòng lớn, trải qua không thiếu sống chết quyết đấu, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hồng Thiên Kinh sở dĩ để mắt tới tài quyết chi chủ, sợ rằng vẫn là bởi vì hắn tính chất đặc thù. Thành tựu vạn khư lão tổ đã từng là pháp bảo linh, tài quyết chi chủ trên thực tế sâu không lường được, biết được không thiếu cổ xưa bí mật. Hai người một đường đi tài quyết chi chủ ở địa phương đó chạy tới. Tài quyết chi chủ từ trước đến giờ hành tung quỷ bí, không thể đoán, bọn họ chỉ có thể xác định đại khái phạm vi. Lúc này, địa tâm vực đáy biển, một tòa thành lớn che giấu trong đó, từ trên mặt biển tìm kiếm, căn bản không cách nào phát hiện thành lớn tung tích. Chung quanh không hề thiếu hải thú tuần du, giống như là đang đi tuần tra. Chỗ tòa này thành lớn tựa như dừng lại ở hắc ám hỗn độn trong đó, hơi thở hoàn toàn thu liếm, chỉ thấy được vô số hỗn độn lực ở trên tường thành cuồn cuộn. Đầu tường có một người, chính là tài quyết chi chủ. Từ trải qua lần trước sau đại chiến, tài quyết chi chủ lựa chọn khiêm tốn, đem thần thánh quốc độ rời tới cái này không một bóng người vùng biển. Cách làm như vậy, ngược lại để cho hắn từ đây mở ra mới tâm cảnh. Hắn càng ngày càng hưởng thụ đợi ở chỗ này cảm giác. Yên lặng, tường hòa, tốt đẹp. Ai vậy không cách nào tưởng tượng, xưa nay mưu toan xưng vương xưng bá, thủ đoạn tàn khốc tài quyết chi chủ, có một ngày lại có thể vậy sẽ hướng tới yên lặng cùng tốt đẹp. Bất quá, cái này là tài quyết chi chủ tạm thời nguyện vọng thôi. Nên tới vẫn là được tới. Ngay tại ngắn ngủn trong nháy mắt, nguyên bản yên lặng mặt biển bị xé ra một đạo lỗ to lớn, nóng bỏng nham thạch nóng chảy tràn vào, lấp đầy kẽ hở. Cũng để cho cái này phiến gió êm sóng lặng, đẹp tường hòa vùng biển biến thành luyện ngục biển lửa. Tài quyết chi chủ chợt ngẩng đầu, nội tâm cuồng loạn. Nồng nặc điềm bất tường tràn ngập ở trong lòng. Cuối cùng vẫn bị ta tìm được, xem ra ngươi ẩn núp không đủ sâu, bạn cũ, còn nhớ lão phu hay không? Già nua âm tà thanh âm từ trong hư không vang lên, đánh tan tất cả tuần du hải thú, khiến cho hoảng hốt chạy trốn. Một tấm tà ác mặt đổ chiếu vào mặt biển thương khung. Tài quyết chi chủ thấy rõ hắn tướng mạo sau đó, nhất thời tâm tình có chút nặng nề. Hồng Thiên Kinh, hắn lại sao sẽ không nhận biết? Cái này từ thái cổ trong thời kỳ liền là vũ hoàng cổ đế xung phong xông trận, phá hủy không thiếu thiên võ tiên môn trận địa. Hồng Thiên Kinh thực lực không nhất định là cường đại nhất, nhưng hắn tim nhất định là vô cùng tàn nhẫn vậy một cái. Không nghĩ tới người một ngày kia, lại còn có thể thoát khốn. Tài quyết chi chủ lạnh giọng hừ nói. Hắn bề ngoài làm bộ như chấn định, trên thực tế thần thánh quốc độ thành để đã toát ra nồng nặc ngọn lửa. Tùy thời chuẩn bị thoát đi nơi này. Chính ta vậy không nghĩ tới, ha ha, nếu bạn cũ tới, vậy thì lên tới uống ly trà đi. Ta nếu như nói không thì sao? Không uống, Hồng Thiên Kinh cặp mắt híp lại, phun trào ra ánh sáng nguy hiểm. Hắn nâng lên một bàn tay, chợt vỗ về phía mặt biển, nhất thời sóng thần kích động. Mấy vạn dặm bầu trời mây đen đầy vải, ám vô thiên ngày. Tài quyết chi chủ cả người bộc phát ra nóng rực thánh đường ánh sáng, ngay tức thì đem cả tòa thần thánh quốc độ bao vây. Vô tận hư không nứt ra một vết thương. Thần thánh quốc độ bước vào trong hư không hỗn độn biển, chuẩn bị chạy trốn mà đi. Nhưng mà thành trì phía trên vòng xoáy hắc động bỗng nhiên thành hình, một ngón tay từ trong đưa ra, mất đi thiên địa. Vậy ngón tay trên tựa như hàm chứa cổ xưa man hoang lực lượng. Chỉ một cái liền định trụ thần thánh quốc độ. Tài quyết chi chủ thốt nhiên giận dữ. Hồng Thiên Kinh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nếu như muốn đến hủy diệt ta, liền làm chết tử tế chuẩn bị đi, vũ hoàng cổ đế sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Thiên Kinh không trả lời, tiếp tục hạ dò cái đó cự chỉ. Đáy biển vực sâu nứt ra cực lớn khe hở, không ngừng hướng xuống lan tràn. Cái này chỉ một cái oai, tầm thường địa giới căn bản không chịu nổi.
chỉ là muốn từ ngươi nơi đó lấy một kiểu đồ mà thôi, giết ngươi. Ta không cái đó hứng thú. Tài quyết chi chủ thi triển thần thông, hiến tế ra một khối đại thế giới, trong đó có bóng tối linh hồn điên cuồng gầm thét, đưa ra một cái dung chuyển ngân hà to lớn móng vuốt. Nhưng mà ở đó cây ngút trời cự chỉ chèn ép xuống, vậy bóng tối linh hồn cũng không có thể kiên trì bao lâu, liền chìm ngập ở trong bụi bặm. Hư không chỗ, không gian sóng gợn chậm rãi hỗn loạn, một lát sau, Hồng Thiên Kinh thân hình nổi lên. Bạn cũ, người vẫn giống như trước kia như vậy cố chấp mấy gặp, hồ đồ ngu xuẩn, Vạn Khư lão tổ không mang theo ngươi đi thái thượng thế giới cũng là có nguyên nhân, nếu không ngươi sớm muộn trở thành cái thứ hai đảm nhiệm thiên nữ. Hồng Thiên Kinh trong lúc nói chuyện cách hư không, bóp vỡ thần thánh quốc độ chung quanh tất cả quang vòng, làm cả mặt biển khơi dậy một tầng cuồn cuộn sóng lớn. Tài quyết chi chủ cắn răng kiên trì, hắn hiện tại như cũ thuộc về thực lực khôi phục kỳ, có bách gia cảnh 9 tầng thiên tu vi, nhưng là so với hắn dĩ vãng tu vi mà nói, vẫn là không đủ nhìn. Thế cục tuy rơi vào hạ phong, nhưng là tài quyết chi chủ ngoài miệng rất cứng rắn, không lưu tình chút nào. Trở thành đảm nhiệm thiên nữ thì như thế nào, người không vẫn bị đảm nhiệm thiên nữ phong ấn ở liền ám vô thiên ngày địa phương, nhiều năm qua như vậy không có gặp qua ánh mặt trời. Tài quyết chi chủ mặt lộ vẻ châm chọc. Hồng Thiên Kinh sắc mặt trầm xuống. Xem ra tên này là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Ngươi lưu lại nơi này đáy biển đi, ta sẽ đem cân nhắc quyết định thánh đường mang đi. Hồng Thiên Kinh giọng lạnh như băng, không mang theo bất kỳ cảm tình sắc thái. Tài quyết chi chủ nhất thời hoảng sợ, Hồng Thiên Kinh nếu thật đem cân nhắc quyết định thánh đường lấy đi, vậy hắn còn như thế nào sống sót? Thần thánh quốc độ, có thể xem làm là cân nhắc quyết định thánh đường ngưng tụ vật, tuy cùng trước kia thần thánh thiên đường có chênh lệch, cũng không coi là khác nhau một trời một vực. Đất nước cửa mở ra, từng cái người mặc màu bạc khôi giáp chiến sĩ dâng trào ra. Bọn họ tay cầm trăm binh, uy phong lẫm lẫm. Thiên đường, thật giống như lần nữa hạ xuống ở cái hải vực này, yên lặng nhiều năm tài quyết chi chủ lần nữa dùng hết một chiêu này. Ngươi cảm thấy, cái loại này trò lừa bịp đối với ta hữu dụng không? Hồng Thiên Kinh khinh miệt tiếng cười truyền khắp khắp nơi, đem không thiếu thiên đường chiến sĩ càn quét thành một phiến cho tàn. Sau đó, chiến tướng ra tay, đại khai đại hợp binh khí tràn ngập ngập trời hung khí, cho dù đụng phải liền vậy chỉ một cái cường thế nghiền ép, vậy ở giây phút sau cùng ném ra tấm thuẫn, tác phẩm xây lên một đạo hùng vĩ tường thành. Hồng Thiên Kinh cự chỉ sừng sững giữa không trung, uy thế kinh người, bốn phía hiện ra liên tục không ngừng dị tượng, ví dụ như yêu ma quỷ quái, tà linh âm hồn, hung ác cổ thú, đều ở đây trong đó từng cái hiện ra, hơn nữa không ngừng chấn động, nhìn qua cũng nhanh xông phá thời không cũi. Thần thánh quốc độ bốn phương cửa thành hoàn toàn mở ra, vô số thánh đường chiến tướng nhào tới trước đến tiếp sau này, không sợ sống chết. Bất quá, cuối cùng không cách nào ngăn cản Hồng Thiên Kinh chỉ một cái oai. Cách xa mặt biển địa phương, Hồng Thiên Kinh đứng chắp tay, xa xa nhìn về nơi xa, trong miệng nhẹ khạc ra một chữ. Phá! Phạm Thiên Thần Công, Liệt Tự Quyết. Hồng Thiên Kinh đem Liệt Tự Quyết uy lực thúc dục phát đến mức tận cùng, chỉ gặp những cái kia vần quanh ở cự chỉ trên phù văn thần bí hết thảy sụp đổ, giãn ra, nhưng là hung quang như cũ không giảm. Thậm chí từ cự chỉ tách ra, tự thành tất cả hung thần ác sát hung thú. Cầm bọn họ cho ta nuốt. Những thứ này cũng đều là thượng hạng bồi bổ phẩm. Hồng Thiên Kinh ra lệnh một tiếng, những cái kia thân hình hư ảo cự thú cửa phảng phất là nghe hiểu, cấp tốc đi về trước nhào tới, giống như là quá cảnh châu chấu, cuồn cuộn không ngừng, trong chốc lát người xem ra đầu tê dại. Thần thánh quốc độ các chiến tướng ở nơi này vậy cự thú nước lũ dưới sự xung kích, trong chốc lát thì trở nên được tan tành, không còn nguyên vẹn, liền thần thánh quốc độ ánh sáng vậy ảm đạm mấy phần. Tài quyết chi chủ che giấu đến bóng tối xó xỉnh, hít sâu một hơi, biến dạng hư không, chuẩn bị bỏ thành chạy trốn. Cũng không ngờ không gian sớm bị phong tỏa. Đi, ngươi có thể đi tới chỗ nào đi? Hồng Thiên Kinh bóng người chậm rãi hiện lên, hắn thân cao thể tráng, khuôn mặt uy nghiêm, cả người đứng ở nơi đó, giống như là một tòa che khuất bầu trời núi cao. Tài quyết chi chủ bên người bộc phát ra vạn trượng thủy quang, cùng cuồn cuộn ma khí xen lẫn cùng nhau. Cổ xưa đồ đằng răng khắp nơi, lại tạm thời để chế trụ ngút trời cự chỉ uy áp. Hồng Thiên Kinh than thở một tiếng, cần gì phải làm dẫy dụa vô nghĩa, ta cũng không phải là muốn giết ngươi. Bàn tay hắn vung ra, bàng bạc lâm uyên hơi thở ngang nhiên mà rơi, giống như là chư thiên vũ trụ nghiền đè xuống, cực kỳ uy mãnh.
Tài quyết chi chủ dùng hết khí lực toàn thân, định đối kháng vậy đầy trời uy áp. Cuối cùng nhưng giống như là bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn như nhau, cả người ánh sáng bao phủ, nhúc nhích không được. Hồng Thiên Kinh cuối cùng là xít tới gần, bàn tay hắn hút một cái, thần thánh quốc độ liền bị tiếp quản. Cái gì? Tài quyết chi chủ hoàn toàn khiếp sợ, hắn không nghĩ tới mình bảo vật trong tay, lại dễ như trở bàn tay bị người khác đoạt đi. Hồng Thiên Kinh cảm thụ trong đó cân nhắc quyết định lực lượng, hài lòng gật đầu một cái. Và ta trở về một chuyến đi. Vừa nói hắn sắp bắt được tài quyết chi chủ. Nhưng mà tài quyết chi chủ nhưng lộ ra một chút thần bí mỉm cười. Hồng Thiên Kinh động tác dừng lại, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện tài quyết chi chủ thân thể bắt đầu đổi được hư ảo. Dưới chân bộ phận, trong suốt. Hắn con người đột nhiên co rúm một cái. Cái này tài quyết chi chủ là giả, hoặc là nói chỉ là một cái phân thân mà thôi. Lại có thể cầm phân thân lừa gạt ta. Hồng Thiên Kinh thanh âm lạnh xuống. Tài quyết chi chủ ha ha cười nói, chính ngươi chưa từng nhìn ra, lại nào có cùng ta quan hệ. Được, rất tốt, Hồng Thiên Kinh nặng nề gật đầu một cái, chỉ một cái thúc giục, phá hủy ngươi cái này cái phân thân, bản thể của ngươi cần phải sẽ gặp phải thương không nhẹ, đến lúc đó lại tới tìm ngươi, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hồng Thiên Kinh trong lúc nói chuyện vậy ùn ùn kéo đến màu máu ánh sáng đã hội tụ đến hắn trên ngón tay, vô cùng vô tận ác mộng hắc động đang ngưng tụ. Chỉ cần điểm ở tài quyết chi chủ trên trán, liền có thể đem phần này tổn thương truyền tới bản thể. Không, ngươi không thể tổn thương ta. Tài quyết chi chủ tiếng thét chói tai. Hắn cái này cái phân thân bị hủy, tuy nói không đả thương được sinh mạng căn nguyên, nhưng là sẽ xua tan những năm gần đây ngưng luyện khí cơ, tương đương với trắng hủy bỏ. Mà nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời hạ xuống, tựa như mang theo thánh quang vô cùng uy nghiêm, khí phách không còn gì mà sống, muốn tẩy cái này thế gian hắc ám. Hồng Thiên Kinh cũng không quay đầu, mà là khẽ cau mày, sau khi tự định giá buông ra tài quyết chi chủ, rời tới xa xa. Vùng biển bị bổ ra một đường thật dài kẽ hở, Diệp Thần tay cầm Long Uyên Thiên Kiếm đi tới. Tài quyết chi chủ vậy giống vậy bị sợ ngây người. Lui về phía sau bên đi đi. Nơi này ta tới trước. Diệp Thần nhìn hắn một mắt, đối hắn nói. Tài quyết chi chủ gật đầu một cái, không có nhiều lời, mà là đi tới thần thánh quốc độ bên cạnh, đưa tay bao trùm trên đó, lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Hồng Thiên Kinh híp mắt lại. Luân hồi chi chủ à, luân hồi chi chủ, người thật là xem một con ruồi vung không đi, bổn vương đi ra ngươi còn muốn đi theo. Hồng Thiên Kinh có chút tức giận, hắn giơ bàn tay lên, chỉ một cái vung ra. Chọc thủng hư không, chạy thẳng tới Diệp Thần tới. Diệp Thần vội vàng né tránh, phun ra nguyện vọng thiên tinh, tạo lập được một phiến tinh thần bình phong che chở. Đồng thời cũng đem tài quyết chi chủ che phủ ở trong đó. Vậy cự chỉ tràn đầy nồng nặc hơi thở bá đạo, nhiệt độ thật là phải đem cái hải vực này toàn bộ bốc hơi. Bờ biển mặt đất, bị cự chỉ uy năng nổ được bịch bịch vang dội, rừng rậm của mộc chặn ngang gãy, bách thú bỏ mạng. Hơn nữa sông lớn hồ cùng nhau bốc hơi. Chỉ một cái oai, khủng bố như vậy. Nguyên cái hải vực hóa thành dung nham chi địa, nhiệt độ cực cao, rất nhiều hải thú chạy trốn tứ phía, muốn thoát khỏi cái này phiến mặt biển, nhưng còn không cùng ló đầu ra liền bị cuồn cuộn nham thạch nóng chảy nuốt mất. Diệp Thần mặc dù có nguyện vọng thiên tinh hộ thân, nhưng cũng cảm nhận được liền bốn phía vậy nhiệt độ kinh khủng, đủ để đem một người sống sờ sờ cho nóng thành khói dày đặc. Cái này Hồng Thiên Kinh thực lực quả nhiên bá đạo phách lối, uy lực phi phàm. Tài quyết chi chủ, ta biết ngươi ở ẩn giấu thực lực, nhưng hiện tại hai chúng ta như muốn sống, liền được hợp tác. Diệp Thần truyền âm cho tài quyết chi chủ, đối phương thần sắc cũng là đổi được vô cùng là quấn quýt. Nhưng cuối cùng, cái này cái tài quyết chi chủ phân thân cắn răng, gật đầu đồng ý. Được, hợp tác. Diệp Thần cũng không nói nhiều, trực tiếp cho gọi ra Long Uyên Thiên Kiếm, hắc ám hư ảnh trong đó. Một cái huyết long thẳng sông lên trời cao. Tài quyết chi chủ bên kia, bàn tay lộn, u minh hơi thở bồng bềnh đi ra, lại sinh ra một cổ hấp lực kỳ dị, để cho cả tòa thần thánh quốc độ ngay tức thì thu nhỏ lại. Thần thánh quốc độ tản ra chói lọi hơi thở, nội liếm hoàn toàn không có, thật giống như chưa từng tồn tại qua cái này thế gian. Long Uyên Thiên Kiếm, ngửa mặt lên trời gầm thét, nguyện vọng thiên tinh tinh thần hộ thể, để cho huyết long được lao ra trùng trùng nham thạch nóng chảy bao vây. Trực diện vậy ngất trời cự chỉ. Liệt tự quyết uy lực, không chỉ là ở lãnh vực bên trong,
hơn nữa còn có thể phong tỏa lãnh vực bên ngoài không gian. Hồng Thiên Kinh gặp Diệp Thần thoát khốn, tạm thời tới giữa vậy có chút kinh ngạc. Bất quá vậy ước chừng như vậy. Rộng rãi bao la vùng biển đã hoàn toàn chuyển biến thành dung nham biển, cuộc sống ở cái hải vực này ở giữa vô số hải thú, và những sinh vật khác cũng mất mạng nơi này. Minh Minh trong đó, một cái bàn tay vô hình cắt đứt nơi này cùng bên ngoài liên lạc. Hồng Thiên Kinh, đừng lấy vì ngươi thoát khốn là có thể không chút kiêng kỵ, nơi này cũng không phải là thái thượng thế giới, cũng không phải cổ chiến trường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hai tròng mắt trong đó sát ý dày đặc. Hắn cả người bay lên, đi tới dung nham mái vòm dưới, huy ra nổ tung sáng chói một kiếm. Một kiếm kia chạm phá hư không, hoa toái tinh thần, giống như là mấy triệu cái thái dương tạo thành nóng rực ánh sáng, vừa nhìn vô tận, làm người ta sinh sợ. Long Uyên Thiên Kiếm, Thái Dương Xích Hoàng chém. Một vòng này mặt trời gay gắt xuyên thấu vô tận nham thạch nóng chảy, để cho trùng điệp mấy vạn dặm vùng biển nhìn qua giống như một viên mất vào tay giặc Thái Dương. Ở đó mặt trời trung ương, chính là Thần Thánh Quốc Độ. Thần Thánh Quốc Độ tản ra sáng chói ánh sáng. So với Thái Dương tới muốn càng thuần túy trắng nõn, nhưng mà giống vậy hủy thiên diệt địa. Tài quyết chi chủ cong ngón tay bắn ra, đem lớn chừng bàn tay Thần Thánh Quốc Độ dung nhập vào tới vậy nổ tung mạnh mẽ Thái Dương trong đó. Luân hồi hơi thở, cân nhắc quyết định hư ảo. Hai người kết hợp với nhau, ý định giết người hiện ra hết. Vậy cây cự đại ngón tay, tiếp xúc đến một vòng này mãnh liệt kim ngày, lại cũng trở nên có chút vặn vẹo. Hồng Thiên Kinh thần sắc khẽ biến. Hắn nhẹ xích một tiếng, vô số trật tự xích thần từ hắn sau lưng xông ra, tạo thành một cái lại một cái cuồng bạo dị tượng. Những cái kia dị tượng toàn bộ dung nhập vào cự chỉ trong đó. Vặn vẹo cự chỉ bất thình lình banh trực, huyết khí vậy đậm đà rất nhiều, mình mông hơi thở, giống như là hạo kiếp vậy hạ xuống. Rực rỡ lóa mắt, sáng chói vô cùng huy hoàng mặt trời gay gắt, ở nơi này vậy cự chỉ toàn lực dưới sự uy áp, lại trở nên có chút ảm đạm. Diệp Thần ánh mắt rét một cái. Hắn biết cái này còn không đủ. Muốn phải đối phó Hồng Thiên Kinh, tầm thường thủ đoạn căn bản không đủ xem. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần lần nữa một kiếm chém ra. Chỉ thủy một kiếm. Một đạo kiếm quang, mang không thuộc về thế giới hiện thật khí tức đáng sợ, từ Diệp Thần trong tay bạo giết ra. Kiếm quang này, không cách nào dùng trần gian ngôn ngữ hình dạng, bởi vì kiếm khí trên phụ thêm, là không không thời không năng lượng. Đây là chỉ thủy một kiếm. Suy suy suy. Chỉ thủy một kiếm, không không kiếm quang lướt qua, thiên địa thế giới tựa như cũng sụp đổ, hiện thế thời không bên trong, cây bản không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn trở không không xâm nhập phạt. Không chỉ như vậy. Diệp Thần còn chuyển động lục đạo luân hồi bàn, cùng lúc đó kết tay niết ấn, thúc giục binh tự quyết. Binh tự quyết, bàn về ý sát phạt, có thể xếp hạng thứ trước. Thành tựu Phạm Thiên Thần Công bên trong nhất cái tính đại biểu tự quyết một trong, binh tự quyết có hơn lần biến hóa. Cái gọi là triệu hoán binh giáp, bày trận khốn địch chỉ là một cái trong số đó. Hắn còn có thể luyện khí. Thiên địa là lò, vạn vật là hỏa, tất cả nguyên vật liệu đều là lấy từ ở giữa thiên địa. Luyện khí phân là mấy bước, đánh nát, tụ lại, dung hợp, rèn luyện, chỉ là cơ bản nhất núc thủ đoạn. Chân chính nồng cốt chính là đem vạn vật quy nhất. Lập mà trước, trước phải bể tan tành, binh tự quyết hàm chứa đại lộ thiên lý, có vô thượng nghiền nghĩa sâu xa, có thể phá diệt sơn hà, mất đi vạn vật. Diệp Thần tay nặn binh chữ tiết, quanh thân đại lộ loáng thoáng, như ẩn như hiện. Hắn chiếm cứ trên không trung, một tay nắm chặt Long Uyên Thiên Kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm. Binh tự quyết, ầm ầm bùng nổ. Cuồn cuộn thanh âm như sấm chợt hiện, vô cùng hùng hồn, chấn thiên nhiếp, bá đạo tuyệt luân. Hồng Thiên Kinh, nhận lấy cái chết. Diệp Thần sau lưng, thiêu đốt lên liền hừng hực thiên địa lửa, đó là binh tự quyết nơi gọi tới. Lửa này cùng mặt biển dung nham hoàn toàn không cùng, không chỉ có càng thuần túy, nóng bỏng, còn có nhàn nhạt cao nhất hơi thở. Ở đó đầy trời thiêu đốt ngọn lửa trong đó, khổng lồ huyết long hư ảnh chiếm cứ, một đôi máu đỏ mắt rồng nhìn chằm chằm bên ngoài. Mà ở đó huyết long trên mình. Vô số loang lổ vảy rồng hóa là một cái cầm ác liệt đao thương kiếm kích, toàn bộ bầy, tràn đầy núi khắp nơi, đều là trăm binh đến mức. Vũ khí phổ trên, vô số binh khí hiện hình mà nhô lên, khí tướng vĩ đại xa xôi, vô cùng kinh người.
những thứ này đều là thuộc về duy nhất minh tự quyết tràng vực. Có thể cùng Hồng Thiên Kinh trong tay liệt tự quyết như nhau. Chí ít trước khí thế phương diện, không thua chút nào. Hồng Thiên Kinh thấy vậy, ánh mắt dần dần đổi được ngưng trọng. Hắn mới vừa thoát khốn không bao lâu, trên tay có thể vận dụng cũng chính là liệt tự quyết, chôn vùi thiên kiếm thực lực còn không có khôi phục, cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại. Xem Diệp Thần dáng điệu, tựa hồ phải dùng cái này cực hạn nhất kích cùng mình nhất quyết cao thấp. Đã như vậy, vậy bổn vương liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng, vậy thuận tiện để cho ngươi xem, chân chính Phạm Thiên Thần Công thi triển ra là hạng hủy thiên diệt địa, chấn động thước vạn cổ. Hồng Thiên Kinh ngửa mặt lên trời gầm thét, sợi tóc bay lượn, tráng như điên cuồng, mà hắn quanh thân chính là dâng lên muôn vàn hắc phụ. Cái này hắc phụ sình sệt không ngừng, giống như là dãy giụa rắn độc, mười phần quỷ dị. Hồng Thiên Kinh uy nghiêm cười một tiếng, rồi sau đó bàn tay đi xuống một chụp. Một vòng quỷ khí dày đặc đại trận từ bốn phương tám hướng nổi lên, xông phá đáy biển cấm chế, giống như là một tòa thất lạc đã lâu cổ xưa thành lớn lần nữa hiện thế. Sền sệt hắc phụ hóa thành từng cây một đen nhánh tuyến, vọt vào đáy biển trong đại trận, răng khắp nơi, dung hợp lẫn nhau, bồng bềnh hắc phụ lại có thể ngưng hóa thành từng cái thân hình cao lớn cự nhân. Những cái kia cự nhân người mặc khôi giáp, ánh mắt trống rỗng, nhưng là bộc phát ra ngất trời quỷ lực nhưng là mười phần khủng bố. Phạm Thiên Thần Công, trận tự quyết, quỷ trận. Hồng Thiên Kinh nhanh chóng biến đổi ra một bộ quỷ có quỷ đạo, người có người đạo quy tắc. Diệp Thần vậy tu luyện trận tự quyết, bất quá lần này quỷ dị trận pháp, liền liền là hắn vậy không gặp qua. Luân hồi chi chủ, người tùy mấy đời làm người, nhưng là trí nhớ loang lổ mất trật tự, chưa từng thấy đồ còn nhiều hơn đi. Ngày hôm nay sẽ để cho ngươi thật tốt nhìn một chút, cái gì là trận tự quyết. Ở đó đáy biển quỷ trận trong đó, hiển hiện ra trong ác mộng địa ngục. Vô số ác quỷ, dạ xoa, tu la thậm chí còn thân hình còng lưng mạnh bà cũng cặp mắt sáng lên, tay cầm đồ sắc bén, bộc phát ra dày đặc quỷ khí. Phía sau lại là có viễn cổ thần ma, đạp phá hư không tới. Diệp Thần đối với lần này thong thả, tiếp tục thúc giục binh tự quyết. Hậu phương tài quyết chi chủ nhưng mà bị sợ cái không nhẹ, hắn cảm thấy cái này hai tên thật là điên rồi, tiếp liền dùng hết hai loại Phạm Thiên Thần Công. Nhất là Diệp Thần cái này người điên. Từ luyện thành binh tự quyết sau đó, nắm giữ cái này thế gian cường đại nhất thuật pháp, cả người khí chất sinh ra cực kỳ đáng sợ lột xác. Đấu thần đấu ma, dám và thiên quân đấu dũng khí, cũng không phải là ai đều có. Binh tự quyết, chín trời bể tan tành nói. Diệp Thần nâng lên một cái tay, năm ngón tay cầm gộp lại, giống như là chín tầng trời bay lượn ưng, thả ra ánh sáng sắc bén. Nếu như nói trước khi Diệp Thần sử dụng chiêu này đủ để bóp vỡ đối thủ thiên linh cái, tạo thành núi rừng tan vỡ, cổ sụp đổ. Bây giờ tiến vào mới tinh cảnh giới Diệp Thần, thì là có thể đem phần này bể tan tành chi đạo, tăng lên tới càng huyền diệu tầng thứ. Ở tầng tầng nghiền ép dưới, hư không đều bị chen nứt ra, càng có hạn chế quy tắc tránh thoát trói buộc. Dung nhập vào cái này bể tan tành chi đạo bên trong. Tu luyện tới chí cao tầng thứ, có thể thoát khỏi vận mạng nắm trong tay, qua lại luân hồi, vô luận là người nào đều không cách nào chạy khỏi. Vạn cổ trong thời kỳ kiếm thần lão tổ liền có thể sử dụng một chiêu này, đối luân hồi chi chủ ra tay. Biết rõ còn có thể trực tiếp đem thiên đế cốt chế tạo thành luân hồi thiên kiếm. Thân là luân hồi chi chủ chuyển thế, Diệp Thần tương lai nhất định phải thừa kế đế vị. Không chỉ không có thống hận, kiêng kỵ đem kiếp trước luân hồi chi chủ diệt hết binh tự quyết, ngược lại nghênh khó khăn thẳng lên, khắc khổ tu luyện. Cuối cùng đạt tới đại thành. Hỏi dò thiên hạ người nào có này cùng mang trong lòng cùng bụng dạ. Tài quyết chi chủ nhìn trước mắt một màn này, trong lòng kích động, suy nghĩ muôn vàn. Hắn thân là cân nhắc quyết định thánh đường khí linh, sống sót vạn cổ năm tháng, từ từ lịch sử sông dài bên trong, chứng kiến qua thủy triều lên xuống. Cho dù là hắn đã từng là chủ nhân, vũ hoàng cổ đế, hắn cũng không từng đem phụng là thần minh. Cứu kỳ căn bản, vũ hoàng cổ đế người này thiên phú xuất chúng, thủ đoạn được, nhưng là tâm thuật bất chánh, lại lòng dạ hẹp. Vạn năm trước, tài quyết chi chủ cũng đã nhìn thấu một điểm này. Từ đầu đến cuối cho rằng vũ hoàng cổ đế như vậy hẹp người, cuối cùng sẽ bị đẩy xuống thần đàn, hài cốt không còn. Cho nên hắn sinh ra ý niệm của mình, tình nguyện ở lại địa tâm vực. Cũng không muốn theo vũ hoàng cổ đế phi thăng thái thượng thế giới. Hắn cùng Diệp Thần tới giữa, trải qua do địch hóa hợp quá trình.
Thống trị địa tâm vực nhiều năm như vậy tới nay, hắn chưa bao giờ gặp qua tâm tính bền bỉ như vậy người. Hơn nữa tu vi tiến cảnh nhanh, chưa bao giờ nghe. Ở hắn nhớ lại xúc động để gặp. Minh tự quyết cùng trận tự quyết giao phong đã bắt đầu, hai bên tới giữa đánh được vang trời triệt, liền trời trăng sao cũng làm ảm đạm thất sắc, coi như là xa ở hắn vực Thái Dương, tiếp xúc đến uy thế như vậy, cũng sẽ bị chụp được nghiền. Hồng Thiên kinh thần sắc đổi được càng thêm ngưng trọng, mấy phen giao thủ xuống, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể tiến bộ đến cảnh giới như vậy. Hắn mới vừa thoát khốn, thực lực còn chưa khôi phục lại đỉnh cấp cảnh giới, coi như là thực lực phục hồi như cũ, ở nơi này hạ giới, cũng không cách nào động dùng toàn lực. Hồng Thiên Kinh, người trận này tự quyết, cũng không quá như vậy. Diệp Thần lạnh giọng nói. Tay hắn cầm Long Uyên Thiên Kiếm, sau lưng muôn vạn thần binh hiện lên, dẫm ở dưới chân, là một vòng hừng hực ánh mặt trời mang. Hồng Thiên Kinh khí được ngứa răng, nhưng không có cách nào. Hắn nơi dùng hết Phạm Thiên Thần Công, không cách nào đột phá Diệp Thần phong tỏa. Diệp Thần khí thế hung hăng, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, rất có một người giữ quan ải, vạn phu mạc khai khí thế. Nhưng là hắn dư quang khóe mắt đang chiến đấu hơn, liếc Tài Quyết Chi Chủ một mắt. Tài Quyết Chi Chủ người mang cân nhắc quyết định khí vận, cũng là một đại thần thông, ngay tức thì liền đọc hiểu Diệp Thần trong ánh mắt ý. Hắn là muốn giúp mình biến dạng hư không chạy trốn. Tài Quyết Chi Chủ không nhúc nhích thần sắc lấy ra mấy lần lá cờ nhỏ, cột vào trên người mình, đó là giúp hắn ở hư không chảy loạn bên trong ổn định thân hình. Đồng thời, hắn con người phơi bày ra cực kỳ màu đen thâm thúy. Thánh đường cân nhắc quyết định đồng. Tài Quyết Chi Chủ con người chỗ sâu, đen nhánh ánh sáng chậm rãi lưu chuyển. Một bên khác, rộng lớn chiến trường trong đó, chiến đấu đã tiến vào ác liệt giai đoạn. Diệp Thần đồng thời vận dụng binh tự quyết. Long Uyên Thiên Kiếm, ở tấn công sát phạt thời điểm còn sử xuất thủ đoạn khác, thật là đem Phạm Thiên Thần Công vận dụng đến trình độ cao nhất. Nhất là đối với trận tự quyết phản chế, giống như tiện tay lấy, hồn nhiên sẵn có. Hơn nữa Diệp Thần đối với binh tự quyết lĩnh ngộ được một tầng khác, liền những cái kia sanh ra tu tập một phần chia tồn tại cũng không đuổi kịp như vậy. Người này thiên phú, có thể nói khủng bố tuyệt luân. Hồng Thiên Kinh nội tâm càng phát ra bất an. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều phải diệt trừ cái này mối họa. Hồng Thiên Kinh, người cái này bị đảm nhiệm thiên nữ phong ấn tuyệt đối năm phế vật, hôm nay lại liền ta cũng không thắng liền sao. Diệp Thần điên cuồng cười to, kiếm trong tay chiêu cũng không ngừng, như thiên nữ tán hoa, trùng điệp không ngừng, một kiếm tiếp theo một kiếm, uy thế tầng tầng chồng lên, thẳng đến phá sập thiên địa. Hồng Thiên Kinh hét lớn một tiếng, nếu trận tự quyết không tạo tác dụng, vậy ta sẽ dùng liệt tự quyết hoàn toàn cầm ngươi đánh cho tàn. Thiên địa rung chuyển, tinh thần rơi xuống, càn khôn na di. Diệp Thần thấp kém trong mắt, hiện tại chính là xuất thủ tốt cơ hội. Tự hắn có thể bằng vào hư bia lực lượng, ở luân hồi huyết mạch cháy hạ biến dạng hư không, bình an thoát đi. Nhưng là như vậy tới một cái, Tài Quyết Chi Chủ liền bị vây ở chỗ này, mà hắn làm hết thảy cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn ngưng tụ hết thảy thế công. Cũng là vì trợ giúp Tài Quyết Chi Chủ thoát đi. Mới vừa rồi cái ánh mắt kia, chính là cho Tài Quyết Chi Chủ nhắc nhở. Diệp Thần đem Long Uyên Thiên Kiếm nghiêng chém ra, vậy một vòng sáng chói Thái Dương gầm thét chạy về phía Hồng Thiên Kinh, dọc đường chỗ đi qua, hư không tấc tấc bể chi địa, luân hồi hắc động điên cuồng vận chuyển. Minh tự quyết vạn kiếm tề phát, màn trời bị vô cùng vô tận bóng đen bao trùm, giống như hủy thiên diệt địa, chiếm đoạt thương khung. Nhưng mà đây hết thảy thế công, đều ở đây sắp phá sập trước đột nhiên thẳng xuống, lại hòa lẫn đối phương liệt tự quyết lực lượng, cùng xé bên cạnh hư không. Bị tầng tầng trói buộc hư không, lúc này xuất hiện một lối đi lớn, đi thông ngoại giới. Không tốt. Hồng Thiên Kinh trong lòng mới vừa dâng lên cái ý niệm này, một mực đứng yên bất động Tài Quyết Chi Chủ, cũng đã trước thời hạn động. Tài Quyết Chi Chủ phán đoán đến thời cơ, ngắn ngủi mấy hơi thở tới giữa đi tới lối đi trước. Vậy hủy thiên diệt địa cự chỉ vậy ngang nhiên rơi xuống, tốc độ so với trước đó nhanh vô số lần. Dù vậy, như cũng không có thể ở Tài Quyết Chi Chủ thân hình biến mất trước ngăn lại hắn. Tài Quyết Chi Chủ tiến vào hư không hắc động, biến mất không gặp. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cháy luân hồi huyết mạch, cho gọi ra hư bia, mượn linh nhi lực lượng, thừa dịp cái này trong chốc lát, hắn vậy đạp phá không gian, trở lại Huyền Chân Đảo. Nơi này có Nhâm Phi Phàm trấn giữ trên đảo,
cho hắn Hồng Thiên Kinh 10.000 cái lá gan, cũng không dám tới. Ngược lại là Tài Quyết chi chủ không biết đến đi nơi nào. Hắn nơi tê liệt vậy một phiến hư không, là không chừng hướng, bất quá chỉ cần có thể thoát đi, chính là an toàn. Lấy Tài Quyết chi chủ bản lãnh, khẳng định đem mình bản thể đặt ở cực kỳ ẩn núp nơi an toàn, sẽ không dễ dàng điều động. Có lần này đánh bất ngờ sau đó, hắn sau này nhất định sẽ đề phòng nhiều hơn. Nói cách khác, Hồng Thiên Kinh đã không có cơ hội. Tài Quyết chi chủ tồn tại, đối với bố trí của hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Vì vậy vô luận như thế nào cũng phải giữ được đối phương. Diệp Thần trải qua một tràng ác chiến, linh lực hao tổn nghiêm trọng, vì vậy trở lại động phủ bế quan. Cái này nhắm một cái quan, chính là 3 ngày. Cùng Diệp Thần lần nữa xuất quan, trong ý nghĩ lại nhiều hơn một phần võ đạo cảm ngộ. Hắn ở từng cuộc một chui luyện trong đó không ngừng lột xác, hiện tại đã có chút tự vệ vốn. Theo hắn biết, ở trong thời gian 3 ngày này, Nhâm Phi Phàm đã rời đi. Tựa hồ là có loại nào đó vội vàng sự việc, thậm chí không kịp thông báo Diệp Thần, liền biến dạng hư không, đi xa hắn chỗ. Bất quá Diệp Thần càng muốn tin tưởng, Nhâm Phi Phàm thì không muốn nói cho hắn. Bởi vì Nhâm Phi Phàm lần này trước đi xử lý sự việc, tính nguy hiểm rất lớn, bằng vào Diệp Thần thực lực, tạm thời không cách nào liên quan đến. Diệp Thần suy tư tất cả loại có khả năng, con người đông lại một cái, ngón tay bắt pháp quyết, hai tròng mắt lưu động cổ xưa phù văn, một giây kế tiếp, hắn liền xem xét thiên cơ, nhưng phát hiện địa tâm vực cửu đỉnh đại trận dị tượng, lại có thể so với trước đó càng tươi tốt liền một phần. Sự phát hiện này để cho trong lòng hắn chấn động một cái. Xem ra cửu đỉnh đại trận muốn không được bao lâu, lại sẽ có một tôn đỉnh hoàn toàn hoàn thành, mà đây tôn đỉnh tất nhiên và gần đây sự tình phát sinh tồn tại loại nào đó nhân quả. Diệp Thần nghĩ tới Hồng Thiên Kinh. Hắn cầm Tài Quyết chi chủ cứu ra, Hồng Thiên Kinh phỏng đoán còn đợi ở bên kia, làm không ít chuyện. Cho nên cửu đỉnh đại trận mới biết sinh ra động tĩnh. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn một phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn cảm thấy dưới mắt có rất nhiều chuyện phải xử lý. Cửu đỉnh đại trận là một cái. Bất kể như thế nào, cái này cũng quan hệ đến địa tâm vực và bên cạnh mình người sinh tử tồn vong, hắn không thể không bảo vệ. Bất quá dưới mắt cửu đỉnh đại trận ảnh hưởng không tính là quá lớn, cùng Nhâm tiền bối tới đây lại thương nghị chuyện này, có lẽ được thông. Còn như thiên cung chi địa, Diệp Thần nhiều lần thử nghiệm câu thông ngọc bội, Thiên Tuyết Tâm cũng không có tin tức. Hiển nhiên Thiên Tuyết Tâm chìa vào áp lực. Bất quá, như thế tính toán, để lại cho mình thời gian quả thật không nhiều lắm. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị đi thiên cung chi địa, nhưng vào lúc này, Diệp Thần nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Đây là Tiểu Hoàng thanh âm. Tiểu Hoàng lại nói cho hắn, tựa hồ phát hiện chút cùng Huyền Hải lối vào tương quan đầu mối, để cho Diệp Thần trở về xác nhận. Diệp Thần rốt cuộc đến lúc mình muốn tin tức, vì vậy bái biệt Huyền Chân lão tổ, hao phí nửa ngày thời gian, trở lại Bắc Mãng Cổ. Cùng hắn cùng trở về, còn có Kỳ Thư Thanh và Hạ Huyền Thịnh. Bắc Mãng Tổ địa rộng rãi bao la, bọn họ ở địa phương đó, chỉ là một phiến trôi lơ lửng ở Bắc Mãng không gian đại lục. Ở nơi này mênh mông trong không gian, còn có vô số khối đại lục. Còn có tầng tầng không gian chồng lên, hơi không lưu ý, liền có thể sẽ tiến vào hỗn loạn hư không. Trước khi rời đi, Diệp Thần để cho Tiểu Hoàng tìm Huyền Hải cửa vào bản đồ, đến nay mới ngưng, rốt cục thì có chút mặt mũi. Chủ nhân, người trở về. Cách không thiếu ngày giờ, lại lần nữa thấy Diệp Thần, Tiểu Hoàng lộ vẻ rất là cao hứng. Diệp Thần sờ một cái Tiểu Hoàng đầu, mở miệng hỏi tình huống. Lúc đầu gần đoạn thời gian Tiểu Hoàng một mực ở Bắc Mãng Tổ địa bên trong bôn ba, chưa từng ngừng nghỉ, rốt cục thì để cho nó tìm được một nơi không địa phương tầm thường. Căn cứ Tiểu Hoàng mà nói, chỗ đó tên là Vĩnh Hằng Hư Không, là Bắc Mãng Tổ địa rất nhiều hung hiểm thời không một người trong đó. Đã từng có ác mộng thần tộc tộc nhân, bước vào qua lần này địa phương, liền cũng không có trở lại nữa. Tiểu Hoàng dẫn mấy người, đi tới vậy phiến Vĩnh Hằng Hư Không lối vào. Vĩnh Hằng Hư Không lối vào 10 phần nguy nga, ở một nơi dựng ngược trước khổng lồ núi cao đỉnh phong. Từ dưới đi lên nhìn, cửa vào gợn sóng mặt nước 10 phần bình tĩnh, giống như là đổ ánh thiên địa cảnh sắc tấm gương, cũng không nguy hiểm gì. Tiểu Hoàng thấy được mấy người hình dáng, tựa như biết bọn họ đang suy nghĩ gì, tùy ý nhặt lên một cục đá, sử dụng đại lực,
hướng vậy vĩnh hằng hư không lối vào ném qua. Đá nhanh chóng qua lại, còn chưa đạt tới vĩnh hằng hư không lối vào, liền bị một hồi quỷ dị khí lưu cho định trụ. Trận kia khí lưu hình như là răng khắp nơi ánh đao, đem đá cho cắt thành bột, vẩy hướng bầu trời. Hạ Huyền Thịnh và Kỳ Tư Thanh xem được sửng sốt một chút. Diệp Thần ngược lại là như có điều suy nghĩ, quay đầu hỏi Tiểu Hoàng, nói cái này vĩnh hằng hư không tựa hồ cùng thất lạc thời không có mấy phần tương tự. Tiểu Hoàng gật đầu một cái. Đúng vậy chủ nhân, ta sở dĩ đem tình huống báo cáo cho ngài, cũng là bởi vì là lo âu. Căn cứ tộc nhân nói, vĩnh hằng hư không cực kỳ nguy hiểm, bên trong thiên đạo quy tắc hỗn loạn không chịu nổi, coi như là có đại khí vận người đi vào, cũng có thể bỏ mạng. Hơn nữa vĩnh hằng hư không bên trong thật giống như còn có vật kỳ quái, tùy thời chuẩn bị đoạt tánh mạng người. Cho nên sau khi đi vào, nhất định phải vạn phần chú ý. Tiểu Hoàng rất là nghiêm túc nhắc nhở. Diệp Thần bày tỏ rõ ràng, hắn đã từng đi qua thất lạc thời không, nơi đó là một mảnh hỗn độn thế giới, không có đi qua bất kỳ quy tắc hoặc là khí vận tẩy rửa. Có lúc hỗn độn cũng chỉ đại biểu hỗn loạn. Nơi đó hoảng hốt mộng vậy, người càng tránh thoát, liền vùi lấp được càng sâu. Nếu như không có hộ đạo giả và tâm linh hải đăng chỉ dẫn, rất dễ dàng liền sẽ bị lạc tự mình, có quá mức người thậm chí bị kẹt ở bên trong, ngàn năm vạn năm cũng không từng đi ra. Cuối cùng kiệt lực mà chết, chỉ có thể hóa là một chồng xương khô, bị người quên lãng. Hơn nữa Tiểu Hoàng mà nói, ở nơi này vĩnh hằng hư không bên trong còn có cái khác nguy hiểm không biết. Rốt cuộc là dạng gì nguy hiểm, mới biết tồn tại ở cái này chỗ hiểm yếu trong đó. Diệp Thần không tưởng tượng nổi. Không lâu, Diệp Thần làm ra quyết định. Hắn muốn đi vào trong xem một chút. Huyền Cơ Nguyệt tiến vào huyền hải, coi như là tránh thoát một kiếp. Nhưng nếu chưa trừ diệt Huyền Cơ Nguyệt, không tước đoạt người này vận mệnh đứng đầu danh hiệu. Biến số quá nhiều. Còn có huyền hải ở giữa hai đạo chín tầng trời thần thuật, nếu như đạt được, tương lai đối kháng Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng hoặc là Vô Thiên, cũng sẽ thêm mấy phần phần thắng. Bất quá dưới mắt cái này vĩnh hằng thời không, sợ rằng thật rất nguy hiểm. Từng có đi thất lạc thời không kinh nghiệm, Diệp Thần hiện tại cần tâm linh hải đăng. Chỉ tiếc Nhâm Phi Phàm có việc gấp, vội vã rời đi, hiện tại không cách nào dành cho hắn chỉ dẫn. Cho nên Diệp Thần quyết định cùng Tiểu Hoàng lẫn nhau là hải đăng, tiến vào trong đó. Tiểu Hoàng cũng coi là đi theo Diệp Thần đã lâu, chung hoạn nạn qua rất nhiều lần, đối Diệp Thần trung thành cảnh cảnh. Đối với Diệp Thần mà nói, Tiểu Hoàng không chỉ là hai con người ác mộng, vẫn là hắn tốt đồng bạn. Bất quá để cho Diệp Thần bất ngờ phải, Kỳ Tư Thanh lại vậy chủ động yêu cầu tiến vào bên trong. Ngươi và Hạ Huyền Thịnh ở chỗ này, thật tốt tu luyện, đợi ta trở lại, vĩnh hằng hư không có thể không phải là đùa, tùy thời có thể chết người. Diệp Thần lên tiếng khuyên nhủ, hắn không hy vọng Kỳ Tư Thanh đi theo hắn cùng đi mạo hiểm, dẫu sao Tiểu Hoàng tình huống không cùng. Nó là ác mộng thần thú, đã từng trải qua cái loại này khốn cảnh. Ai biết Kỳ Tư Thanh lại rất kiên định lắc đầu một cái. Ta muốn làm ngươi hải đăng. Một đường tới nay, ta cũng chỉ có thể ở sau lưng nhìn ngươi và kẻ địch chiến đấu, đẫm máu cạnh tranh, mà ta nhưng cái gì vậy không làm được. Diệp Thần, ta muốn vì ngươi làm chút gì. Kỳ Tư Thanh một phen cảm động tới sâu, liền Diệp Thần cũng không khỏi yên lặng. Cho tới nay, hắn phải chăng bỏ quên Kỳ Tư Thanh cảm thụ đâu? Thấy cái này Kỳ Tư Thanh kiên trì như vậy, Diệp Thần cũng chỉ có thể không biết làm sao cười một tiếng, để cho hắn gia nhập đội ngũ. Hắn và Kỳ Tư Thanh lẫn nhau làm hải đăng, hai người hai đời dính, tâm ý tương thông, chắc hẳn làm được điểm này cũng không khó. Chuẩn bị ổn thỏa, ba người bước vào vĩnh hằng hư không. Khi bọn hắn đi vào thời điểm, đỉnh núi chỗ vậy mặt kiếng lối vào cũng không có xuất hiện dị thường. Mặt kiếng như nước vậy vậy dạo rực, chốc lát chợt khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như cái gì vậy chưa có phát sinh qua. Chỉ là ở bọn họ sau khi đi 15 phút cỡ đó, hư không chỗ sâu vang lên tiếng nổ vậy thanh âm, thật giống như có vô số đao gió bạo động. Từ bề ngoài nhìn qua, hết thảy yên lặng như lúc ban đầu. Diệp Thần thúc giục Hồng Mông Đại Tinh không bảo vệ tâm thần, đợi được quanh mình không gian ổn định sau đó, mới chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Vào mắt chính là một phiến hoang vu, không gian vách núi tầng tầng lớp lớp, đan vào một chỗ, đụng vào nhau, bể tan tành chạy đi. Một ít mô hình nhỏ không gian mảnh vỡ càng bị lớn không gian không tiếng động chiếm đoạt. Bởi vì không gian cũng không ổn định, cho nên chảy loạn mọc tùm.
Những thứ này không gian chảy loạn cũng không thể bị mắt thường bắt được, cho nên càng nhiều người hơn nguyện ý gọi chúng là không gian dòng nước ngầm, đang lặng lẽ không tiếng động bên trong là được tùy tiện lấy tánh mạng người ta. Đây cũng là phần lớn người cũng không muốn giao thiệp với cái loại này khu vực nguyên nhân. Vĩnh hằng hư không vốn không nên như vậy, cái này mảnh không gian hẳn là hằng lâu ổn định tồn tại, vì sao sẽ vỡ vụn và sụp đổ. Diệp Thần hơi khóa dậy chân mày, hắn lúc này đang đứng ở một mảnh không gian mảnh vụn bên bờ vùng, lại hướng trước mấy bước chính là hư không vực sâu, bên trong năng lượng ba động rất là hỗn loạn, ngầm ý định giết người. Hắn bốc lên pháp quyết ngưng xem nhìn, trong lòng không khỏi kinh sợ, ở trong đó không chỉ có dòng nước ngầm phun trào, tựa như còn có cái gì hơn nữa đáng sợ tồn tại, hắn cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Càng làm Diệp Thần cảm thấy bất an phải, chung quanh trừ hắn và vô tận hư không ngoài ra, Tiểu Hoàng và Kỳ Tư Thanh cũng không thấy bóng dáng. Diệp Thần không có lên tiếng, chỉ là lộ ra thần thức cảm giác một phen. Thần thức hướng chung quanh từ từ phô triển chạy đi, hắn cũng không có tùy tiện nhanh chóng mở rộng, nhưng đi sâu vào hư không vực sâu bên trong lúc đó, lại đụng phải một tầng thành lũy. Hắn dò xét tính được chạm một tí, lại dẫn được vực sâu bên trong dòng nước ngầm nhanh chóng khuấy động lực, hướng hắn chạm vách vậy một nơi vặn cổ tới. Diệp Thần vội vàng thu hồi thần thức, hắn hiện tại vạn phần khẳng định, vực sâu bên trong nhất định còn có cái khác cường đại tồn tại. Hắn tiến vào vĩnh hằng hư không vốn là tới có mục đích, tự nhiên chẳng muốn bỗng dưng trêu chọc thị phi, vì vậy quẹo hướng xa hơn chỗ cảm giác. Ngay sau đó tâm tư động một cái, cũng làm cho hắn cảm giác được Tiểu Hoàng vị trí. Mặc dù rất là mơ hồ, nhưng Diệp Thần vẫn là thử nghiệm nối liền một tí. Chủ nhân, Tiểu Hoàng nhanh chóng làm ra đáp lại. Ngươi nhưng có cùng Tư Thanh chung một chỗ? Diệp Thần hỏi. Tiểu Hoàng dừng lại chốc lát, trả lời, ta tiến vào vĩnh hằng hư không sau đó liền bị chảy loạn dây dưa tới. Thật may vậy đạo không gian chảy loạn năng lượng không hề cuồng bạo, mới để cho ta may mắn chạy khỏi. Diệp Thần ngẩn ra, thảo nào ở trong cảm nhận của hắn, Tiểu Hoàng thân thể tựa hồ trở nên có chút rất nhiều trong suốt. Ngươi tổn thương có thể khống chế. Không có gì đáng ngại, ta hiện tại ở vào không gian 10 phần ổn định, chủ nhân không cần lo lắng ta. Đoạn thời gian này, ta thường xuyên qua lại trong hư không, nếu không phải hạ xuống địa điểm không thể xác định, ta không hề sẽ rơi vào chảy loạn bên trong. Diệp Thần đạt được Tiểu Hoàng trả lời, lấy lại bình tĩnh, ở xác định hắn sau khi an toàn, liền để cho hắn trước đợi tại chỗ không nên lộn xộn. Tiểu Hoàng nghe lời đáp ứng. Diệp Thần lần nữa kéo dài mình cảm giác. Hắn thần thức phạm vi bao trùm rất là rộng rãi, lại cũng không cảm giác được Kỳ Tư Thanh. Diệp Thần tính tư nhập tim, thúc dục chôn sâu ở trong lòng đèn sáng hạt giống, Kỳ Tư Thanh là hắn hải đăng, đang cảm giác bên trong hẳn là nhất là sáng ngời tồn tại. Thất bại. Diệp Thần thử nhiều lần, đèn sáng hạt giống bị thắp sáng, nhưng là hắn chỉ có thể đang cảm giác bên trong thấy mình cái này một tòa hải đăng, Kỳ Tư Thanh vậy một tòa lại ảm đạm không sáng, hoàn toàn không có hiển hiện ra một chút ánh sáng. Diệp Thần xác định không được nàng vị trí, càng đừng sách liên lạc với nàng. Diệp Thần trong lòng có chút bất an, dưới mắt chỉ có thể trước tiên tìm đến Tiểu Hoàng sau đó tiến thêm một bước đi sâu vào tìm Kỳ Tư Thanh. Hắn lần nữa cảm giác một phen Tiểu Hoàng vị trí, xác định sau đó, liền hướng một phương hướng cấp tốc đi. Nhưng hắn cũng không có đem tốc độ thúc dục phát đến mức tận cùng, vĩnh hằng hư không đổi được lại nữa ổn định, liền đại biểu tràn đầy vô tận không biết. Hắn dùng thiên cơ diễn toán một phen, lại không thể khám phá, cái này phiến hư không lại phảng phất siêu thoát ra khỏi thiên địa tồn tại, côi cút một thể, không thể dò xét. Diệp Thần cũng sẽ không thử nghiệm, hư không đã không lại ổn định, nếu như mạnh hơn nữa được dò xét, tuy nhìn như không có thiên cơ, nhưng trong đó ngầm huyền cơ, vạn nhất dính trong đó nhân quả, định sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Diệp Thần xuyên qua một phiến chật hẹp không gian mảnh vỡ. Xảo diệu được tránh chảy loạn hướng khác một phiến vượt không gian đi. Ai ngờ chảy loạn dường như bị nhiễu động vậy, đổi được sao động bất an, chảy hướng vậy phát sanh biến hóa. Thứ gì? Diệp Thần treo ở trong hư không, dưới chân chính là vô tận hư không vực sâu. Ở hắn cảm giác bên trong, có ý định giết người hướng hắn nhanh chóng đến gần. Diệp Thần nhưng không được chung quanh chảy loạn, mượn lực đánh, hướng một bên nhảy ra, tránh được một đạo màu đen hung diễm. Vậy đạo thiêu đốt ngọn lửa màu đen rất là hung hiểm, dường như có thể cháy hư không vậy, đem đường tắt trên không gian toàn bộ vặn vẹo. Diệp Thần sớm có cảm giác, nhưng cũng là mới khó khăn lắm tránh.
có thể gặp màu đen hung diễm tốc độ phi hành có bao nhiêu mau, trong chớp mắt liền bay tới Diệp Thần bên người. Trải loạn bị màu đen hung diễm ảnh hưởng, đổi được hơn nữa không ổn định. Diệp Thần mới vừa mượn lực dưới lại là khuấy động không gian, bởi vì trải loạn hướng hắn nhanh chóng vào tới. Diệp Thần rơi ở phía trước lớn mảnh không gian bên trên. Trải loạn theo nhau mà tới, ý định giết người bung ra, ở Diệp Thần chỗ đặt chân, vỡ nát một nhỏ mảnh không gian. Oanh! Ầm! To lớn tan vỡ tiếng dẫn được nguyên mảnh không gian cũng rung rung, tựa như một khắc sau liền sẽ gió nổi mây vần, không gian sụp đổ. Một đạo kiếm quang chém xuống, vậy phiến văng tung tóe sụp đổ không gian bị toàn bộ chặt đứt, hướng hư không vực sâu từ từ thổi tới, bị càng nhiều hơn hư không chảy loạn dây dưa tới ngay tức thì liền vặn thành chừng hạt gạo mảnh vỡ, hợp vào chảy loạn bên trong. Diệp Thần cầm trong tay Long Uyên Thiên Kiếm, ánh mắt như đuốc, lại cũng không nhìn về phía vậy một khối mới vừa bị hắn chặt đứt không gian. Hư không hung thú. Diệp Thần ngưng nghi, phía trước truyền tới uy chấn hoàn vũ to lớn tiếng gầm gừ. Trong hư không vậy đi theo vang lên liên tiếp vỡ vụn tiếng, ở cách Diệp Thần không xa vô tận trong hư không bất ngờ xuất hiện một đạo xuyên qua mấy chục dặm kẽ hở tới, từ bên trong lộ ra một cái sắc bén đầu ngón tay. Kẽ hở càng ngày càng lớn, vô số mảnh vỡ hướng bốn phía bay tán tới đây, Diệp Thần về phía sau liên tục nhảy, tránh thoát. Vậy một cái to lớn móng nhọn rốt cuộc xé ra một đạo dài đến mấy trăm cây số vết nứt không gian, từ trong hư không lộ ra một viên đầu lớn tới. Vậy cái đầu bên trên chỉ có một tấm miệng lớn, chiếm cứ ở đầu lâu vị trí tránh trung tâm, miệng khổng lồ bên trong một viên răng nhọn liền phảng phất một cái trăm thước chiều dài lợi kiếm, mười mấy viên song song phơi bày bên ngoài, chớp động đáng sợ nhỏ vụn sắc bén. Móng của nó đưa về phía trước, lại đem một mảnh không gian bắt nát bấy, nhét vào miệng lớn bên trong nhai. Không gian bị nó một phiến vỡ ra tới, lại trực tiếp nuốt vào. Hư không hung thú vốn là không gian khắc tinh. Diệp Thần ở thấy được nó giờ khắc này liền ngay tức thì rõ ràng, tại sao vĩnh hằng hư không sẽ vỡ vụn sụp đổ. Cái này hung thú chắc hẳn đã ở trong này nán lại chút ngày giờ, nếu không tiến hành ngăn lại, cái này mảnh không gian chung có một ngày sẽ hoàn toàn biến mất ở trong hư không, lại không còn tồn tại. Diệp Thần căn bản chẳng muốn chính diện đụng vào như vậy khó dây dưa hung thú. Cái này hư không hung thú không năm không tuổi, không chiếm nhân quả, từ trong hư không ra đời. Sau khi chết cũng trở về quay về trong hư không, có thể nói hắn chỉ là hư không khác một loại tồn tại hình thức, vô thần không chí, chỉ sẽ chiếm đoạt hết thảy có thể cắn nuốt đồ. Là thiên nuốt, không chỗ nào không ăn. Nguyên phiến hư không đều là hư không hung thú lãnh địa, Diệp Thần ở trước mặt nó tự nhiên không chỗ ẩn trốn. Hư không hung thú từ vết nứt không gian bên trong hoàn toàn chui ra, hướng Diệp Thần phương hướng xông thẳng lại, quái khiếu. Tiếng gào to đem không thiếu vốn là bị phá hư không gian trực tiếp làm vỡ nát. Thật là phiền toái. Diệp Thần căn bản chẳng muốn cùng nó chiến đấu, vô xanh không chết đồ căn bản là giết không chết, huống chi hôm nay còn có càng khẩn cấp sự việc phải đi làm. Vô số kiếm quang chớp động, ngay tức thì liền nối thành một phiến, phảng phất một chương kiếm quang lưới lớn vậy, hướng hư không hung thú quay đầu trùm tới. Vậy hư không hung thú không tránh, tiếng gào chấn thiên. Há mồm miệng to liền khạc ra một đoàn màu đen hung diễm tới. Diệp Thần giờ khắc này mới nhìn ra, cái này hung diễm cũng không phải là màu đen, chỉ là một mảnh hư vô, không có màu sắc. Bởi vì liên quan quang đều bị ngay tức thì chiếm đoạt vặn vẹo. Kiếm quang lưới lớn và vậy đoàn hư không hung diễm đụng thẳng, kiếm quang bể tan tành, hung diễm vậy lập tức bị tiêu hao hơn nửa, còn sót lại lấm tấm bay tản ra tới, không đủ gây sợ hãi. Diệp Thần đã thừa dịp nó và mình bỏ lại kiếm quang lưới lớn đấu thời điểm, thật nhanh trốn vào trong hư không, hướng cảm giác được tiểu hoàng vị trí thật nhanh đi. Nhưng ra hắn dự liệu phải, vậy hư không hung thú căn bản là hướng về phía hắn mà đến. Chẳng lẽ nói, cái này hư không hung thú sau lưng có cái gì đang thao túng sao? Hư không hung thú vô sanh không chết, tu được mượn dùng hư không lực mới có thể ứng đối, cũng không phải là nó rất lợi hại, chỉ là 10 phần khó dây dưa. Diệp Thần đứng tại chỗ, hai tay cầm kiếm, cũng sẽ không tiếp tục về phía trước, hắn ở chờ vậy chỉ hư không hung thú đến gần. Vậy hung thú hình thể to lớn, thân dài vài trăm dặm, một cây đầu ngón tay đưa ra tới nếu so với Diệp Thần còn lớn hơn. Nó thanh thế thật lớn được hướng Diệp Thần chỗ ở cái này mảnh không gian trong mảnh vụn nhào tới, một cái móng nhọn hung hăng đánh tới. Nguyện vọng thiên tinh chợt hiện ra, muôn vàn tinh thần ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, bảo vệ hắn quanh thân.
Long Uyên Thiên Kiếm, tiếng rồng ngâm vang lên, huyết long bay ra, hướng vẩy hư không hung thú thẳng bay đi. Diệp Thần từ từ dâng lên, treo ở trong hư không, kiếm quang ngưng tụ, xúc thế đãi phát, giống như sáng chói mặt trời gay gắt vậy, ánh sáng càng phát sáng rỡ. Vậy huyết long quấn quanh lên, hư không hung thú thật nhanh được khạc ra ba đại đoàn hư không hung diễm tới, không gian ngay tức thì liền bị thiêu, huyết long cũng bị hung diễm dây dưa tới, vậy hung diễm không thể dập tắt, chỉ chốc lát sau ngay tại huyết long bề ngoài từ từ bầy. Huyết long gầm thét một tiếng, trên thân thể màu máu đại thịnh, hư vô kia hung diễm vốn là sống ở hư không, bị huyết quang đặt lên sau đó, vốn nên đem chiếm đoạt, ai ngờ lại bị huyết sắc kia dần dần đồng hóa, tiếp đó hoàn toàn hóa thành hư vô. Diệp Thần một kiếm này rốt cuộc phung ra, kiếm quang sáng chói đến trình độ cao nhất, tại trong không gian tấc tấc tiến về phía trước, chém bể hư không, văng tung tóe hoàn vũ. Không gian tựa như bị phong tỏa vậy, hư không hung thú bị kẹt tại không gian bên trong, lại bị huyết long thân thể xít sao quấn quanh, không thể nhúc nhích, quanh thân bốc hơi lên dậy hư không hung diễm, tựa hồ muốn thiêu không gian, lần nữa trốn vào hư không. Nhưng Diệp Thần kiếm đã chém vào cái này mảnh không gian bên trên, không gian tắc thốn liệt mở, hóa thành phấn vụn, vậy bị kẹt ở trong thời gian đó hư không hung thú không tiếng động được gầm thét, một cái miệng khổng lồ lớn lên to lớn, thật giống như dựa vào mình cắn nuốt bản năng đem đạo này sáng chói cực kỳ hung hãn kiếm quang nuốt ăn vào bụng, hóa giải nguy cơ. Nhưng mà theo không gian bể tan tành, hư không hung thú thân thể vậy phiến phiến rạn nứt, đi theo chung quanh không gian cùng nhau hóa thành phấn vụn, trở về hư không. Nguyên bản nó đợi trên vị trí nhiều một viên nho nhỏ màu đen tinh thần, toàn thân thiêu đốt hư vô ngọn lửa. Diệp Thần lần nữa rơi xuống một phiến to lớn không gian trong mảnh vụn, ngôi sao kia liền xoay tít bay tới, Diệp Thần thử thăm dò đưa tay nâng, cũng không có bất kỳ cháy cảm, nhìn như ngược lại là rất tốt xem. Liền đem vật kia thu vào. Hư không hung thú tuy là vô sanh không chết, nhưng chung phải về quy hư không, chém bể không gian là được đem nó hóa nhập hư không. Từ góc độ nào đó tới xem, cũng coi là tròn nó muốn trốn vào hư không nguyện vọng. Diệp Thần lần nữa cảm giác liền một tí tiểu hoàng vị trí, mới vừa phải tiếp tục về phía trước, thân hình lại lần bữa ở tại chỗ. Còn nữa không? Lòng hắn bên trong động một cái, vội vàng hướng sau bay đi, mới vừa hắn đứng vị trí đã bị vỡ ra tới, lại có một đạo vết nứt không gian xuất hiện, một cái to lớn hư không hung thú từ bên trong chui ra, cái này một cái nhìn như thân hình lại là khoa trương. Ví dụ mới vậy một cái còn lớn hơn lần trước lần có thừa. Diệp Thần về phía sau bay đi ngay trước mắt, cái này hung thú đã nhào ra, không chỉ có như vậy, cái khe kia lại bị biến dạng được lớn hơn, từ bên trong lộ ra càng nhiều hơn móng nhọn tới, tất cả lớn nhỏ, không phải là ít, chỉ chốc lát sau lại từ cùng một kẽ hở bên trong chui ra con thứ hai hư không hung thú tới. Như thế nhiều hư không hung thú, cái này mảnh không gian lại vẫn có thể tồn tại. Diệp Thần sinh lòng kinh ngạc. Nhưng hiện tại cũng không là thời điểm tò mò. Diệp Thần tay cầm Long Uyên Thiên Kiếm, đã làm xong một phen ác chiến chuẩn bị. Ai ngờ những cái kia hư không hung thú cũng không có hướng phương hướng của hắn vào tới, lại chỉ lo cầm chung quanh không gian khuấy được bể tan tành, móng nhọn lật bay, một tấm lại một cái miệng khổng lồ đem chung quanh không gian xé nát, nuốt vào. Cái đầu tiên chui ra ngoài vậy chỉ hư không hung thú lại là từng ngụm được nhai chiếm đoạt, hoàn toàn sẽ không để ý Diệp Thần. Cho dù hắn cách nó đã rất là đến gần. Diệp Thần gặp nó quanh thân kiêu căng rất là uể oải, chắc hẳn bị rất lớn vết thương, thảo nào như vậy nóng lòng chiếm đoạt không gian, chắc là vì bổ sung tự thân mất đi năng lượng. Chẳng lẽ là bởi vì Kỳ Tư Thanh? Diệp Thần rất nhanh liền cầm cái ý nghĩ này bác bỏ, cái này hư không hung thú trên mình cũng không có bất kỳ vết thương tồn tại, nếu như Kỳ Tư Thanh ra tay muốn cũng sẽ không để cho nó chạy trốn, bằng vào nàng thực lực. Vậy hoàn toàn có thể đem nó hoàn toàn hóa nhập hư không? Càng ngày càng nhiều hư không hung thú từ bên trong chui ra, vết nứt không gian còn đang không ngừng mở rộng, một màn này nhìn như rất là nguy nga. Nếu những thú dữ này không đến trêu chọc hắn, hắn vậy căn bản không nguyện để ý, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu chúng vì sao sẽ trở thành nhóm xuất hiện ở nơi này, nhìn như tựa như mới vừa trải qua một phen ác chiến vậy. Diệp Thần mới vừa cầm thần thức mở rộng ra, liền nghe gặp một tiếng vang thật lớn từ vỡ ra tới vết nứt không gian bên trong truyền ra, thật giống như không gian đã không chịu nổi gánh nặng, phát ra một tiếng kéo dài vị thán. Không gian bị lật, phát run, kẽ hở đổi được lớn hơn, tựa như một khắc sau nguyên mảnh không gian liền sẽ chia làm hai.
Diệp Thần ý đồ tìm tiến vào huyền hải phương pháp, lúc này mới để cho hắn mạo hiểm tiến vào trong đó, ai từng nghĩ nơi này lại so hắn nghĩ còn muốn hung hiểm. Nếu như không gian hoàn toàn sụp đổ bể tan tành, vậy hoàn toàn không cần phải mạo hiểm mà thôi. Diệp Thần liền quyết định tìm được trước Tiểu Hoàng, sau đó tìm được Kỷ Tư Thanh, sau đó liền từ đây gian đi ra, còn như nói tiến vào huyền hải phương pháp, ngày sau phương dài, không cần phải vì thế liều mạng tìm. Vĩnh Hằng hư không bên trong nhìn như hung hiểm dị thường, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Diệp Thần còn đang suy tư, liền thấy xa xa vậy phiến kẽ hở ầm ầm nổ vang, từ bên trong bất ngờ chui ra một cái mới hư không hung thú tới. Vậy hung thú đầu lớn bên trên buộc chặt thật dài dây xích, cường tráng trên cổ lại mang một bộ gáy vòng. Diệp Thần nhìn lên, bất ngờ thấy vậy chỉ hư không hung thú trên thân hình còn có một cái khác sinh vật tồn tại. Hình thái tựa như người không thuộc mình, ra lại phảng phất màu đậm bầu trời vậy, phơi bày ra đêm tối xanh giống vậy ánh sáng màu. Diệp Thần đã ẩn núp ở trong hư không, chỉ là ở nhìn về phía hắn thời điểm, người nọ lại cũng nhìn lại. Diệp Thần lúc này mới nhìn thấy, người kia trong mắt lại toàn bộ đều là màu đen. Đây là người nào, lại có thể điều khiển hư không hung thú? Diệp Thần trong đầu nghĩ. Người nọ dưới chân đạp hư không hung thú mới từ kẽ hở bên trong chui ra, liền phát ra một tiếng quỷ dị thét chói tai, sóng âm kích động, chói tai khó nghe, Diệp Thần cảm giác được mình màng nhĩ bị tiếng thét chói tai đâm thủng mà qua, tựa như một khắc sau thì sẽ bể, vội vàng ngưng tụ trần bia và hồng mông lớn tinh không lực lượng đem hai cái lỗ tai bao vây lại. Người nọ rất nhanh liền rời đi ánh mắt, thẳng nhìn về phía trước vậy một đám chiếm đoạt không gian hư không hung thú. Diệp Thần lúc này mới phát hiện ở đó chỉ thú cưỡi giống vậy hung thú phát ra thét chói tai, sau đó, vết nứt không gian bên trong lại chui ra không ít người, bọn họ đều có màu xanh đen da, bọn họ trong tay đều cầm tựa như xoa không xoa, mang trông vũ khí, thấy được tốt một bầy lớn hư không hung thú phát ra từng cơn hưng phấn tiếng gầm gừ. Cái này làm cho Diệp Thần vậy đi theo thở phào nhẹ nhõm, nhìn như bọn họ là hướng về phía những thú dữ này tới. Liên tưởng đến đám này hư không hung thú trạng thái, Diệp Thần trong lòng cũng có suy đoán, chắc hẳn trước bọn họ thì có qua một cuộc chiến đấu, chỉ bất quá đám người này không có thể đem hung thú hoàn toàn lưu lại, ngược lại làm cho vậy chỉ hư không hung thú đầu lĩnh xé ra không gian, chạy trốn hư không, mang không thiếu hư không hung thú trốn. Mà những người này xem ra là theo sát phía sau đuổi tới, một trận đại chiến lại khó tránh khỏi. Về sau đám người kia đã rối rít giơ lên vũ khí phân tiểu đội xông về bất đồng hung thú. Hai phía tạm thời chiến làm một đoàn. Diệp Thần đối những thứ này hoàn toàn không có hứng thú, lần nữa hướng một phương hướng rời đi. Ở Diệp Thần hướng xa xa bay đi lúc đó, cái đó lấy hư không cự thú là thú cưỡi người lại lần nữa xoay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thần rời đi phương hướng. Diệp Thần hồn nhiên không biết, hắn hướng Vĩnh Hằng hư không chỗ sâu hơn bay đi. Chung quanh không gian nhìn lên không có như vậy đổ nát, dần dần đổi cho hết nguyên đứng lên. Nhìn như vậy rất là vững chắc. Muốn đến hắn mới vừa tiến vào trong đó thời điểm, chính là ở bên bờ địa khu, vậy một nơi bị trong hư không hung thú phá hoại hầu như không còn, mới biết đổi được như vậy không ổn định, bên trong không gian cũng không có gặp phải như vậy nghiêm trọng phá hoại. Diệp Thần cảm giác được Tiểu Hoàng hơi thở, cảm thấy được đã cách rất gần, liền lần nữa tăng nhanh tốc độ. Hắn hướng một phương hướng đi đường, ước chừng qua 10 phút lần nữa cảm giác Tiểu Hoàng vị trí. Nhưng phát hiện vị trí đã đổi đến một chỗ khác. Tiểu Hoàng chỗ ở vị trí đổi được không thể xác định đứng lên, tựa hồ có ở đây không ngừng được di động. Tiểu Hoàng, người rời đi sao? Diệp Thần thử truyền âm. Thật lâu mới vang lên Tiểu Hoàng mơ hồ thanh âm, chủ nhân, ta không có rời đi. Người nơi đó đã xảy ra biến cố gì? Diệp Thần tổng cảm thấy sự việc không đơn giản, tiếp tục hỏi. Tiểu Hoàng lại một lát sau. Mới lên tiếng, ta lúc trước đợi vậy mảnh không gian mảnh vụn ở chính giữa có một cái đại điện, ta bây giờ đang ở trong đại điện, không quá ta dám khẳng định đại điện là an toàn, ta có thể cảm giác được cùng ta đồng nguyên năng lượng, rất là thân thiết thư thích. Nghe được Tiểu Hoàng như thế nói, Diệp Thần liền lập tức rõ ràng mới vừa Tiểu Hoàng nhất định là ngủ, có thể làm cho hai con người ác mộng cảm giác đồng nguyên năng lượng, là không gian chi lực sao. Diệp Thần để cho hắn giữ thanh tỉnh, tiếp tục hướng hắn vị trí bay đi. Lại qua nửa giờ, Diệp Thần rốt cuộc bước lên một mảnh không gian mảnh vỡ. Cái này mảnh không gian nhìn như 10 phần ổn định, phía trên có xanh tươi tốt cây cối, ấm áp như xuân, còn có hoa thơm chim hót, nhìn như một phiến tường hòa.
hắn vậy rốt cuộc biết tại sao tiểu hoàng vị trí như vậy khó khăn xác định, bởi vì cái này phiến mảnh vỡ một mực trôi lơ lửng ở vĩnh hằng hư không bầu trời, không giống với vĩnh hằng hư không bên bờ không gian tan vỡ, chỗ sâu không gian hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng ở cái này hoàn hảo không hao tổn không gian bên trên còn có một phiến cỡ nhỏ không gian. Diệp Thần rơi ở phía trên tiếp tục về phía trước, liền một lát đã nhìn thấy tiểu hoàng nhắc tới vậy một ngôi đại điện. Tiểu hoàng. Diệp Thần đẩy ra cửa điện tiến vào trong đó, liền lập tức nhìn thấy tiểu hoàng thân thể co ro nằm trên mặt đất bóng người. Tiểu hoàng hơi thở có chút huệ oải không phấn chấn, cảm giác được Diệp Thần hơi thở, giãy giụa mở mắt ra, trong thanh âm mang rõ ràng mệt mỏi. Chủ nhân. Diệp Thần sờ một cái tiểu hoàng, gặp hắn trên người hoàn hảo không tổn hao gì. Lại dò nhìn một phen, liền phát hiện linh lực thiếu hụt lợi hại, liên quan tự thân linh lực đều đã lưu tả không còn, chỉ có một viên nội đan ở từ từ chuyển động, tựa hồ muốn chậm tách ra một phen bản thể vết thương, nhưng là không có thừa linh lực kéo theo, đan thể cô mộc khó khăn cây, khó mà được việc. Ta ở. Diệp Thần xòe bàn tay ra, đặt ở tiểu hoàng trên mình, thi triển dậy bát quái thiên đan thuật, cái này hồng mông cổ pháp bị dùng làm chữa trị thương thế rất là nhanh chóng. Không chỉ có như vậy, đối với khôi phục linh lực càng có hiệu quả. Tiểu hoàng lấy được bát quái thiên đan thuật chữa trị, rất nhanh liền khôi phục khí lực, vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh khí, chậm tách ra dậy thương thế trong cơ thể tới. Lại đi qua gần nửa canh giờ, tiểu hoàng rốt cuộc khôi phục 7-8 phần. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu hoàng 10 phần cảm kích phải nói. Diệp Thần thu tay về, khoát khoát tay nói, không có gì đáng ngại, người hiện tại như thế nào? Còn dư lại thương thế không đáng để lo, ta hiện tại đã có thể chiến đấu. Tiểu hoàng hai con ngươi lóe lên tia sáng chói mắt, tựa như không sợ hết thảy. Ngươi trước cầm thương thế dưỡng hảo, như gặp chiến đấu, ta tự nhiên có thể giải quyết. Diệp Thần quay lại tiếp tục nói, dưới mắt, ta không cảm giác được Tư Thanh tồn tại. Nhưng ta có thể cảm giác đến, nàng vẫn còn ở vĩnh hằng hư không bên trong, chỉ là hành tung bị che giấu, để cho ta không cách nào xác định. Ta cùng nàng lẫn nhau là hải đăng, mặc dù ta không thể cảm giác nàng, nhưng chỉ cần nàng không gặp nguy hiểm, định cũng có thể thấy được ta. Không quá chúng ta còn muốn đi trước đem nàng tìm được mới được. Tiểu hoàng gật đầu đáp ứng. Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh. Đại điện này ở Diệp Thần xem ra không có đặc thù gì địa phương, hắn vậy thử nghiệm cảm giác liền một phen, cũng không có cảm giác được năng lượng gì chập chờn. Trong đại điện 10 phần rộng rãi. Liếc mắt có 60-70 gạo rộng, 100 mét dài, diện tích chung đến gần một cái tiêu chuẩn sân đá banh. Bên ngoài nhìn ngược lại là 10 phần phong cách cổ xưa thở mạnh, nhưng bên trong lại dĩ nhiên đổ nát. 8 sợi cột gãy lìa 2 cây, còn có 3 cây hiện đầy vết rách, toàn bộ cung điện nhìn như tràn ngập nguy cơ, chẳng biết lúc nào thì phải hoàn toàn sụp đổ. Diệp Thần ánh mắt về phía trước phương nhìn, nơi đó có trước một khối ngai vàng, cả tòa đại điện đều đã chán nản đổ nát. Chỉ có một phe này ngai vàng lóe lên hào quang, ánh sáng bên trong đạo văn lặp đi lặp lại, tựa hồ ngầm chứa trước loại nào đó đạo thống, nhìn như huyền diệu khó giải thích. Hắn nhìn một hồi, hoàn toàn không cảm giác được những cái kia đạo văn ác ý, vì vậy liền đi tới, đưa tay che ở liền trên ngai vàng. Hào quang ở bàn tay hắn dưới bị đè xuống không thiếu, những cái kia đạo văn tựa hồ rất là thích hắn, vây quanh hắn tay tứ tán lật bay, vui sướng hơi thở tựa hồ có thể bị nhiễm quanh mình vậy. Để cho tiểu hoàng lại bật cười. Diệp Thần thu tay về, tiểu hoàng vậy tự giác ngậm miệng lại, hồi lâu sau, mới lên tiếng, cái loại này hoảng hốt khí tức cổ xưa để cho ta nghĩ tới Bắc Mãng tộc. Diệp Thần nhìn về phía hắn nói, cùng ác mộng thần tộc có liên quan sao? Tiểu hoàng lắc đầu một cái nói, hẳn không có quan hệ, có lẽ là cái này đạo văn. Diệp Thần không có lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, chỗ tòa này phong cách cổ xưa đại điện nhìn như mặc dù đổ nát. Nhưng chắc hẳn thành lập lúc cũng có qua thời gian dài huy hoàng, cái này đạo văn nhìn như ngược lại là hết sức kỳ lạ, tựa hồ ám hợp một ít cơ duyên. Nếu như và kỳ Tư Thanh hội họp sau đó, lại tới tìm tòi nghiên cứu một phen cũng không muộn. Diệp Thần làm ra quyết đoán sau đó, nói tiểu hoàng, việc cần kíp còn cần tìm được trước Tư Thanh. Lòng hắn bên trong nghĩ đến kỳ Tư Thanh, liền dâng lên lo âu tới, hôm nay hắn không thể bầu bạn ở bên cạnh nàng. Ở nơi này loại không biết địa giới, cũng không biết nàng sẽ đụng gặp cái gì. Diệp Thần lần nữa nhắm mắt, đốt trong lòng đèn đuốc hạt giống, trong cảm giác hải đăng ngay tức thì sáng choang. Hắn hết tầm mắt nhìn lại, lại cũng không tìm được đối ứng một ngọn đèn khác thuộc về kỳ Tư Thanh hải đăng.
Diệp Thần còn chưa mở mắt ra, liền nghe khách khí mặt vang lên huyên náo tiếng, những thanh âm kia rất nhanh thì đến lớn trước cửa điện. Diệp Thần một cái kéo lấy Tiểu Hoàng, hư linh thần mạch động dùng, ngay tức thì liền đi tới cột bên trên, hồng mông đại tinh không thi triển, rồi sau đó bày một đạo trận pháp, ở phía trên nhất tìm cái địa phương lặng lẽ ẩn núp đứng lên. Chỉ chốc lát sau, cửa điện liền bị đẩy ra. Diệp Thần con người đông lại một cái, trên cao nhìn xuống dưới, liền thấy dẫn đầu tiến vào người nọ chính là lúc trước hắn đã gặp cái đó xanh đậm da nam tử. Hắn đi vào bên trong, đi theo phía sau lục tục lại đến gần một hai chục người tới, thanh âm bên ngoài như cũ chỉ tăng không giảm, chắc hẳn bên ngoài còn có không thiếu loại này tộc nhân.